Cánh tay phải của con nếu như rèn luyện một chút, có lẽ sẽ trở thành một con bài chưa lật của con. Thế nhưng muốn làm được như vậy tuyệt đối phải chịu khổ sở, người bình thường căn bản khó mà chịu đựng được. Con tự mình quyết định đi. Lục Lâm Thiên nói. Cho dù khổ cực thế nào đệ tử cũng đã trải qua cho nên tuyệt đối có thể chịu đựng được. Niếp Phong căn bản không có chút do dự nào, sư phụ tuyệt đối không hại hắn, cho nên hắn cũng không cần do dự. Tốt, nếu như con có thể chịu được, vậy thì sau này cũng có thứ để mà dựa vào. Lục Lâm Thiên mỉm cười, quang mang màu tím từ trong lòng bàn tay tràn ra, chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Một lát sau, từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh có vô số điện mang màu tím quanh quẩn. Nhìn thấy cảnh này, Niếp Phong lập tức run rẩy. Hiện tại rút lui còn kịp, chuyện này không phải người nào cũng có thể chịu đựng được. Lục Lâm Thiên nói, sư phụ bắt đầu đi, đệ tử không sợ. Niếp Phong không có chút dao động nào, trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Lâm Thiên khẽ gật đầu, thủ ấn trong tay được kết, một đạo quang mang bao phủ lấy người Niếp Phong, cỗ lực lượng vô hình đem Niếp Phong nâng lên trên không trung, hắn nói. Ngưng thần tĩnh khí, qua được cửa ải này thì sau này con sẽ có con bài chưa lật của riêng mình. Thanh âm vừa dứt, Lục Lâm Thiên phất tay, một đạo điện mang màu tím nho nhỏ trên không trung lập tức quanh quẩn trên cánh tay phải của Niếp Phong. Rồi trực tiếp chui vào trong cánh tay phải của Niếp Phong. A! À, Tử Kim Huyền Lôi nhập thể, Niếp Phong lập tức há mồm kêu lên một tiếng thảm thiết. Thủ hộ tâm thần, Lục Lâm Thiên nói, lại một đạo Tử Kim Huyền Lôi nhàn nhạt đánh vào trên cánh tay phải của Niếp Phong. Niếp Phong lại kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn cũng thật không ngờ điện mang nhập vào cơ thể lại đau đớn như vậy, giống như muốn phá hủy toàn bộ cánh tay phải của hắn, cơ bắp dường như bị hong khô. Gân cốt cũng giống như bị rạn nứt, thế nhưng hắn vẫn cố gắng cắn răng nhịn xuống sự đau đớn này. Xoẹt! Trong hư không, từng đạo điện mang dưới sự khống chế của tâm thần Lục Lâm Thiên bắt đầu không ngừng đánh vào cánh tay phải Niếp Phong. Dưới Tử Kim Huyền Lôi, khuôn mặt Niếp Phong run rẩy, cắn răng chịu đựng, ngũ quan dữ tợn, toàn bộ cánh tay phải lúc này giống như bị chóc thịt, bong ra, điện mang màu tím quanh quẩn mãi không tiêu tan. Lục Lâm Thiên bố trí một đạo chân khí bao phủ lấy người Niếp Phong, bảo vệ cánh tay phải cùng với toàn bộ cơ thể của Niếp Phong. Một đạo chân khí cũng trực tiếp phong tỏa kinh mạch trên cánh tay phải của Niếp Phong. Dưới sự rèn thể của Tử Kim Huyền Lôi, Lục Lâm Thiên biết rõ Niếp Phong căn bản không có cách nào chống lại, cho nên hiện tại cũng chỉ rèn thể cánh tay phải của Niếp Phong mà thôi. Cánh tay phải kỳ lạ của Niếp Phong đã có trụ cột từ trước. Lúc thu Niếp Phong làm đệ tử, Lục Lâm Thiên cũng đã phát hiện ra chuyện này. Điều hiện tại Lục Lâm Thiên muốn làm chính là đem cánh tay hắn rèn rũa trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Dưới sự rèn thể của Tử Kim Huyền Lôi, đến lúc đó cánh tay này tuyệt đối sẽ trở thành con bài chưa lật mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không nắm chắc tuyệt đối, dù sao dùng Tử Kim Huyền Lôi rèn thể cho người khác Lục Lâm Thiên chưa từng thử qua. Nhưng Tử Kim Huyền Lôi lúc trước có tác dụng với Lạc Dĩnh, trên lý thuyết, Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ cũng sẽ có tác dụng với Niếp Phong. Hiện tại Lục Lâm Thiên đang muốn tăng cường cánh tay phải của Niếp Phong, kinh mạch thay đổi, càng trở nên thô to, mạnh mẽ hơn. Nếu như đánh ra một kích toàn lực, uy lực tuyệt đối không cần phải nói. Xoẹt! Tử Kim Huyền Lôi không ngừng đánh xuống, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng chờ mong, hy vọng Niếp Phong có thể chống đỡ được. Đây chỉ là rèn thể đúng một cánh tay mà thôi, nếu như rèn rũa toàn bộ thân thể, phá rồi lại lập Lục Lâm Thiên cũng không dám để cho người khác thử. Lúc trước hắn trải qua chuyện này cũng phải cửu tử nhất sinh, còn có kim đao màu vàng thủ hộ linh hồn, nếu không đổi lại là người khác, căn bản chính là chịu chết. Một lát sau, tâm thần Lục Lâm Thiên khống chế tất cả, rèn rũa cánh tay cũng cần một quá trình, thế nhưng trong thiên trụ giới, thời gian cũng không quan trọng như ở bên ngoài. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn kết xuất, bắt đầu tu luyện. Lúc này Lục Lâm Thiên phát hiện ra trong cơ thể hắn còn có một cỗ chân khí khổng lồ. Chỉ cần suy nghĩ một lát, Lục Lâm Thiên cũng không khó đoán ra, đây dường như là chân khí của Vũ Tôn Bát Trọng Linh Vũ Giới mà hắn thôn phệ tới. Cỗ chân khí khổng lồ này vẫn ở trong cơ thể hắn. Khi đột phá Vũ Tôn Nhị Trọng, hắn chỉ mới luyện hóa xong chân khí của Vũ Tôn Tứ Trọng kia mà thôi. Còn chân khí khổng lồ của Vũ Tôn Bát Trọng này căn bản không động tới một chút nào. Trong cơ thể tồn tại một cỗ chân khí, đối với người khác mà nói tuyệt đối là một cỗ uy hiếp cực lớn. Mà đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, tuyệt đối là thuốc bổ. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, sau khi luyện hóa cỗ chân khí này, tu vi vũ giả của hắn có lẽ sẽ đạt tới một độ cao khác.
khi đó linh lực phải cố gắng một chút để cao tu vi mới được. Thời gian gần đây sao nhãng việc tu luyện một chút, đại bộ phận thời gian hắn đều dùng để lĩnh ngộ cùng với bầu bạn với người một nhà. Trong lòng Lục Lâm Thiên ít nhiều cũng có chút lo lắng, thực lực của hắn hiện tại tuy rằng còn không kém, thế nhưng cũng còn xa mới đủ. Gần đây hắn gặp phải không ít siêu cấp cường giả, Lục Lâm Thiên biết rõ bản thân mình hiện giờ chênh lệch với bọn họ rất xa. Cho nên sau khi xử lý một ít chuyện, hắn cũng nên tiếp tục tu luyện. Lục Lâm Thiên khoanh chân mà ngồi, quanh thân lập tức được một vòng quang mang bao phủ, bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong cơ thể. Số năng lượng này cực kỳ khổng lồ, nếu như không sớm luyện hóa một ngày Lục Lâm Thiên cũng có chút lo lắng. Mà cỗ chân khí khổng lồ này Lục Lâm Thiên hiện tại cũng đang phải áp chế nó, hắn phí không ít sức lực mới làm được. Nếu không phải hắn có bất diệt huyền thể, thì thân thể của hắn hiện tại cũng không có cách nào thừa nhận cỗ chân khí khổng lồ như vậy trong người. Thủ ấn được kết, quang mang quanh thân Lục Lâm Thiên càng lúc càng đậm, thế nhưng cỗ chân khí khổng lồ kia cũng không phải có thể luyện hóa trong một sớm một chiều. Xoẹt! Trên không trung, tử kim huyền lôi đang đều đặn rơi vào trên cánh tay phải của Niếp Phong. Niếp Phong cắn chặt răng, chống lại sự đau đớn mà người thường khó có thể chịu đựng này. Ánh mặt trời chiều như máu, bao phủ khắp sơn mạch. Bên ngoài một đình viện có một đạo thân ảnh đứng chắp tay, người này ước chừng 50 tuổi, khuôn mặt cương nghị, anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, trên người lại có một cỗ khí chất nho nhã, người này chính là Gia Cát Tây Phong. Trang chủ, có tin tức truyền tới. Một đạo thân ảnh đáp xuống, người này là một trung niên, từ khí tức có thể nhận ra tu vi người này cũng đã đạt tới cấp độ vũ vương. Nói. Gia Cát Tây Phong lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn lên ánh chiều tà, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lục Lâm Thiên lần nữa xuất hiện, thực lực lại có đột phá. Những ngày này hắn đều ở trong môn không ra ngoài, thế nhưng dường như hắn đã liên hệ Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, cùng các sơn môn như Nhật Sát khác. Một đoạn thời ngắn nữa, dường như mấy sơn môn kia có một lần thi đấu cho nên mấy sơn môn kia đang chuẩn bị tiến về phía Phi Linh Môn. Nam tử trung niên nói, thi đấu giữa các đệ tử trẻ tuổi chỉ là ngụy trang. Mục đích lớn nhất của bọn chúng sợ rằng mấy sơn môn này sẽ kết minh đối kháng với chúng ta, đây mới là trọng điểm. Gia Cát Tây Phong nói, ánh mắt nhìn lên ánh trời chiều, xoay người nói với nam tử trung niên. Thiên kiếm môn cùng vạn thú tông có tin tức truyền tới hay không? Thiên kiếm môn cùng vạn thú tông hiện tại chưa quyết định, dường như không muốn đắc tội với cả hai bên. Nam tử trung niên nói. Gia Cát Tây Phong khẽ thở dài nói. Không nghĩ tới Cổ Kiếm Phong cùng Doãn Ngạc lại cố kỵ lớn như vậy, ngay cả cơ hội tiến vào cổ vực cũng do dự. Thuộc hạ có chút hoài nghi, hai sơn môn này không phải đã bị Phi Linh Môn cùng Vân Dương Tông tiếp xúc qua rồi đó chứ? Nam tử trung niên nói. Có lẽ chúng ta tiếp xúc với hai sơn môn này còn sớm hơn Phi Linh Môn và Vân Dương Tông. Gia Cát Tây Phong chậm rãi đi về phía trước vài bước. Nam tử trung niên ở bên cạnh chờ. Mỗi một lần tông chủ suy nghĩ vấn đề gì đó đều rất thích chậm rãi đi đi lại lại. Nếu như thiên kiếm môn cùng vạn thú tông bị Vân Dương Tông lôi kéo thì chuyện này vô cùng bất lợi với chúng ta. Bọn họ bị chúng ta lôi kéo thì chúng ta có thể triệt để đè lên đầu Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn. Cho nên phải toàn lực lôi kéo hai sơn môn này. Tông chủ, vậy hiện tại chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? Nam tử trung niên hỏi. Bên Hóa Vũ Tông đã có sắp xếp, hiện tại chờ Vạn Thú Tông có câu trả lời thỏa đáng. Gia Cát Tây Phong nói, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Thù Thiên Môn Cốc hắn làm sao có thể không báo? Thù lớn như vậy, vũ nhục như vậy, làm sao có thể nhịn được nỗi hận này? Hắn vốn định sau khi trở về lập tức nhường vị trang chủ Lan Lăng Sơn Trang, thế nhưng sau khi ngẫm lại, hắn không thể làm như vậy. Lan Lăng Sơn Trang hiện tại còn không có ai có thể tiếp nhận vị trí này. Tên nhi tử không nên thân của hắn hiện tại còn chưa có thành tích gì. Cho nên hắn không thể thoái vị, bại một lần thì sao? Không chết là được, chuyện còn chưa tới mức không thể cứu vãn. Hắn còn đầy đủ thời gian để sắp xếp mọi chuyện, đầy đủ thời gian để nghĩ cách đối phó với Phi Linh Môn. Lần này hắn sẽ không chủ quan nữa, một ngày nào đó hắn sẽ có thể nhổ tận gốc Phi Linh Môn. Cả đời này hắn chưa thất bại qua một lần nào, lần trước chỉ là chủ quan. Một Lục Lâm Thiên mà thôi, chẳng lẽ hắn còn không đối phó được? Lục Lâm Thiên, ngươi cứ chờ đó cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi trả giá gấp chục lần. Gia Cát Tây Phong khẽ thở dài,
cái quạt trong tay xếp lại hiện lên chút nho nhã. Dưới màn đêm, trên trời cao hiện lên vô số ngôi sao đang lóe sáng. Đêm, vô cùng yên tĩnh, một vầng trăng sáng nhàn nhạt chiếu xuống sơn mạch, giống như phủ thêm một tầng lụa mỏng, lại giống như một tầng sương đậm đặc. Giống, ngao, trong một sơn mạch liên miên, thi thoảng có thanh âm yêu thú truyền tới. Trong sơn mạch hiện ra không ít kiến trúc. Trong một đình viện, trong phòng nhỏ lúc này có một đại hán mặc trường bào màu vàng đang ngồi ngay ngắn, người này vóc người tục tằn, thân cao trọn vẹn hai thước có thừa, mắt giống như chuông đồng, mái tóc dài màu đen, tuổi ước chừng hơn 40, khí tức cực kỳ cường hãn. Bộ dáng như vậy trên đời cũng chỉ có tông chủ Vạn Thú Tông Doãn Ngạc mà thôi. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nhìn phía trước, ánh mắt nhìn vào một thanh đoản kiếm trên tay, đoản kiếm này dài chừng một thước, cực kỳ tinh xảo, bên trên có vô số bí văn quanh quẩn. Quan trọng nhất chính là, đoản kiếm rời vỏ, một cỗ kiếm khí mạnh mẽ trực tiếp khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động. Một cỗ khí tức bàng bạc phóng ra, khí tức này đã đạt tới cấp bậc linh khí địa cấp, mà còn không phải là linh khí địa cấp bình thường, hẳn đã thuộc về hàng tinh phẩm bên trong linh khí địa cấp. Từ trong mắt Vạn Thú Vương Doãn Ngạc cũng có thể thấy được hắn vô cùng thỏa mãn với đoản kiếm này. Bỗng nhiên, đoản kiếm được tra vào bao, sau đó dắt bên người hắn, ánh mắt Doãn Ngạc nhìn ra bên ngoài. Sư phụ, không biết người gọi đệ tử tới là chuyện gì? Bên ngoài đình viện lúc này có một thân ảnh mềm mại, trên người mặc một bộ y phục màu xanh tiến đến. Dáng người vô cùng mê người, cái eo trên người vô cùng bé, giống như chỉ cần khẽ dùng sức cũng khiến cho nó nứt vỡ. Đôi chân thon dài, bờ mông cao tròn, vô cùng ngạo nghễ. Thân thể vô cùng nóng bỏng, ngũ quan tinh xảo, trong lúc vô hình lộ ra khí chất quyến rũ, cùng với một cỗ khí chất dã tính. Linh Nhi, tu luyện thế nào rồi? Nhìn thấy người này, Vạn Thú Vương lập tức hỏi, trong thanh âm tràn ngập sự yêu thương. Ái đầu của hắn hiện tại chính là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi. Tuy rằng mấy năm trước không tiến vào top 10 trên Bình Nham đảo, thế nhưng cũng không kém xa. Trong lần thi đấu của người trẻ tuổi kia có quá nhiều hắc mã, nếu luận thực lực mà nói, đệ tử của hắn trong đám thanh niên đồng lứa cũng tuyệt đối là một người bất phàm. Bẩm sư phụ, thú hồn quyết con đã tu luyện tới tầng thứ 7 không lâu trước đó. Người này chính là Lam Linh, lúc này Lam Linh càng thêm vũ mị, loại khí chất vũ mị thành thục kia ngày càng mê hoặc. Tầng thứ 7 sao? Không tệ, hiện tại vi sư cũng chỉ đến tầng thứ 8 mà thôi. Doãn Ngạc cực kỳ thỏa mãn, khẽ gật đầu nói. Linh Nhi, hôm nay vi sư gọi con tới đây là có chuyện muốn thương nghị cùng với con, muốn nghe ý tứ của con. Mời sư phụ nói. Ánh mắt Lam Linh lóe lên bất định, sư phụ muốn nói gì nàng đã đoán ra được một chút. Những ngày này trong tông cũng có một ít lời ra tiếng vào, đương nhiên sẽ có người nói cùng nàng. Kỳ thực có lẽ con cũng biết một chút, mấy ngày nay sư phụ không tìm con nói chuyện là hy vọng trong lòng có biết trước, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói nhỏ. Sư phụ nói tới chuyện Hóa Vũ Tông sao? Lam Linh nói. Đúng vậy, Hóa Vũ Tông đã lần nữa tới đây. Lần này đã công khai ra điều kiện, Thái Thượng trưởng lão trong tông cũng không có cách nào cự tuyệt. Vì đại cục của tông môn, cho nên sư phụ muốn bàn chuyện này với con. Dùng trí thông minh của con, tin rằng không cần sư phụ nói quá nhiều con cũng hiểu ý của sư phụ. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói. Sư phụ, Hóa Vũ Tông ra điều kiện gì? Lam Linh ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương nhìn qua Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói. Vạn Thú Tông chúng ta có cơ hội tiện vào cổ vực. Chuyện kia tông môn có thể nhận thêm 3 danh ngạch, mặt khác Hóa Vũ Tông cũng nguyện ý xuất ra 3 danh ngạch làm xính lễ, Vạn Thú Tông ta đến lúc đó sẽ có 10 danh ngạch. Con cũng biết được tầm quan trọng của danh ngạch đối với Vạn Thú Tông chúng ta rồi đó. Doãn Ngạc nói, Hóa Vũ Tông quả thực cam lòng xuất huyết a, vì đối phó với Phi Linh Môn không ngờ lại hào phóng như vậy. Lam Linh nói, tầm quan trọng của chuyện này đối với tông môn ra sao đương nhiên nàng hiểu rõ. Điều kiện này Thái Thượng trưởng lão quả thực không có cách nào cự tuyệt. Linh Nhi, con cũng không cần cảm thấy áp lực, nếu như con không muốn ta sẽ đi nói rõ với Thái Thượng trưởng lão. Chỉ là, vì đại cục trong tông, vi sư hy vọng con suy nghĩ nhiều một chút. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói. Đệ tử thân là người của Vạn Thú Tông đương nhiên phải suy nghĩ cho Vạn Thú Tông, chuyện khác đệ tử đều nghe theo sự an bài của sư phụ. Chỉ là, việc này mong sư phụ cho phép đệ tử suy nghĩ mấy ngày. Đương nhiên không thành vấn đề. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói xong,
đem đoạn kiếm đưa cho Lam Linh nói. Đây là thứ Hóa Vũ Tông đưa cho con cứ cầm trước đi. Nếu như không muốn thì đưa lại cho bọn họ là được rồi. Mọi việc phải xem quyết định của con như thế nào. Lam Linh do dự một chút, nhìn qua sư phụ, chần chừ rồi tiếp nhận đoạn kiếm. Hàm ý trong đó của sư phụ sao nàng không hiểu rõ. Sư phụ hy vọng nàng có thể suy nghĩ vì đại cục, hy sinh bản thân thành toàn cho tông môn. Trọng trách đặt trên vai nàng như vậy, mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào cũng không thể mặc kệ. Bởi vì điều kiện của Hóa Vũ Tông Vạn Thú Tông căn bản không có cách nào cự tuyệt. Linh Nhi, con chính là cường giả nổi bật trong đám người trẻ tuổi ở Tông Mông. Thế nhưng từ trước tới nay Vạn Thú Tông đã có quy định, chức vị tông chủ đều do nam nhân đảm nhiệm. Nếu như con có thể đáp ứng việc này, ta cùng với Thái Thượng Trưởng Lão cũng sẽ đồng ý để cho con trở thành tông chủ Vạn Thú Tông tiếp theo. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói với Lam Linh. Đệ tử cần phải suy nghĩ một chút. Lam Linh nói xong lập tức rời khỏi căn phòng. Xoẹt. Trong không gian tử lôi huyền đỉnh, từng đạo tử kim huyền lôi không ngừng đánh vào trên cánh tay của Niếp Phong. Toàn bộ cánh tay phải của Niếp Phong vốn đã giống như bong ra chóc thịt hiện tại đã tràn ngập màu tím nhàn nhạt. Quá trình rèn rũa này đã kéo dài được nửa tháng. Loại cảm giác đau đớn kịch liệt kia cũng đã sớm biến mất, hiện tại Niếp Phong đã có thể chịu đựng được sự rèn rũa của điện mang này. Phù. Lục Lâm Thiên dừng tu luyện, miệng thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt lập lòe, khí tức so với khi trước đã có thêm một chút tiến bộ yếu ớt. Có lẽ cũng đã tới lúc rồi. Lục Lâm Thiên thì thào nói, thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện bên người Niếp Phong. Cánh tay phất lên, đám mây lôi điện phía trên không trung lập tức tiêu tán. Sư phụ, tử kim huyền lôi tiêu tán, quang mang quanh thân Niếp Phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ cánh tay phải của hắn lúc này tràn ngập quang mang màu tím quanh quẩn. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, lập tức đánh xuống cánh tay phải của Niếp Phong, sắc mặt lập tức hiện lên sự vui mừng, thầm nói. Thành công rồi. Sư phụ, hiện tại con có cảm giác cánh tay này tràn ngập lực lượng giống như muốn bộc phát. Niếp Phong nắm tay, hắn có cảm giác toàn bộ cánh tay phải của mình lúc này giống như thoát thai hoán cốt vậy. Vốn lực lượng một quyền của con đã gấp ba bình thường. Hiện tại trải qua tử lôi huyền đỉnh rèn rũa, một kích toàn lực sau này hẳn có thể gấp chục lần. Lực lượng cụ thể, phải do bản thân con thử qua mới biết được. Mặt khác, cánh tay phải của con rất mạnh, không giống như binh khí bình thường. Người có tu vi đồng cấp thi triển công kích sợ rằng sẽ không thể nào làm tổn thương tới cánh tay phải của con được. Lục Lâm Thiên nói, vừa rồi hắn mới kiểm tra cánh tay phải của Niếp Phong, kinh mạch cùng gân cốt dưới sự rèn rũa của tử kim huyền lôi đã mạnh hơn gấp chục lần. Một đạo công kích toàn lực của Niếp Phong trên cánh tay phải hẳn phải mạnh hơn gấp 10 lần, đây chỉ là phỏng đoán đại khái của hắn. Thế nhưng điều này cũng vô cùng kinh người. Trải qua tử lôi huyền đỉnh rèn luyện, cường độ của cánh tay hiện tại cũng không thể khinh thường, tuy rằng không đạt tới cấp độ linh khí, thế nhưng cũng không kém quá xa. Gấp 10 lần, mạnh như vậy sao? Niếp Phong kinh ngạc, thân là tu luyện giả, hiện tại hắn có thể hiểu rõ, công kích gấp 10 lần bình thường mạnh tới cỡ nào. Cánh tay phải này chính là con bài chưa lật của con, về sau dưới tình huống không phải nguy cơ thì con cố gắng không nên thi triển. Một khi con bài chưa lật bị lộ, vậy thì không còn là con bài chưa lật nữa. Đệ tử hiểu. Niếp Phong gật đầu nói, con bài chưa lật bị bại lộ, người khác sẽ chú ý tới chuyện này, khi đó công kích của hắn sẽ không còn yếu tố bất ngờ nữa. Một ít dã thú thông minh cũng vậy, một khi biết rõ sự lợi hại của thợ săn thì trực tiếp trốn cho xa. Cánh tay này của con đã hoàn thành, vi sư cũng có một vật tặng con, vật này có thể làm cho con bài chưa lật của con mạnh hơn một chút. Cánh tay Lục Lâm Thiên móc ra một vật lớn chừng nắm tay, bên trên tràn ngập quang mang. Đây chính là một đôi bao tay bằng kim loại, bên trên giống như có vô số lân phiến, tràn ngập bí văn, một cỗ khí tức trầm trọng không ngừng khuếch tán. Sư phụ, đây là vật gì? Cảm nhận khí tức bên trên bao tay, trong lòng Niếp Phong run lên. Giống như trái tim trong người hắn nhảy lên vậy. Năng lượng bàng bạc bên trên bao tay khiến cho hắn cảm thấy áp lực, chân khí trong cơ thể giống như ngừng vận chuyển, sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng lên. Đây là vũ linh khí hoàng cấp, thứ này trong lúc vô tình vi sư đoạt được, sau khi con luyện hóa, phối hợp với một quyền của con thì uy năng sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Lâm Thiên nói, tuy rằng trên người hắn ngay cả linh khí địa cấp cũng có. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không có ý định đưa cho Niếp Phong linh khí địa cấp, coi như là linh khí huyền cấp,
Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không suy nghĩ tới. Dùng thực lực của Niếp Phong hiện tại, luyện hóa linh khí huyền cấp thì cũng không có cách nào thúc dục ra lực lượng chân chính của nó. Không nói tới một ít tác dụng phụ, mỗi một lần thúc dục, chân khí trong cơ thể tiêu hao hết sạch, nếu như đó là lúc sinh tử, một lần thúc dục linh khí huyền cấp, mà đối thủ không chết thì tốt nhất nên tự cầu phúc cho bản thân mình. Nhưng vũ linh khí hoàng cấp tiêu hao ít hơn nhiều. Đương nhiên, dùng thực lực của Niếp Phong hiện tại, uy lực của vũ linh khí hoàng cấp hắn cũng không có cách nào thúc dục toàn bộ ra. Mà kiện vũ linh khí hoàng cấp hình dáng bao tay này chính là một kiện vũ linh khí cực kỳ hiếm thấy, vô cùng thích hợp với Niếp Phong. Tăng thêm cánh tay phải trải qua tử lôi huyền đỉnh rèn rũa, tuyệt đối là một con bài chưa lật mạnh mẽ. Linh khí. Trong lòng Niếp Phong du lên, hai từ linh khí này bình thường hắn cũng nghe qua trong miệng sư huynh đệ mà biết được. Nghe nói đệ tử Hoàng Tĩnh Ngọc của Tôn Sứ Hộ Môn vừa mới nhập môn đã nhận được một kiện vũ linh khí, chuyện này khiến cho tất cả sư huynh đệ đều vô cùng hâm mộ. Linh khí này sau khi con luyện hóa, năng lượng bên trong linh khí có lẽ cũng giúp ích một chút đối với tu vi của con. Lúc này cách thời điểm thi đấu của đệ tử trong môn có lẽ cũng chỉ còn mấy ngày, thế nhưng trong thiên trụ giới này cũng không gấp. Nếu như con có thể ngưng tụ vũ đan thì tốt nhất, đến lúc đó sẽ càng thêm nắm chắc. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức lấy ra một khỏa hộ thể chân dương đan giao cho Niếp Phong. Nếu như có thể mượn năng lượng bên trong vũ linh khí hoàng cấp sau khi luyện hóa mà ngưng tụ vũ đan đột phá vũ phách thì tốt nhất. Lúc đó có hộ thể chân dương đan này thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc trước Lục Lâm Thiên nhớ rõ thời điểm hắn đột phá sư phụ Vũ Ngọc Tiền cũng giao cho hắn một khỏa hộ thể chân dương đan. Việc đột phá vũ phách đối với vũ giả cực kỳ quan trọng, được mọi người coi là một cái khảm lớn, Lục Lâm Thiên cũng không dám khinh thường. Sau đó Lục Lâm Thiên lại chỉ điểm phương pháp luyện hóa vũ linh khí cho Niếp Phong, kế tiếp hắn mới rời khỏi thiên trụ giới. Ở trong thiên trụ giới nửa tháng, bên ngoài cũng chỉ có một ngày rưỡi mà thôi, Lục Lâm Thiên tính toán, sợ rằng mẫu thân cùng với thiên sĩ tuyết sư và mọi người còn chưa tới thành Giao Hải. Ra khỏi thiên trụ giới. Lục Lâm Thiên gặp hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh ở trong đình viện. Trong lòng không nhịn được có chút vui vẻ, khiến cho hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nghi hoặc không thôi. Trong Phi Linh Môn hiện tại vô cùng náo nhiệt, đầu tiên là việc ba ngày nữa sẽ diễn ra thi đấu giữa các đệ tử thân truyền trong môn. Đặc biệt là trưởng lão đã tự mình nói qua lần thi đấu giữa các đệ tử thân truyền này ngoại trừ việc lựa chọn ra 20 đệ tử thi đấu với các sơn môn lớn ra thì còn lựa chọn ra thập đại đệ tử của bổn môn. Thập đại đệ tử chính là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của Phi Linh Môn, thân phận cùng đãi ngộ của thập đại đệ tử cũng không giống bình thường, còn trên đãi ngộ của đệ tử thân truyền. Từ trong miệng các trưởng lão chúng đệ tử cũng biết được, thập đại đệ tử sẽ được phát tỏa kỵ phi hành còn có linh khí. Lại có thể nhận được một đình viện trên một ngọn núi của riêng mình. Mặt khác, còn có thể lựa chọn 2-3 đệ tử bình thường làm các việc vặt như quét dọn trong đình viện. Quan trọng nhất chính là nhân tuyển kế nhiệm trưởng môn, nhân tuyển kế nhiệm trưởng môn cũng lựa chọn trong hàng ngũ thập đại đệ tử này. Khi tin tức này truyền ra cơ hồ khiến cho tất cả đệ tử thân truyền âm thầm cố gắng, liều mạng tu luyện. Thân phận thập đại đệ tử ai cũng mơ ước tới. Mà trong hàng ngũ đệ tử bình thường cũng chỉ có thể hâm mộ không thôi. Chuyện tốt bực này cũng không có liên quan tới bọn họ. Mà một chuyện náo nhiệt khác khiến cho toàn bộ Phi Linh Môn náo nhiệt chính là đường chủ kim đường Lục Tiểu Bạch sắp thành gia lập thất, việc này hiện tại cũng là một việc trọng đại trong Phi Linh Môn. Thân phận đường chủ kim đường không dưới các trưởng lão trong môn, lại nói tất cả đệ tử đều biết quan hệ của Lục đường chủ cùng trưởng môn, cho nên chuyện Lục Tiểu Bạch thành gia lập thất vô cùng náo nhiệt. Trong Phi Linh Môn hiện tại đã răng đèn kết hoa, còn chưa tới thời điểm thế nhưng trong lòng mọi người đều vô cùng vui vẻ. Rất nhiều vật dụng dùng trong việc trọng đại này cũng đã vận chuyển tới Phi Linh Môn. Trong nội đường ám đường, Diệp Mỹ, Diệp Phi cũng đem thiệp cưới của Phi Linh Môn phát ra ngoài, những người nhận được thiệp cưới này đều là các thế lực nằm trong phạm vi của Phi Linh Môn. Đều là những thế lực nhất lưu, người bình thường khó mà nhận được. Mà xa nhất chính là Vân Dương Tông. Mấy thế lực giao hảo cùng Vân Dương Tông và Nhật Sát Các. Đám người này ám đường không phát thiệp đi, dù sao có lẽ các sơn môn lớn đang trên đường tới, đến lúc đó tới Phi Linh Môn, thông báo cho đám người này cũng không muộn. Trong hậu sơn, trước thác nước, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh còn có Lục Kinh Vân đều đi giúp Lục Tiểu Bạch cầu hôn, lúc này Lục Lâm Thiên vô cùng yên tâm lĩnh ngộ. Chỉ là lĩnh ngộ một ngày mà hắn cũng không có thu hoạch gì. Tiểu tử,
ngươi tới đây một chuyến. Một đạo thanh âm vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lập tức đứng lên, thanh âm này chính là thanh âm của Nam Thúc, không biết Nam Thúc tìm hắn có chuyện gì. Nam Thúc, sư phụ, hai vị tiền bối. Sát Phá Quân vốn đang ở trong đình viện cho nên khi Lục Lâm Thiên tiến vào phòng đã có Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Sát Phá Quân, Hắc Vũ, còn có Tạ Thiên Tạ Địa cùng Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Hồng Chí. Tiểu tử, ta đã giúp ngươi nói qua với hai lão gia hỏa này, dù sao bọn họ đi tới đâu cũng giống nhau cho nên bọn họ định ở lại Phi Linh Môn, ngươi thấy thế nào? Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, lạnh nhạt nói. Ở lại Phi Linh Môn sao? Lục Lâm Thiên sững sờ, khóe miệng lập tức nở nụ cười kinh hỉ, hành lễ với Thiên Địa Nhị Tôn. Vãn bối mời hai vị tiền bối ở lại Phi Linh Môn làm thái thượng cung phụng của Phi Linh Môn. Ha ha, cũng có chút lễ nghĩa, đứng lên đi. Lão giả áo lam gọi là Thiên Tôn Tạ Thiên mỉm cười nói, hai tay nâng Lục Lâm Thiên dậy. Thái thượng cung phụng, địa vị cũng rất cao a. Địa Tôn Tạ Địa cười cười, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nếu như lão quái này đã mở miệng để cho chúng ta ở lại Phi Linh Môn thì chúng ta sẽ tạm thời ở lại Phi Linh Môn. Thế nhưng ngươi cũng không nên hy vọng quá lớn vào chúng ta. Chúng ta đôi lúc thích chạy khắp nơi cho nên cũng không thường xuyên ở lại Phi Linh Môn. Tiền bối có thể ở lại là tốt rồi, nếu như tiền bối cảm thấy mệt mỏi thì ít nhất cũng có thể trở về Phi Linh Môn, hai vị tiền bối cứ coi như Phi Linh Môn là nhà của mình vậy. Lục Lâm Thiên nói. Hảo tiểu tử, ngươi rất biết nói chuyện. Thực lực không tồi. Ngươi lĩnh ngộ thế nào? Hai ngày trước động thủ với ta, có lẽ ngươi đang suy nghĩ làm sao để sáng tạo vũ khí của bản thân mình đúng không? Địa Tôn Tạ Địa hỏi Lục Lâm Thiên. Đúng vậy, chỉ là vãn bối ngu muội cho nên còn chưa có tiến triển gì. Sắc mặt Lục Lâm Thiên hơi đổi, trong lòng có chút kinh ngạc, địa tôn này không ngờ chỉ giao thủ với hắn mà đã biết rõ hắn đang sáng tạo vũ khí, chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Nhớ kỹ phải sáng tạo vũ khí thuộc về mình, đừng có dừng lại bên trong vũ khí của người khác, nói cách khác chính là tìm một con đường thuộc về bản thân mình, thoát khỏi sự ảnh hưởng của người khác mới có thể tùy tâm sở dục, mới là con đường thích hợp nhất với mình. Nếu ngươi có thể nghĩ thông suốt chuyện này, lúc đó ngươi cũng tiến tới rất gần việc sáng tạo vũ khí. Địa Tôn mỉm cười nói, thoát khỏi sự ảnh hưởng của người khác, tìm kiếm một con đường của riêng mình mới có thể tùy tâm sở dục sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói. Chúc mừng hai vị sư phụ gia nhập Phi Linh Môn. Đoan Mộc Hồng Chí tiến lên nói với Thiên Địa Nhị Tôn. Hồng Chí, ta nghe nói mấy ngày nữa sẽ diễn ra thi đấu giữa các đệ tử tân truyền, đến lúc đó cố gắng biểu hiện để cho sư phụ xem thực lực của con như thế nào. Địa Tôn nói. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Đoan Mộc Hồng Chí nói. Sư phụ, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đoan Mộc Hồng Chí không biết từ lúc nào đã bái hai người Thiên Địa Nhị Tôn làm sư phụ, hắn kinh ngạc nhìn qua Đoan Mộc Hồng Chí nói. Hồng Chí, đệ đã bái hai vị tiền bối làm sư phụ sao? Đúng vậy, đệ đồng thời bái hai người làm sư phụ. Đoan Mộc Hồng Chí khẽ gật đầu, đồng thời bái hai người làm sư phụ chính là chuyện hôm qua. Hít! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, lập tức mỉm cười nói. Chúc mừng đệ, về sau phải tu luyện cho tốt. Cũng không thể làm mất tên tuổi của hai vị tiền bối. Đoan Mộc Hồng Chí bái hai người Thiên Địa Nhị Tôn làm sư phụ, đệ tử Thiên Địa Nhị Tôn, chỉ bằng phần tên tuổi này cũng có chút dọa người. Có hai vị sư phụ như vậy, lại có một lão tổ sau lưng, lại thêm thiên phú của bản thân, tiền đồ của Đoan Mộc Hồng Chí sau này cũng có thể đoán được phần nào. Vâng, đệ nhất định sẽ cố gắng. Đoan Mộc Hồng Chí nói. Hai lão gia hỏa này hôm qua ở Hậu Sơn nhìn thấy thiên phú của Hồng Chí không tồi, lại thử một chút, sau đó nhận nó làm đồ đệ. Nam Thúc mỉm cười, tâm tình vui vẻ. Hạt giống tốt như vậy đương nhiên ta phải thu, cuối cùng cũng phải giữ lại y bát. Hồng Chí là vũ giả tam hệ, thiên phú rất mạnh, thế nhưng tâm tình cùng ý chí mới là quan trọng nhất. Tâm tính cùng ý chí của Hồng Chí không tồi, Đoan Mộc huynh lại là linh giả, dạy dỗ Hồng Chí đương nhiên không thể bằng chúng ta được. Địa Tôn nhìn qua Nam Thúc rồi nói. Đây cũng là cơ duyên của Hồng Chí, có hai vị sư phụ như các người ta cũng yên tâm. Thánh Thủ Linh Tôn mỉm cười nói. Có hai người này thu Đoan Mộc Hồng Chí làm đồ đệ, quả thực hắn đã có thể yên tâm. Trên phương diện dạy dỗ vũ giả, quả thực không phải điểm mạnh của hắn. Vào đêm, màn đêm bao phủ trời cao, một lát sau,
những ngôi sao sáng chói xuất hiện trên bầu trời. Ánh sao chói mắt, trong hậu sơn Phi Linh Môn, mấy đầu côn trùng tỏa sáng bay tới bay lui. Loại côn trùng phát sáng này lại có chút tương tự với đom đóm kiếp trước của Lục Lâm Thiên. Chỉ là thể tích nó lớn hơn nhiều, toàn thân tràn ngập quang mang, cực kỳ chói mắt. Trong hậu sơn, đêm dài yên tĩnh, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn côn trùng phát sát trước mặt thế nhưng trong đầu lại nghĩ tới lời nói của địa tôn Tạ Địa Ban Sáng. Thoát khỏi sự ảnh hưởng của người khác, tìm kiếm con đường của riêng mình mới có thể tùy tâm sở dục. Lục Lâm Thiên thấp giọng nói, trong đầu dường như đã có linh quang hiện xẹt qua. Trong lúc hắn sáng tạo vũ khí vẫn nghĩ tới vũ khí mà hắn tu luyện, trong lúc vô tình ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng. Như vậy nếu như sáng tạo vũ khí thành công thì nhiều nhất cũng chỉ là chỉnh sửa vũ khí của người khác một chút mà thôi, tương đương với việc đi qua con đường của người khác. Thế nhưng đi chính con đường của bản thân mình thì nên ra chân như thế nào, trước mắt hắn còn chưa có đường để đi. Lục Lâm Thiên trầm tư, sáng tạo vũ khí so với trong tưởng tượng của hắn còn khó hơn nhiều. Trong thiên trụ giới, bên ngoài trải qua một ngày thì bên trong là 10 ngày. Lúc này Niếp Phong đã sớm luyện hóa vũ linh khí hoàng cấp, năng lượng bên trong vũ linh khí hoàng cấp đối với cường giả mà nói không có công dụng quá lớn, bất quá đối với Niếp Phong hiện tại mà nói, vô cùng khổng lồ. Trong thiên trụ giới yên tĩnh, Niếp Phong giống như lão tăng nhập định ngồi đó, mượn năng lượng bên trong vũ linh khí hoàng cấp tìm kiếm cơ hội đột phá. Lúc này Niếp Phong đã tiến vào trạng thái tu luyện, khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ra lúc này đang từng bước mạnh mẽ lên. Loại tốc độ mạnh mẽ này tuy rằng nhìn như chậm chạp, thế nhưng cũng không khó nhìn ra khí tức trên người Niếp Phong lúc này đang kéo gần khoảng cách giữa vũ sư và vũ phách, khí tức ổn định, tất cả không có gì khác thường, dựa theo tốc độ này, nếu như thuận lợi mà nói, muốn đột phá tới vũ phách chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Niếp Phong biến mất trong Phi Linh Môn nhiều tháng cũng không khiến cho bao nhiêu người trong Phi Linh Môn chú ý. Niếp Phong đã không còn là người khiến cho tất cả mọi người chú ý như khi trước. Tất cả mọi người gần đây đều chú ý vào lần thi đấu giữa các đệ tử thân truyền cho nên cũng không có ai chú ý tới Niếp Phong. Không có mấy người biết rõ Niếp Phong hiện tại đang ở trong thiên trụ giới, đang biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi rời khỏi thiên trụ giới, Niếp Phong tuyệt đối sẽ khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Một người bình thường khi trước trong một khoảng thời gian ngắn đã chính thức trở thành vũ giả. Trong thiên trụ giới, lần nữa trôi qua mấy ngày, khi khí tức Niếp Phong kéo lên tới một độ cao nhất định, Niếp Phong lập tức mở hai mắt, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, không có một chút do dự nào mà lập tức phục dụng hộ thể chân dương đan do sư phụ hắn lưu lại. Sau khi dùng hộ thể chân dương đan này, Niếp Phong liền cảm thấy đan dược hóa thành hai cỗ nhiệt lưu dán lên xương cốt, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng, khiến cho cả thân thể hắn có một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Một cỗ năng lượng cũng tiến vào bên trong đan điền của hắn. Thời gian thi đấu giữa các đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn rốt cuộc cũng đã tới. Sắc trời vừa sáng, không ít đệ tử đã bắt đầu chuẩn bị. Đệ tử bình thường tuy rằng không có tư cách tham gia thi đấu, thế nhưng chuyện lớn bực này đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Từ lúc nửa đêm bọn họ đã đi tới quảng trường phía hậu sơn, cơ hồ tất cả chấp sự, hộ pháp, trưởng lão Phi Linh Môn đều có hứng thú. Trưởng lão, hộ pháp, chấp sự có đệ tử tham gia thi đấu thì càng thêm khẩn trương. Ai cũng hy vọng đệ tử của mình có thể tiến vào hàng ngũ thập đại đệ tử. Thánh Kiệt, hôm nay chính là ngày thi đấu, còn có lòng tin hay không? Trong một đình viện, Hổ Viêm Thiên Vương hỏi Trịnh Thánh Kiệt. Sau khi đột phá tôn cấp, Hổ Viêm Thiên Vương đã trở thành Hổ Viêm Thiên Tôn. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Y phục trên người Trịnh Thánh Kiệt tung bay, ánh mắt biến ảo, mục tiêu của hắn không phải là thập đại đệ tử đơn thuần mà là chức vị đại sư huynh của Phi Linh Môn. Không thể chủ quan, Hoàng Tĩnh Ngọc, Dương Linh Hạo cũng không phải là kẻ yếu. Còn có Đoan Mộc Hồng Chí, ba người này chính là kình địch của con. Hổ Viêm Thiên Tôn nhắc nhở Trịnh Thánh Kiệt. Bọn họ mạnh, đệ tử cũng có lòng tin liều mạng với bọn họ. Đệ tử không tin đệ tử lại chênh lệch với bọn họ như vậy. Trịnh Thánh Kiệt nói, chức vị đại sư huynh Phi Linh Môn hắn không thể đơn giản buông tha cho được. Mặt khác, đệ tử Niếp Phong của trưởng môn đã bế quan rất lâu, có trưởng môn dạy dỗ, tuyệt đối không thể khinh thường. Hổ Viêm Thiên Tôn nói, Niếp Phong sao, chỉ bằng phế vật kia cho dù tu luyện như thế nào cũng không tạo thành sóng gió gì lớn. Nhắc tới Niếp Phong, Trịnh Thánh Kiệt lập tức khinh thường, sự đố kỵ trong lòng tuôn ra.
dựa vào cái gì mà phế vật kia có thể trở thành đệ tử của trưởng môn? Nực cười, nếu như lần này hắn đụng phải Niếp Phong kia thì không cần chú ý tới người khác, nhất định phải giáo huấn Niếp Phong kia một phen. Đệ tử trưởng môn, Niếp Phong không xứng, Niếp Phong có gì mạnh hơn bản thân hắn cơ chứ? Thánh Kiệt, con tu luyện khắc khổ, thiên phú rất mạnh, lĩnh ngộ cũng không yếu, thế nhưng không được tự phụ. Hổ Viêm Thiên Tôn nghiêm túc nói với Trịnh Thánh Kiệt. Đệ tử hiểu rõ, nhất định nhớ kỹ lời dạy bảo của sư phụ. Trịnh Thánh Kiệt nhìn thấy sư phụ nghiêm túc lập tức hành lễ nói. Đi chuẩn bị đi, hôm nay chỉ mới thi đấu chọn ra top 20 mà thôi. Ngày mai mới là trọng điểm. Hổ Viêm Thiên Tôn nói. Đệ tử xin cáo lui trước. Trịnh Thánh Kiệt hành lễ rồi lập tức rời khỏi đình viện. Tên đệ tử này của ngươi quá mức tự phụ, nếu như tương lai có bị chịu thiệt thì nhất định lý do cũng là tự phụ. Thân ảnh Khấu Phi Yến lặng yên hiện ra, nhìn bóng lưng Trịnh Thánh Kiệt rồi nói. Thiên phú rất mạnh, tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ, lĩnh ngộ không yếu, chỉ là quá tự phụ. Hổ Viêm Thiên Tôn khẽ thở dài nói. Trong một đình viện khác, Thiên Thủ Quỷ Tôn nhìn ái đồ trước mắt nói. Tĩnh Ngọc, hôm nay thi đấu con nhất định phải giữ lại thực lực. Con muốn tiến vào top 20 tuyệt đối không thành vấn đề, ngày mai mới là trọng điểm. Đệ tử hiểu rõ. Hoàng Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu, bộ y phục màu đỏ trên người bao phủ lấy thân ảnh trẻ trung, đường cong linh lung. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí, một đêm rốt cuộc cũng trôi qua. Ồ! Lục Lâm Thiên nhướng mày, khóe miệng mỉm cười, thủ ấn trong tay được kết, một đạo cấm chế lập tức được bố trí chung quanh, tâm thần khẽ động, thiên trụ giới lập tức xuất hiện, thân ảnh lóe lên lập tức tiến vào trong thiên trụ giới. Siêu! Trong thiên trụ giới! Lúc này đã bắt đầu có thanh âm trầm thấp vang vọng, năng lượng trong không gian không biết từ khi nào đã trở nên kịch liệt, gần tới mức khủng bố. Niếp Phong vẫn ngồi khoanh chân, lúc này năng lượng trong không gian chung quanh giống như bị một loại lực lượng nào dẫn dắt, bắt đầu rót vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này, trong đan điền của Niếp Phong tràn ngập chân khí. Phanh! Một lát sau, đan điền rốt cuộc đã không cách nào tiếp tục thừa nhận chân khí rót vào, bắt đầu ầm ầm bạo phát. Một cỗ khí tức đột nhiên kéo lên, trong không gian lần nữa có năng lượng thiên địa kéo tới, năng lượng thiên địa giống như bị dẫn dắt, cuồng bạo rót vào trong cơ thể Niếp Phong. Niếp Phong cơ hồ không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Năng lượng khủng bố xông vào cơ thể, trực tiếp tràn qua lục phủ ngũ tạng, gân cốt, cơ bắp của hắn. Dưới tác dụng của năng lượng, hắn có cảm giác bản thân mình dường như đang tan thành từng mảnh nhỏ. Lực lượng quá mức khủng bố. Giống như khiến cho kinh mạch hắn đứt thành từng khúc. Một cỗ năng lượng thiên địa chảy vào kinh mạch, mang theo năng lượng thuộc tính thổ, cuối cùng tiến vào trong đan điền hắn. A! Niếp Phong không nhịn được mà kêu thảm một tiếng, hắn có cảm giác kinh mạch mình đứt đoạn, xương cốt giống như vỡ vụn. Mà ngay cả đan điền cũng tan thành từng mảnh nhỏ, thế nhưng lúc này hắn không thể không cắn răng chống lại. Mồ hôi lạnh ứa ra, cơ mặt nhúc nhích, dữ tợn. Cũng vào lúc này, trong cơ thể Niếp Phong có một cỗ nhiệt lưu lập tức bao phủ gân cốt, cơ bắp cùng với lục phủ ngũ tạng toàn thân hắn, còn có đan điền khí hải. Đây chính là năng lượng do hộ thể chân dương đan biến thành, bắt đầu hình thành một vòng bảo hộ với đan điền và toàn thân thể hắn. Nhưng mà loại bảo hộ này cũng không thể giảm bớt sự đau đớn của Niếp Phong, hắn vẫn phải cố gắng chống lại. Ồ, sao lại mạnh như vậy? Lục Lâm Thiên ở phía xa trong không gian có chút nghi hoặc. Động tính do Niếp Phong ngưng tụ vũ đan tạo ra quả thực lớn hơn bình thường không ít, so với vũ giả đơn hệ còn lớn hơn rất nhiều. Ngưng tụ. Cảm giác đau đớn kịch liệt, trong miệng Niếp Phong vang lên một tiếng quát khẽ, thủ ấn biến hóa, mạnh mẽ khống chế năng lượng thuộc tính thổ bên trong đan điền ngưng tụ thành vũ đan. Phanh phanh. Chân khí trong đan điền cùng với năng lượng thuộc tính thổ hội tụ, giống như có một quả bom nổ trên mặt nước, thanh âm bạo liệt liên tiếp vang lên. Lực lượng trùng kích mạnh mẽ đánh vào, Niếp Phong cố nén cơn đau đớn kịch liệt, sau khi đan điền nổ vang một tiếng, một vật nhỏ bằng nắm tay trẻ con, màu vàng xoay tròn xuất hiện trong đan điền hắn. Cùng lúc đó khí thế quanh thân thể Niếp Phong rốt cuộc cũng đạt tới vũ phách, chính thức vượt qua cái hào rộng giữa vũ sư và vũ phách. Trên quảng trường phía sau hậu sơn Phi Linh Môn, lúc này dòng người tấp nập, cũng may quảng trường này cũng không nhỏ. Hiện tại diện tích của Phi Linh Môn so với lúc trước đâu chỉ có hơn 100 lần, phía trước thậm chí còn san sát, kéo dài tới sơn mạch Vũ Đô. Không ít đệ tử đi tới hậu sơn,
nếu như không có yêu thú phi hành thì một đêm cũng khó mà đi tới được. Mặt trời mọc lên ở phía đông, ánh mặt trời chiếu rọi, dòng người ngày càng nhiều. Liếc nhìn qua đã trên vạn người, không khí trên quảng trường cũng ngày càng náo nhiệt, tiếng động lớn ồn ào, hội tụ, quanh quẩn trên không trung. Hôm nay không biết là ai sẽ tiến vào top 20. Ba người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo nhất định sẽ nằm bên trong đó. Nghe nói lúc này còn có Đoan Mộc Hồng Chí tham dự, người này có quan hệ vô cùng sâu với trưởng môn, trực tiếp xưng hô trưởng môn là đại ca. Lần trước ta đã nhìn thấy thực lực của hắn ở Hậu Sơn, dường như rất mạnh, xem ra là đại kình địch của Hoàng Tĩnh Ngọc. Trong tiếng nghị luận của mọi người, trên quảng trường có không ít bóng người chớp động. Đám trưởng lão, hộ pháp bắt đầu hiện thân. Không nghĩ tới Lưu trưởng lão cũng tới. Còn có Hoàng Đan trưởng lão cũng tới. Hoàng Tĩnh Ngọc chính là chất nữ của Hoàng Đan trưởng lão, Hoàng Đan trưởng lão đương nhiên phải tới đây rồi. Chúng trưởng lão, hộ pháp xuất hiện, tiếng nghị luận chung quanh không những không giảm bớt mà còn lớn hơn một chút. Các trưởng lão đều tới, xem ra thi đấu sắp bắt đầu rồi. Trên đài có không ít trưởng lão, hộ pháp ngồi ở đó, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, Hoàng Đan, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu đều có mặt. Đây là lần thi đấu đầu tiên giữa các đệ tử thân truyền cho nên cực kỳ long trọng, thế nhưng không ngờ lại không có cung phụng và tôn sứ hộ môn xuất hiện. Tất cả đệ tử thân truyền phù hợp với điều kiện lên đài. Trong vũ đường lúc này có một đại hán râu quai nón lên đài, người này không phải là ai khác mà chính là người cầm đâu lâu của 20 người Lan Lăng Sơn Trang và hai sơn môn khác mang tới trước mặt trưởng môn để đổi vũ linh khí, là người vô cùng có danh tiếng 2 năm trước, đồng thời hiện tại cũng là trưởng lão của vũ đường. Thanh âm của đại hán râu quai nón này vừa dứt, quảng trường đột nhiên tĩnh lặng, lúc này có không ít thân ảnh nam nữ nối đuôi nhau xuất hiện. Cả đám đều có tư thế hiên ngang, khí độ bất phàm, thân là đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn, những người này so với những đệ tử bình thường mà nói, ít nhiều cũng có chút ngạo khí. Người đi đầu mặc một bộ y phục màu đỏ, tư thế linh lung, chính là Hoàng Tĩnh Ngọc. Thứ hai chính là một người mặc trường bào, ánh mắt có chút cao ngạo, Trịnh Thánh Kiệt. Người thứ ba là một thanh niên bất phàm, trong mắt vô cùng bình tĩnh, chính là Dương Linh Hạo. Những người này đều có thanh danh hiển hách trong đám người trẻ tuổi, khi xuất hiện lập tức khiến cho tiếng hô ầm ĩ vang lên, trong đó người ủng hộ Hoàng Tĩnh Ngọc không thể nghi ngờ là lớn nhất. Hoàng trưởng lão, danh khí của Tĩnh Ngọc không nhỏ a. Trên đài, Lưu Tinh Hà nói với Hoàng Đan. Cũng không biết hôm nay Tĩnh Ngọc biểu hiện như thế nào, có thể tiến vào top 20 hay không? Hoàng Đan mỉm cười, nụ cười yếu ớt, phong tình vạn trùng, loại vũ mị này ít người có thể so sánh. Hoàng Đan trưởng lão khiêm tốn rồi, ta thấy, trong top 3 nhất định sẽ có Tĩnh Ngọc. Ngô Dũng nói, cơ hồ tất cả đệ tử thân truyền đều nối đuôi nhau lên đài. Hiện tại số người có thân phận đệ tử thân truyền trong Phi Linh Môn cũng có tới gần 500 người. 500 người đứng trên đài, trong lòng tràn ngập lửa nóng. Ngày hôm nay tuyển chọn ra 20 người. Không ai muốn xảy ra chuyện gì bất ngờ. Ồ, các ngươi có phát hiện ra không? Đoan Mộc Hồng Chí kia dường như còn chưa tới. Không phải nói Đoan Mộc Hồng Chí cũng tham gia sao? Thế nào còn chưa có xuất hiện? Niếp Phong cũng không có mặt, hắn cũng là đệ tử thân truyền, tuổi tác dường như cũng phù hợp điều kiện, thế nào còn chưa tới a? Có lẽ Niếp Phong không dám tham gia, thực lực của hắn không đủ, cho nên không dám tới chịu mất mặt. Hình như đã rất lâu ta không nhìn thấy Niếp Phong, có lẽ hắn đã trốn đi rồi, ha ha. Tiếng nghị luận trong đám người vang lên không ngừng, mà trong tiếng nghị luận, có một đạo thân ảnh gầy gò cùng với một đạo thân ảnh rắn chắc dắt tay nhau mà đi tới. Chiều cao của hai người không chênh lệch là bao, một người có đôi lông mày màu xanh, một người nhìn qua có chút chất phác. Ánh mắt hai người này cực kỳ trong suốt. Là Niếp Phong, không ngờ Niếp Phong lại tới. Bên cạnh hắn là Đoan Mộc Hồng Chí, nghe nói hắn là vũ giả tam hệ. Người xuất hiện đúng là Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí. Hai người xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Mấy trăm đệ tử thân truyền cũng không khỏi quay người lại. Loại trường hợp này, một là Đoan Mộc Hồng Chí đột nhiên xuất hiện, một là Niếp Phong đệ tử trưởng môn trên danh nghĩa xuất hiện cũng khiến cho người ta đặc biệt chú ý. Trên đài cao cũng có không ít trưởng lão nhìn vào thân ảnh của hai người. Hai người đi tới chậm rãi đứng ở một chỗ ít người trên quảng trường, không có quá nhiều biến hóa. Đoan Mộc Hồng Chí chắp tay đứng thẳng, ánh mắt quét qua mọi người, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại.
Niếp Phong thì nhìn vào nữ tử áo đỏ bắt mắt trong đám người. Các đệ tử nghe kỹ, hôm nay sẽ chọn lựa ra 20 đệ tử thi đấu với các sơn môn lớn. Sau khi ta tuyên bố bắt đầu, các ngươi có thể trực tiếp động thủ, mãi đến khi trên đài còn lại 20 người. Kẻ thua tự động xuống đài, cũng đừng dày mặt ở lại phía trên. Trong lúc giao thủ không được hạ sát thủ, một khi bị trưởng lão phát hiện ra, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì trực tiếp đánh chết. Đại hán râu quai nón nói xong, ngừng một lát rồi lập tức quát to. Bắt đầu. Đại hán râu quai nón nói xong, đám đệ tử nhìn nhau, không có ai ngờ tới quy tắc chính là hỗn chiến cho tới khi còn lại 20 người. Phanh phanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi lập tức có đệ tử bắt đầu phát ra công kích, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng. Phía xa xa, trên một ngọn núi không có ai chú ý, lúc này có hơn chục đạo thân ảnh đang quan sát trận chiến phía xa. Trưởng môn, trong lúc hỗn chiến chọn ra 20 đệ tử sợ rằng có chút không công bằng. Khấu Phi Yến nói, hỗn chiến như vậy, bên trong có xen lẫn vận khí. Nếu như vận khí không tốt, thì cho dù thực lực có mạnh, có thể tiến vào top 20 cũng phải dừng bước. Chảo ấn tiếp tục đánh tới, cỗ lực lượng mạnh mẽ hung hăng đánh vào trên quyền ấn của thanh niên, cả cánh tay đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn ra, kinh khí cực lớn đánh tới. Sắc mặt thanh niên mặc hoàng bào đột nhiên trở nên tái nhợt, thân thể trực tiếp lui lại, nặng nề đập vào mặt đất cách đó mấy thước. Sư huynh, người nhận thua đi, giữ lại thực lực đối phó với người mấy sơn môn kia. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn thanh niên mặc hoàng bào rồi nói. Ta thua. Thanh niên mặc hoàng bào nói, cánh tay khẽ vẫy một cái, hắn tự biết mình không phải là đối thủ của nàng. Phanh. Một thanh âm bạo liệt bên cạnh truyền tới, Trịnh Thánh Kiệt phất tay. Chân khí thuộc tính thổ hội tụ, đột nhiên một đạo quyền ấn bắn ra đánh vào người đối thủ. Phốc phốc, trong miệng đối thủ của hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề đập vào mặt đất xuất hiện khe nứt nhỏ. Một chiêu đã mất đi lực tái chiến, bản thân cũng bị trọng thương. Siêu, cùng lúc đó, trước người Đoan Mộc Hồng Chí, linh hỏa nóng bỏng của linh sư kia bắn tới, bao phủ không gian mấy thước. Phá, Đoan Mộc Hồng Chí khẽ quát một tiếng. Chân khí thuộc tính thủy hội tụ quanh thân. Không gian quanh người, linh hỏa không thể tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Hồng Chí kết thủ ấn, trong tay có một đạo thủy vụ dược ngưng tụ, Đoan Mộc Hồng Chí lập tức đẩy ra. Thủy vụ được đẩy ra, nhanh chóng bành trướng, lập tức hóa thành một vòng xoáy cực lớn, giống như là một cơn lốc, mang theo sương mù gào thét đánh vào trên người linh giả kia. Mặt đất chung quanh rạn nứt, trong nháy mắt bao phủ linh sư kia vào bên trong. Phanh phanh, kinh khí tán đi, bên trong vòng xoáy có một cỗ lực lượng khổng lồ trút xuống, linh sư kia ngã xuống mặt đất, sắc mặt đã chuyển thành tái nhợt. Thực lực của hắn còn không có cách nào có thể chống lại Đoan Mộc Hồng Chí, lập tức có một lựa chọn sáng suốt, đó là nhận thua. Siêu, cơ hồ không kém bao lâu sau, dưới một đạo trưởng ấn, Dương Linh Hạo cũng đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp vào top 10. Chỉ trong một giây lát, Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, bốn người cơ hồ đều dùng một chiêu đánh bại đối thủ, tu vi hơn kém quá lớn, cơ hồ không có chút bất ngờ gì xảy ra. Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo đều có tu vi vũ phách, mà bây giờ trong 20 người, người có thể có tu vi đạt tới vũ phách cũng chỉ có bốn người này và Niếp Phong mà thôi. Dương Linh Hạo cũng đã phục dụng Diễn Linh Thánh Quả, trên phương diện tâm cảnh, đối với thân phận linh giả của hắn càng thêm có lợi. Tu luyện cũng không chênh lệch với đám người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt cũng không kém bao nhiêu. Hơn 10 ngày trước hắn cũng đã đột phá tới cấp độ linh phách. Người có thể đánh bại đối thủ mạnh hơn có lẽ không ít, thế nhưng không phải ai cũng có thể vượt cấp đánh bại đối thủ. Phách cấp cùng sư cấp hơn kém quá lớn, trước mặt mấy người này những đệ tử vũ sư, linh sư kia căn bản khó có thể chống lại. Vũ sư ngũ trọng đối mặt với Niếp Phong lúc này cũng chưa có lập tức ra tay. Dường như có không ít cố kỵ với Niếp Phong. Ánh mắt luôn nhìn vào trên người Niếp Phong, chờ đợi cơ hội ra tay. Niếp Phong cũng không có ý tứ ra tay, chỉ lẳng lặng nhìn vào đối thủ. Nếu như có người nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra, giờ phút này hai mũi chân của Niếp Phong chạm đất, giống như tùy thời có thể đánh ra công kích. Siêu! Tên đệ tử này dường như đang thi sự kiên nhẫn với Niếp Phong, thủ ấn trong tay được kết, thân thể khẽ run lên. Trong giây lát có một cỗ chân khí đỏ rực nhanh chóng bao trùm thân thể, trước người hình thành một vòng quang cháo bằng chân khí. Phía trên quang cháo có hỏa diễm quanh quẩn. Cùng lúc đó,
thủ ấn trong tay đệ tử ngưng tụ, hai tay giao nhau, một đạo quyền ấn đánh văng không khí, mang theo khí tức nóng bỏng của hỏa diễm, ầm ầm đánh về phía Niếp Phong. Thực lực vũ sư ngũ trọng trong đám thanh niên đồng lứa tuyệt đối cũng không kém. Một quyền đánh xuống, kinh khí trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Nhìn đối thủ đánh ra một quyền, ánh mắt Niếp Phong lóe lên rồi lập tức thả người nhảy ra, giống như một con báo, tư thế tuy rằng khó coi thế nhưng vừa vặn tránh khỏi một quyền này. Siêu! Niếp Phong vừa né xong, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, quang mang lóe lên, lập tức nhảy lên trên không trung, thủ ấn kết xuất, tay phải đột nhiên chém về phía sau. Một cỗ kình khí vô hình, hung hãn từ trong lòng bàn tay tràn ra, hung hăng đánh về phía vũ sư ngũ trọng. Vũ sư ngũ trọng này một chiêu thất bại đã lập tức cảm thấy không ổn, trong giây lát thân hình nhanh chóng lùi lại, cũng coi như có phản ứng không tệ. Nhìn một quyền của Niếp Phong đánh tới, sắc mặt hắn đại biến, thân ảnh liên tiếp lùi lại, không ngờ lại nguy hiểm tránh khỏi một quyền này. Không ngờ cũng biết ẩn giấu thực lực. Trên ngọn núi phía xa, Lục Lâm Thiên nhìn cảnh tượng phía dưới, khóe miệng khẽ mỉm cười, hắn không ngờ Niếp Phong cũng biết ẩn giấu thực lực. Từ phản ứng và tốc độ Lục Lâm Thiên có thể nhận ra Niếp Phong căn bản không dùng toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa thực lực cũng không dùng tới. Hai người giao thủ, Niếp Phong cùng với vũ sư ngũ trọng kia sau khi giao thủ hơn 10 chiêu, lúc này mới vất vả dùng một chưởng từ trong bàn tay trái đánh vào trên vai vũ sư ngũ trọng kia. Phanh! Cỗ lực lượng này đương nhiên không kém, chân khí thuộc tính thổ mang theo một cơn cuồng phong thổi qua, trực tiếp khiến cho vũ sư ngũ trọng lảo đảo lùi về phía sau. Sau khi do dự một lát, vũ sư ngũ trọng này cũng trực tiếp lựa chọn nhận thua. Siêu! Mắt nhìn thấy Niếp Phong chiến thắng, cũng tiến vào thập đại đệ tử, Trịnh Thánh Kiệt hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, trong thời gian ngắn mà Niếp Phong có thể đột phá vũ phách, chắc chắn là do trưởng môn đã cho Niếp Phong phục dụng không ít thiên tài địa bảo, bằng không làm sao nhanh như vậy đã đột phá tới vũ phách. Từ trận chiến vừa rồi hắn không khó nhìn ra, thực lực Niếp Phong cũng không mạnh mẽ gì cho lắm. Nếu như lát nữa rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định phải giáo huấn Niếp Phong này mới được. Không ngờ thực lực của Niếp Phong lại mạnh như vậy, vừa rồi dường như còn ẩn giấu thực lực a. Trên ngọn núi, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Lão gia hỏa, không phải lúc trước ngươi nói Niếp Phong rất yếu sao? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh liếc nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói. Quả thực ta đã nhìn lầm. Không ngờ thực lực của hắn lại đột phá nhanh như vậy. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười hắc hắc, sau đó nhìn Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, rốt cuộc Niếp Phong này đã xảy ra chuyện gì? Bằng không sợ rằng trưởng môn cũng chướng mắt, không thu hắn làm đồ đệ a. Niếp Phong này thấy nguy không loạn, nhìn như khó khăn lắm mới đánh bại được đối thủ, thế nhưng trên thực tế tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Đây chính là thứ khó mà có được. Thanh Linh Tôn giả nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói. Niếp Phong chính là người có thân thể tam hoa tụ đỉnh trời sinh, chỉ vì huyền quan bế tắc, sau khi đã thông tu vi lập tức tinh tiến cho nên mới có tu vi hiện tại. Đông lão, lần này quả thực ngươi đã nhìn nhầm rồi. Trời sinh đã có thân thể tam hoa tụ đỉnh, khó trách a. Khó trách. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười khổ, sợ hãi than, quả thực hắn đã nhìn lầm. Trời sinh đã có thân thể tam hoa tụ đỉnh. Chúng ta cũng không có cách nào đạt tới một bước kia a. Đúng là kỳ tài tu luyện trời sinh. Nghe vậy, không ít cường giả vương cấp, tôn cấp sau lưng Lục Lâm Thiên đều kinh ngạc không thôi, thân thể tam hoa tụ đỉnh, càng về sau tu vi càng mạnh. Chúng ta xuống dưới coi một chút, xem ai có thể nhận được danh xưng đại đệ tử. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng có chút hứng thú, đại đệ tử đầu tiên của Phi Linh Môn cũng từ trong 10 người này chọn ra. Trên quảng trường, thập đại đệ tử đã xuất hiện, 5 người Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, Niếp Phong đều có mặt. Kế tiếp chính là thi đấu bài danh của thập đại đệ tử. Người có bài danh cao nhất, đãi ngộ cũng tốt nhất. Bái kiến trưởng môn, chư vị cung phụng, tôn giả hộ môn. Mọi người xuất hiện, trên quảng trường, mười mấy đạo thân ảnh từ trên không trung đáp xuống, đám trưởng lão, hộ pháp lập tức hành lễ. Trưởng môn cùng cung phụng đều tới khiến cho mọi người cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Phất tay ý bảo mọi người miễn lễ, tay áo Lục Lâm Thiên vung lên, trực tiếp ngồi xuống chủ vị, ý bảo mọi người tiếp tục tiến hành. Trong sân động, 10 đệ tử nhìn thấy trưởng môn cùng cung phụng và tôn giả hộ môn xuất hiện, cả đám lập tức kích động,
cả đám hiện tại đều có ý nghĩ biểu hiện cho tốt. Ánh mắt hai người Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng chí sáng người. Đối với Niếp Phong mà nói, trong lúc vô hình cũng có chút áp lực, sư phụ đã từng nói qua sẽ đích thân tới quan sát hắn thi đấu, hắn nhất định không thể làm cho sư phụ mất mặt. Trong lòng Đoan Mộc Hồng chí cũng tràn ngập sự tin tưởng, lần này hắn nhất định phải biểu hiện cho tốt, để cho Lục đại ca nhìn thấy thực lực của hắn. Ánh mắt Trịnh Thánh Kiệt chớp động, trưởng môn tự mình tới đây, hắn nhất định phải biểu hiện cho tốt, để cho trưởng môn biết rõ hắn mới là người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi trong Phi Linh Môn. So với Niếp Phong còn mạnh hơn, thứ tốt cho dù cấp cho Niếp Phong cũng là lãng phí, chỉ có hắn mới xứng đáng nhận được những thứ đó. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Đại Hán Dâu Quai Nón tuyên bố quy tắc thi đấu bài danh thập đại đệ tử. Trung quy mà nói, quy tắc thi đấu bài danh của thập đại đệ tử so với quy tắc thi đấu bài danh trên Bình Nham đảo do Thiên Địa các tổ chức cũng không khác là bao. Mỗi một người đánh bại đối thủ của mình thì đạt được một điểm. Thất bại thì trừ một điểm, cuối cùng ai đạt được điểm tích lũy lớn nhất thì người đó sẽ xếp đầu tiên. Sau khi thi đấu có thể lựa chọn nghỉ ngơi một lát, cũng có thể liên tục giao thủ, không được cự tuyệt giao chiến, nếu không coi như đã thất bại. Sau khi nói qua quy tắc, Đại Hán Dâu Quai Nón lần nữa hỏi mọi người đã hiểu rõ chưa, 10 người lập tức gật đầu. Vậy thì Hoàng Tĩnh Ngọc sẽ là người tiến lên đài đầu tiên. Thanh âm của Đại Hán Dâu Quai Nón vừa dứt, mọi người nhìn vào bên trong, một đạo thân ảnh màu đỏ lập tức nhảy lên đài. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn 9 người cách đó không xa, ánh mắt quét qua một lần, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào một vũ sư tam trọng, ai cũng hiểu rõ, chỉ có thể ra tay với kẻ có thực lực yếu nhất. Tìm người có thực lực mạnh. Một khi tiêu hao quá nhiều thì sẽ chịu thiệt thòi lớn. Mà vũ sư tam trọng bị Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn vào, sắc mặt lập tức lúng túng, thế nhưng cũng chỉ có thể lên đài mà thôi. Có thể tiến vào thập đại đệ tử đã không tệ rồi. Chỉ tiếc người này còn chưa phải là đối thủ của sư muội Hoàng Tĩnh Ngọc. Chúng đệ tử thấp giọng nghị luận, trên đài, chúng cường giả Phi Linh Môn có chút hứng thú nhìn xuống phía dưới. Thực lực hai người như vậy bọn họ cũng đã biết rõ kết quả. Địch thủ chính thức của Hoàng Tĩnh Ngọc cũng chỉ có 4 người kia mà thôi. Phanh phanh. Trong ánh mắt của mọi người, hai người lập tức giao thủ, không có bất ngờ gì xảy ra, dưới hai chiêu, vũ sư tam trọng kia lập tức bị thua. Hoàng Tĩnh Ngọc lần nữa khiêu chiến 4 người liên tiếp, một linh sư tam trọng, một vũ sư tứ trọng thuộc tính hỏa, một vũ sư tứ trọng thuộc tính thổ, còn có một vũ sư ngũ trọng thuộc tính thủy. Liên tiếp đánh bại 5 người tạo thành oanh động cực lớn trong hàng ngũ các đệ tử. Sắc mặt thiên thủ quỷ tôn trên đài cũng cực kỳ vui mừng. Đệ tử gây ra náo động như vậy hắn cũng có mặt mũi. Hoàng Đan nhìn chăm chú xuống phía dưới, đôi mắt sáng ngời. Hoàng gia xuất hiện người này chính là vận hạnh của Hoàng gia các nàng. Hoàng Tĩnh Ngọc đứng ở giữa sân, đánh bại 5 người mà nàng còn chưa thở gấp. Thực lực của mấy người kia quả thực không có cách nào khiến cho nàng tiêu hao quá nhiều. Vũ phách cùng vũ sư hơn kém quá nhiều, huống chi nàng lại là vũ phách nhị trọng. Đôi mắt xinh đẹp quét qua 4 người còn lại, đảo qua trên người Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hao, ánh mắt Hoàng Tĩnh Ngọc cuối cùng rơi vào trên người Niếp Phong. Chính người này trước mặt bao nhiêu người dám đem đồ vật trả lại cho nàng, còn làm giống như nàng đang cầu hắn. Vốn nàng có ý tốt, thế nhưng không ngờ hắn lại có lòng lang dạ thú như vậy, còn khiến cho sư huynh đệ trong môn bàn tán sau lưng nàng. Niếp Phong bị Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn thẳng, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Lần trước nàng đột nhiên nổi giận như vậy, quả thực hắn không rõ mình đã làm sai chuyện gì. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào trên người Hoàng Tĩnh Ngọc. Hoàng Tĩnh Ngọc liên tiếp đánh bại 5 người, mọi người ở đây đều cho rằng kế tiếp nàng sẽ nghỉ ngơi. Dù sao 4 người còn lại cũng không phải là dễ trêu. Thế nhưng lúc này Hoàng Tĩnh Ngọc lại nhìn chăm chú vào Niếp Phong, nói. Trận thứ 6 đệ tử sẽ khiêu chiến sư đệ Niếp Phong. Thanh âm của Hoàng Tĩnh Ngọc vừa dứt. Mọi người không khỏi có chút hơi ngạc nhiên. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng mỉm cười, thực lực của Hoàng Tĩnh Ngọc không kém. Vũ giả tứ hệ, đã ngưng tụ vũ đan, đan điền so với vũ giả đơn hệ lớn hơn gấp 4 lần. Tu vi chỉ có vũ phách nhị trọng, thế nhưng so thực lực chân chính mà nói, vũ phách tam trọng gặp nàng tuyệt đối không nhận được chỗ tốt nào. Ta sao? Niếp Phong nghe vậy, nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc ngơ ngác nói. Hắn thật không ngờ mình lại đánh cùng nàng một trận. Trong lúc sững sờ, hắn cũng chậm rãi tiến về phía trước, bước chân cực kỳ chậm chạp. Niếp Phong đánh cùng Tĩnh Ngọc sư tỷ, không biết ai thắng ai thua a.
Niếp Phong này một mực che giấu, thế nhưng thoạt nhìn, hẳn là cơ hội thắng của Tĩnh Ngọc sư tỷ lớn hơn một chút. Chúng đệ tử suy đoán, nghị luận. Trên đài, ánh mắt Thiên Thủ Quỷ Tôn nhảy lên, nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, Niếp Phong cùng Tĩnh Ngọc, người cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Hai người chưa từng dùng toàn lực, quả thực có chút khó đoán. Thanh Linh Tôn giả nhìn qua hai người phía dưới, ít nhiều cũng có chút hứng thú. Hôm nay đệ tử Dương Linh Hạo của hắn cũng tiến vào top 10, đương nhiên hắn phải đến xem. Hoàng Đan trưởng lão, người thấy thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi Hoàng Đan cách đó không xa. Đệ tử của Trương Môn tuyệt đối không yếu. Thế nhưng chuyện như thế này ta lại không thạo. Chuyện này vẫn là chuyện mà chư vị trưởng lão, cung phụng tin tưởng nhất a. Hoàng Đan nở nụ cười, hai cái má lúm đồng tiền hiện lên, nói hàm hồ một chút, cũng không nói ra đáp án cụ thể. Vậy thì xem tiếp thì biết rõ. Lục Lâm Thiên mơ miệng cười, không nói gì. Hắn cũng có chút hứng thú nhìn xuống bên dưới. Lúc này vẻ mặt Niếp Phong có chút bất đắc dĩ, chậm rãi đứng trước mặt không xa Hoàng Tĩnh Ngọc, nhìn nữ tử trước mắt, y phục trên người nhẹ nhàng phiêu động, nhìn qua giống như tiên nữ hạ phàm. Đặc biệt là đôi mắt thanh tịnh kia, Niếp Phong nhìn vào, không biết tại sao mà bản thân hắn không dám nhìn thẳng vào nó. Niếp Phong sư đệ, bắt đầu đi. Nhìn qua Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc cắn răng, chân khí trên thân thể mềm mại tràn ra. Thân hình lui về phía sau một chút, tạo thành một đạo tàn ảnh ưu mỹ, khiến cho trong lòng không ít đệ tử rung động. Sư tỷ, Niếp Phong thở dài, lần trước trả lại túi tiền cho sư tỷ, hắn đã nhặt lên, hai năm qua vẫn luôn để ở trên người mình, hắn muốn trả lại cho sư tỷ một lần nữa. Thế nhưng nhớ tới bộ dáng tức giận của sư tỷ lần trước, tay phải đang muốn móc ra lập tức ngừng lại. Động thủ đi, nếu như ngươi thắng qua, về sau ta phải gọi ngươi là sư huynh rồi. Hoàng Tĩnh Ngọc cắn môi, thủ ấn được kết, chân khí quanh thân tràn ra, thân thể được bao phủ bên trong vòng quang cháo bằng chân khí. Không khí chung quanh quang cháo lúc này dường như đã bị ngưng kết lại. Đám người vây xem chung quanh cũng đã trở nên yên tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, không biết đệ tử trưởng môn chiến thắng hay là đệ tử của tôn sứ hộ môn chiến thắng. Sư tỷ, hay là ngươi xuất thủ trước đi, những người già trong thôn ta từng nói, không thể đánh nữ nhân. Niếp Phong cười ngu ngơ. Ngươi, Hoàng Tĩnh Ngọc nghe vậy, còn tưởng rằng Niếp Phong cố ý nhắm vào nàng. Miệng yêu kiều quát lên một tiếng, cánh tay mang theo một đạo quyền ấn, chân khí rót vào trong quyền ấn, kinh khí chớp động. Siêu, thân thể mềm mại của Hoàng Tĩnh Ngọc lóe lên, tốc độ cực nhanh mang theo một đạo tàn anh. Trước quyền ấn. Thanh âm bạo liệt, trầm thấp vang lên, sau đó nhanh chóng đánh về Niếp Phong. Vẻ mặt Niếp Phong không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt nhìn về công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc lóe lên. Ngay khi thân ảnh Hoàng Tĩnh Ngọc còn cách bản thân ba thước, Niếp Phong rốt cuộc đã có động tác, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, quang mang lóe lên, thân hình giống như một chiếc lá rụng bay sang chỗ khác. Siêu! Trong sát na, Niếp Phong tránh khỏi công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc. Công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc thất bại. Đôi mắt xinh đẹp kia lập tức có chút biến hóa. Thủ ấn trong tay lần nữa được kết, quang mang quanh thân lóe lên, quang mang màu xanh đại thịnh. Cánh tay mềm mại duỗi ra, bàn tay trắng như ngọc dương lên, đột nhiên đánh xuống. Siêu! Cong ngón búng ra, thân ảnh xinh đẹp, mềm mại chớp động. Thân ảnh vừa mới đáp xuống đất, năm đạo thủy trụ trong tay Hoàng Tĩnh Ngọc tạo thành năm đạo thủy nhận cắt ngang không khí, bắn về phía Niếp Phong. Nhìn năm đạo thủy nhận bắn tới, ánh mắt Niếp Phong lóe lên, cùng một lúc, thân ảnh giống như một con thỏ nhảy lên, tránh được bốn đạo thủy nhận. Đạo thủy nhận thứ năm lại không có cách nào tránh được, vẻ mặt hắn trầm xuống, một đạo trưởng ấn lập tức va chạm với thủy nhận. Trưởng ấn khiến cho không khí lắc lư, mang theo tiếng xé gió. Siêu! Hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức hóa thành kình khí tản đi. Thân hình Niếp Phong lảo đảo lui về phía sau hai bước, chân phải dùng sức dậm mạnh lên mặt đất. Lúc này thân hình mới đứng vững được. Phanh! Thủy cầu cường hãn xoay tròn, kinh khí áp bách lan tràn ra không trung, uy lực cực kỳ không tầm thường. Nhìn thủy cầu kia đánh tới, vẻ mặt Niếp Phong trầm xuống, bước chân bước lên một bước, cánh tay đột nhiên đánh ra một đạo thủ ấn huyền ảo, chân khí rót vào, cánh tay lập tức run lên. Thân ảnh Niếp Phong lóe lên, bàn chân dậm mặt đất, chân khí từ trong đan điền tràn ra. Một đạo trưởng ấn lập tức được đánh ra. Quang mang bắn ra bốn phía đem theo kình khí rung động. Khai Sơn Trưởng.
Niếp Phong hét lớn một tiếng, trưởng ấn được đẩy ra. Đây chính là khai sơn trưởng mà sư phụ truyền cho hắn. Khai sơn trưởng này có xu thế phá núi, chân cùng eo hợp thành một góc độ, lại phối hợp với chân khí trong đan điền, uy lực không thể khinh thường. Hai năm qua, Niếp Phong đã nhiều lần tu luyện hai bộ vũ kỹ, khai sơn trưởng này chính là một bộ vũ kỹ tinh cấp trong này. Trưởng ấn trong tay Niếp Phong đánh ra, trưởng ấn trong lúc vô hình lưu lại một đường vòng cung trong không khí, trưởng ấn dường như xuyên thấu không khí, trong sát na va chạm với thủy cầu do Hoàng Tĩnh Ngọc ngưng tụ. Cả hai va chạm, hai cỗ kình khí cường hãn va chạm, hai cỗ lực lượng giằng co. Trong chớp mắt, trưởng ấn bắt đầu trở nên trong suốt. Tốc độ xoay tròn của thủy cầu cũng chậm lại. Phanh phanh, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, hai đạo công kích ầm ầm bạo phát. Kinh khí gào thét, hai người đồng thời bị đẩy lùi lại mấy bước. Lần giao phong này dường như không có ai chiếm được tiện nghi. Thực lực không kém, hai người đều không tệ a. Hai người giao thủ khiến cho không ít cường giả phi linh môn trên đài cũng phải mở miệng khen, hai người trẻ tuổi này quả thực bất phàm. Hoàng Tĩnh Ngọc nhanh nhẹn, phối hợp với bốn loại thuộc tính, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói. Niếp Phong dùng bất biến ứng vạn biến. Căn cơ kiên cố, Hoàng Tĩnh Ngọc không có cách nào dung chuyển tới hắn. Công kích không ngừng cũng không thể khiến cho Niếp Phong bối rối. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Nếu tính thực lực chỉnh thể, hai người dường như không kém xa, thắng bại khó phân. Thế nhưng từ tình huống trước mắt xem ra, vẫn là Hoàng Tĩnh Ngọc chiếm chút thượng phong, tu vi cũng cao hơn một chút. Lộc Sơn Lão Nhân nói. Niếp Phong có thể đem vũ kỹ tinh cấp sơ giai tu luyện tới trạng thái chống lại vũ kỹ tinh cấp cao giai do Hoàng Tĩnh Ngọc thi triển, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Thiên thủ quỷ tôn khẽ cau mày, có chút lo lắng cho ái đồ. Dùng ánh mắt của hắn, đương nhiên có thể thấy được sự bất phàm của Niếp Phong. Phanh phanh, giữa sân, sau khi Hoàng Tĩnh Ngọc dùng một chiêu đẩy lùi Niếp Phong, lại một lần nữa công kích, khiến cho đám người Đoan Mộc Hồng Chí. Trịnh Thánh Kiệt không khỏi chăm chú nhìn vào hai người. Siêu! Không có cách nào chiếm tiện nghi trước mặt Niếp Phong, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Tĩnh Ngọc lóe lên, thân ảnh xinh đẹp kéo theo một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đánh tới trước người Niếp Phong. Chân khí thuộc tính hỏa vận chuyển, thủ ấn trong tay đánh ra, quanh thân lập tức nóng bỏng. Chân khí xuyên qua năng lượng thuộc tính hỏa, trưởng ấn ngưng tụ. Trưởng ấn bỗng nhiên đánh ra, cái miệng nhỏ nhắn quát khẽ. Xí diễm trưởng! Tinh quang trong mắt Niếp Phong lóe lên, chân trái điểm nhẹ mặt đất, quang mang lóe lên, thả người nhảy ra. Quyền trái ầm ầm nghênh đón về phía trước, chân khí thuộc tính thổ mang theo kình khí cường hãn, đột nhiên từ trong nắm tay bắn ra, trùng điệp nện vào phía trên trưởng ấn nóng bỏng. Phanh! Một thanh âm trầm thấp vang lên, kình khí cường hãn tản ra bốn phía. Niếp Phong lập tức cảm giác trên nắm tay mình có một cỗ lực lượng nóng bỏng khổng lồ chút xuống. Cảm giác đau đớn kịch liệt từ trên cánh tay trái truyền ra. Thân hình hắn không tự chủ được mà lảo đảo lui lại, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Khục! Thân hình Niếp Phong lảo đảo lùi lại hơn 10 bước, hai chân bám chặt mặt đất lúc này thân thể mới đứng vững, đồng thời cưỡng ép ngăn chặn chân khí trong cơ thể, thực lực của đối phương so với hắn mạnh hơn không ít. Niếp Phong dường như sắp thất bại. Đệ tử bốn phía kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai người. Phần đông ánh mắt đều rung động vì Niếp Phong, nếu như ở ngày hôm trước mà có ai nói Niếp Phong có thể chiến một trận với Hoàng Tĩnh Ngọc, sợ rằng tất cả các đệ tử đều cười tới rụng răng. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi người chỉ có thể sợ hãi cùng với thán phục. Hai người này giao thủ với nhau, sợ rằng cũng có thể đại biểu cho thực lực của thế hệ trẻ tuổi trong phi linh môn. Lại tới, Hoàng Tĩnh Ngọc dùng một chiêu đạt được lợi thế, rốt cuộc cũng chiếm được một chút tiện nghi cho nên nàng không thể bỏ qua cơ hội lần này. Vừa mới nói xong, bước chân biến ảo, thân thể kéo theo một đạo tàn ảnh, chân khí thuộc tính phong tràn ra. Tốc độ lần này so với vừa rồi rõ ràng càng thêm nhanh chóng. Trong không gian vang lên tiếng xé gió, nàng hiểu rõ ưu thế của mình ở đâu cho nên Hoàng Tĩnh Ngọc lúc này đang thi triển công kích có lợi nhất với bản thân mình. Thân ảnh xinh đẹp lập tức đi tới trước người Niếp Phong. Hoàng Tĩnh Ngọc lần nữa đánh ra một đạo quyền ấn mang theo kình phong cuồng bạo đánh tới. Biết rõ thực lực của Hoàng Tĩnh Ngọc, thân thể Niếp Phong giống như dã thú nhanh chóng nghiêng người. Quyền ấn của Hoàng Tĩnh Ngọc mang theo kình khí hung hãn, xẹt qua lỗ tai của Niếp Phong. Tuy rằng tránh được công kích, thế nhưng kình khí cũng khiến cho lỗ tai Niếp Phong đau nhức. Tốc độ của ngươi còn chưa đủ. Đúng lúc này,
dường như Hoàng Tĩnh Ngọc đã sớm tính toán tới phản ứng của Niếp Phong, thanh âm ôn nhu vang lên bên tai Niếp Phong. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, một đạo quyền ấn lập tức đánh vào bụng Niếp Phong. Thân thể Niếp Phong khẽ uốn, tinh quang trong mắt chợt lóe, không có một chút bối rối nào, dường như đã sớm tính toán tới một bước này. Tay phải nắm chặt, không có ai nhìn thấy, lúc này trên toàn bộ cánh tay phải của hắn có quang mang màu tím lóe lên. Một đạo quyền ấn bắt đầu được ngưng tụ, trên nắm tay Niếp Phong lúc này bắt đầu xuất hiện quang mang màu tím nhàn nhạt. Cùng lúc đó, tốc độ của Hoàng Tĩnh Ngọc cũng không chậm, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị nhoáng lên, nắm tay ẩn chứa kình khí cường hãn tạo thành một đường vòng cung trong không khí, đánh vào bụng Niếp Phong. Niếp Phong đang ngưng tụ quyền ấn, ánh mắt khẽ đổi, nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc đang lao tới, nhìn thân ảnh màu đỏ, đôi mắt xinh đẹp kia khiến cho trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác hoảng hốt khó hiểu. Một quyền của hắn một khi đánh ra, lực lượng không cần phải nói cũng biết. Thực lực của Hoàng Tĩnh Ngọc hắn biết rõ, tuy rằng mạnh hơn hắn, thế nhưng một quyền này hắn cũng có tự tin khiến cho nàng bị thương. Cho tới bây giờ hắn còn chưa từng sử dụng qua lực lượng của cánh tay phải. Mà ngay cả lực lượng gấp 3 cũng chưa từng sử dụng. Lực lượng trên cánh tay phải luôn bị hắn áp chế. Trong sát na Niếp Phong do dự, hắn không muốn dùng thực lực của cánh tay phải, trong lòng không muốn làm tổn thương nữ tử này. Chẳng biết tại sao, hắn không muốn làm tổn thương nàng. Trong lòng Niếp Phong nhận định nàng là một người tốt, bằng không lần trước cũng không cho hắn nhiều kim tệ như vậy. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương nàng. Thế nhưng đồng thời Niếp Phong cũng không muốn thua. Sư phụ có mặt ở đây, có lẽ hắn phải biểu hiện cho tốt mới đúng. Niếp Phong mâu thuẫn, thế nhưng bây giờ hắn không có thời gian mâu thuẫn. Niếp Phong cắn răng, quang mang màu tím trên cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Mũi chân khẽ điểm mặt đất, nhanh chóng lui về phía sau. Khốn tinh quyết. Cùng lúc đó, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Tĩnh Ngọc lóe lên, khẽ quát một tiếng. Quyền ấn đánh về phía Niếp Phong, đồng thời cánh tay nâng lên. Trong khi Niếp Phong thối lui, trên mặt đất lập tức có dây leo xuất hiện. Dây leo cuốn chân, Niếp Phong mất đi thăng bằng, thân thể lảo đảo. Công kích xảo trá như vậy nằm ngoài dự đoán của Niếp Phong. Trong nháy mắt, kinh khí trong công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc tăng vọt. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trên nắm tay nàng giống như được một lớp vỏ cây bao phủ, bên trên có chân khí thuộc tính mộc đậm đặc. Đồng thời quanh thân có chân khí cường hãn bộc phát, mặt đất trên quảng trường lấy thân thể nàng làm trung tâm, vết nứt nẻ giống như mạng nhện lập tức xuất hiện. Khô mộc quyền. Hoàng Tĩnh Ngọc yêu kiều quát lên một tiếng, thân thể mềm mại đột nhiên nhảy dựng lên. Quyền ấn mang theo tiếng xé gió áp bách, hung hăng đánh xuống Niếp Phong. Trong chớp mắt này Niếp Phong bị dây leo trói chân, cho nên hắn không có cách nào tránh thoát khỏi quyền ấn. Trong chớp mắt khi hắn do dự thì lập tức bị áp chế xuống thế hạ phong. Không có cách nào tránh đi, Niếp Phong nhanh chóng ngưng tụ một trường. Kinh khí đột nhiên bắn ra, quang mang thuộc tính thổ quanh thân đại thịnh. Một đạo trưởng ấn lập tức được đẩy ra, mang theo tiếng xé gió kịch liệt. Chỉ là trong lúc nguy cấp đánh ra một trường, không có cách nào phát huy được thực lực như lúc bình thường. Phanh phanh. Chỉ trong nháy mắt, một trường một quyền va chạm với nhau. Thanh âm trầm thấp vang lên, kinh khí tuôn ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống khiến cho thân thể Niếp Phong lập tức lảo đảo lui về phía sau mấy bước sau đó ngồi xuống mặt đất. Nhưng vì vị trí mà Niếp Phong lui lại lúc này đã vượt quá cái vạch màu đỏ. Dựa theo quy tắc, đây chính là giới tuyến, một khi rời khỏi thì lập tức bị thua. Khục, thân thể mềm mại của Hoàng Tĩnh Ngọc bị đẩy lui hai bước rồi mới ổn định lại, nhìn Niếp Phong nói. Niếp Phong sư đệ, người thua. Ta thua. Niếp Phong đứng lên, lực lượng của một quyền kia cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương cho hắn. Nhìn qua giới tuyến trên mặt đất, hắn biết mình đã thua. Chỉ trong chớp mắt khi phân tâm, hắn cũng đã cảm thấy không tốt. Thế nhưng tất cả đã không kịp sửa chữa. Hoàng Tĩnh Ngọc lại thắng một lần nữa. Trên quảng trường, đại hán dâu quai nóng lập tức tuyên bố. Tiểu tử này chẳng lẽ có chuyện gì khác? Lục Lâm Thiên nhìn xuống phía dưới, trong mắt hiện lên sự hoài nghi. Vừa rồi rõ ràng Niếp Phong có cơ hội chiến thắng, chỉ tiếc tiểu tử này do dự cho nên cũng đã mất đi cơ hội. Tất cả mọi chuyện vừa rồi không thoát khỏi ánh mắt của Lục Lâm Thiên. Hoàng Tĩnh Ngọc liên tiếp công kích thế nhưng không thể làm gì được Niếp Phong. Ngược lại còn rơi vào trong tính toán của Niếp Phong. Nếu như vừa rồi Niếp Phong phát động công kích ở cánh tay phải, dưới tình huống bất ngờ, rất có thể sẽ chiến thắng.
chỉ là trong lúc do dự tiểu tử này đã mất đi cơ hội. Không ngờ Niếp Phong lại bại. Một màn này không ít cường giả cũng nhìn ra một ít manh mối, nhưng mà cũng không có ai biết được cánh tay phải của Niếp Phong chính là con bài chưa lật của hắn. Tuy rằng bọn họ nhìn ra Niếp Phong do dự cho nên mới bị áp chế, thế nhưng cũng không biết được thứ gì khác. Niếp Phong vẫn bại, Tĩnh Ngọc sư tỷ chính là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi chúng ta a. Thực lực của Niếp Phong cũng rất mạnh. Niếp Phong thua, đám người chung quanh lần nữa nghị luận. Dường như kết quả này cũng không khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Niếp Phong bị thua, hắn khẽ than nhẹ một tiếng rồi lặng lẽ lui ra. Trong 2 năm qua hắn đã thua nhiều cho nên cũng không sinh ra sự ảnh hưởng với tâm lý. Hừ, nhìn thấy Niếp Phong thua, trong lòng Trịnh Thánh Kiệt thoải mái. Đợi một lát nữa, hắn tuyệt đối không để cho Niếp Phong kia sống khá giả, đệ tử trưởng môn thì như thế nào, hôm nay hắn phải trà đạp tiểu tử kia. Hoàng Tĩnh Ngọc liên tiếp thắng 6 trận, nhìn 3 người Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, ánh mắt xinh đẹp khẽ đảo, tuyên bố nghỉ ngơi một lát. Vừa rồi vì đối phó với Niếp Phong nàng đã tiêu hao không nhỏ. 3 người còn lại này nàng không có nắm chắc chiến thắng. Tiếp theo, Trịnh Thánh Kiệt lên đài. Hoàng Tĩnh Ngọc nghỉ ngơi, dựa theo quy tắc, người lên đài thứ 2 chính là Trịnh Thánh Kiệt. Trịnh Thánh Kiệt trong lúc thi đấu chọn ra thập đại đệ tử là người thứ 2 đánh bại đối thủ, cho nên lúc này người lên đài thứ 2 chính là hắn. Nghe vậy Trịnh Thánh Kiệt lập tức thả người nhảy lên, chân khí thuộc tính phong lóe lên, thân thể tạo thành một đường cong ưu nhã, đáp xuống phía trên sân rộng. Hành động này khiến cho không ít tiếng vỗ tay vang lên. Người thứ nhất chính là Hoàng Thị. Trịnh Thánh Kiệt lên đài, ánh mắt quét qua mọi người, khóe miệng khẽ mỉm cười. Người hắn khiêu chiến đầu tiên đương nhiên chính là người thứ nhất mà Hoàng Tĩnh Ngọc khiêu chiến, Vũ Sư Tam Trọng Hoàng Thị. Trải qua nghỉ ngơi một lát, dựa theo uy củ đã có thể lần nữa khiêu chiến. Hoàng Thị này tự biết không phải là đối thủ của Trịnh Thánh Kiệt, thế nhưng cũng vẫn phải lên đài. Hắn cũng không thể không chiến mà bại, như vậy sẽ càng thêm mất mặt. Hoàng Thị, người đi xuống cho ta. Hoàng Thị vừa mới lên đài, Trịnh Thánh Kiệt lạnh lùng quát lên một tiếng, thân thể khẽ run, một cỗ chân khí thuộc tính phong nhanh bao phủ không trung. Thủ ấn ngưng tụ, hai tay giao thoa kéo theo một đạo tàn ảnh, một đạo quyền ấn đánh văng gợn sóng trong không khí mang theo tiếng xé gió cùng với kình khí cường hãn ầm ầm đánh về phía Hoàng Thị. Hoàng Thị này đã sớm biết thực lực của Trịnh Thánh Kiệt, trong lòng cả kinh, sắc mặt khẽ biến đổi. Bàn chân khẽ bước, tay phải đột nhiên chém về phía trước. Một cỗ kình khí mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay tràn ra. Phanh! Trong khoảng khắc hai đạo lực lượng cường hãn va chạm lại một chỗ, kình khí va chạm. Quanh thân hai người lập tức được một vòng xoáy bằng kình khí bao phủ. Kình khí chút xuống, thân thể Hoàng Thị giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Dưới một chiêu hắn đã bị thương. Một chiêu này tuy rằng Trịnh Thánh Kiệt không dùng toàn lực, thế nhưng tuyệt đối không chút lưu tình. Một chiêu lập tức khiến cho Hoàng Thị bị trọng thương, trong thời gian ngắn sợ rằng không có cách nào khôi phục. Trên đài, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không ít cường giả biến hóa, cơ mặt Hổ Viêm Thiên Vương khẽ giật, vô cùng bất đắc dĩ. Tính tình của đệ tử mình hắn là người biết rõ nhất. Trịnh Thánh Kiệt này ra tay đối với đệ tử đồng môn dường như hơi nặng. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn xuống phía dưới, nhẹ nhàng nói. Ra tay tuy rằng nặng, thế nhưng vẫn có chút lưu tình. Ánh mắt Lục Lâm Thiên không có bao nhiêu biến hóa, bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Trưởng môn, đệ tử của ta là người tâm khí cao ngạo, là ta dạy dỗ không tốt. Hổ Viêm Thiên Vương nói với Lục Lâm Thiên. Tâm khí cao ngạo không có gì không tốt, trong lúc thi đấu cũng không thể nói là ra tay nặng. Tất cả cứ nhìn rồi nói tiếp. Lục Lâm Thiên mỉm cười, không biểu hiện ra cái gì. Nghe vậy Hổ Viêm Thiên Vương cũng không nói gì nữa. Ánh mắt lần nữa nhìn xuống phía dưới quảng trường. Thứ hai, thua. Thứ ba, thua. Thứ tư, thua. Thứ năm, thua. Trong khoảng thời gian ngắn Trịnh Thánh Kiệt dùng phương thức bá đạo cùng kiêu ngạo đem những đệ tử Hoàng Tĩnh Ngọc khiêu chiến qua đả bại. Toàn bộ 5 người dưới một chiêu của hắn đều bị thương không nhẹ, một chiêu đã gục xuống, không dây dưa tới chiêu thứ hai, khiến cho không ít đệ tử chung quanh hô vang tên hắn, nhân khí cũng không kém. Thứ sáu, Niếp Phong. Chính là ngươi. Đệ tử chung quanh hò hét, ánh mắt cao ngạo của Trịnh Thánh Kiệt quét qua, sau đó rơi vào trên người Niếp Phong. Đây mới là trọng điểm của hắn.
vừa rồi đánh bại 5 người kia đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Mấy người này chỉ là đá kê chân trên con đường trở thành đại sư huynh phi linh môn của hắn mà thôi. Mà Niếp Phong này hắn nhất định phải trả đạp, hắn muốn chứng minh mình so với đệ tử của trưởng môn còn mạnh mẽ hơn. Ánh mắt Niếp Phong khẽ đảo, bình tĩnh đi lên sân rộng, vẻ mặt vô cùng bình thản. Sư huynh Trịnh Thánh Kiệt đấu cùng Niếp Phong, sợ rằng Niếp Phong lại bại rồi. Đúng vậy, thực lực của sư huynh Trịnh Thánh Kiệt cũng không dưới sư tỷ Hoàng Tĩnh Ngọc. Niếp Phong có lẽ còn kém một chút. Niếp Phong lên đài, đệ tử chung quanh lặng lẽ nghị luận. Có biểu hiện lúc trước cho nên trong lòng đệ tử lúc này Trịnh Thánh Kiệt kia đã thắng chắc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng chăm chú nhìn xuống phía dưới, lạnh nhạt quét qua tất cả, khóe miệng khẽ mỉm cười. Các ngươi có thể bắt đầu. Trên quảng trường, nhìn hai người Niếp Phong, Trịnh Thánh Kiệt đứng đó, đại hán dâu quai nón nói. Thanh âm của đại hán dâu quai nón vừa dứt, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào hai người này. Tiểu tử, ra tay đi, để ta cho ngươi biết, chênh lệch giữa Vũ Phách và Vũ Phách cũng cực kỳ lớn. Trên sân rộng, Trịnh Thánh Kiệt nhìn qua Niếp Phong cười lạnh một tiếng. Một lát nữa nhất định hắn phải trà đạp tiểu tử này. Hay là ngươi ra tay trước đi. Niếp Phong nhìn Trịnh Thánh Kiệt, hai tay chậm rãi buông xuống. Ngươi rất mạnh miệng. Trịnh Thánh Kiệt lần nữa cười lạnh một tiếng, trường bào trên người tung bay, quanh thân có một cỗ chân khí màu vàng tuôn ra, hình thành một vòng cương khí hộ thân, đem thân thể bao phủ. Một mảnh chân khí màu vàng như ẩn như hiện. Thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng vừa rồi ra tay đối phó sư huynh đệ đồng môn, ngươi không cảm thấy mình ra tay quá nặng sao? Bọn họ chính là sư huynh đệ đồng môn của ngươi đó. Niếp Phong nhìn Trịnh Thánh Kiệt nhẹ giọng nói. Vừa rồi Trịnh Thánh Kiệt liên tiếp đả thương 5 sư huynh đệ, hắn đều nhìn thấy. Nói nhảm, trong lúc thi đấu thì không có chuyện là người một nhà, hiện tại sẽ tới phiên ngươi. Trịnh Thánh Kiệt lạnh lẽo quát lên một tiếng, hai tay biến hóa, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay phát ra thanh âm cắt cách. Niếp Phong, kết cục của ngươi cũng như vậy. Trịnh Thánh Kiệt lại lạnh lùng nói một tiếng, thanh âm vừa dứt, một đạo quyền ấn thành hình, mang theo tiếng xé gió sắc bén. Trên quyền ấn mang theo kình khí cường hãn, đánh tan gợn sóng trong không gian, ầm ầm bắn về phía Niếp Phong. Lực lượng một quyền này rõ ràng không có ý tứ nương tay, uy lực so với lúc Trịnh Thánh Kiệt đối phó với 5 người kia còn mạnh hơn nhiều. Niếp Phong nhướng mày, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Chân khí dưới chân chấp động, tạo thành tia lửa dưới mặt đất. Tốc độ của ngươi còn chưa đủ. Trịnh Thánh Kiệt lao thẳng từ trên xuống, miệng khẽ quát một tiếng. Hai chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể mượn lực nhảy lên, quang mang trên quyền ấn ngày càng mạnh, trước quyền ấn, không gian bắt đầu có chút vặn vẹo, miệng hắn quát lớn. Đại địa quyền. Tiếng quát của Trịnh Thánh Kiệt vừa dứt, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo, một quyền này hắn đã dùng tư thế sấm sét đánh tới trước mặt Niếp Phong. Cùng thời gian đó, tinh quang trong mắt Niếp Phong lóe lên, chân phải đột nhiên dậm mạnh mặt đất dưới chân lập tức rạn nứt, đá vụn bắt ra bốn phía. Không có ai nhìn thấy, cánh tay phải của Niếp Phong lúc này đã chuyển thành màu tím nhàn nhạt. Mắt nhìn một quyền đánh tới, thủ ấn trong tay Niếp Phong được kết, chân khí toàn thân vận chuyển, hội tụ trong cánh tay phải. Thân thể được quang mang bao phủ, chân khí thuộc tính thổ tuôn ra. Nhìn một quyền ẩn chứa kình khí của Trịnh Thánh Kiệt đang đánh tới, bàn tay phải của Niếp Phong nắm lại, năm ngón tay nắm chặt, miệng khẽ quát. Phá cương quyền. Tiếng quát của Niếp Phong vừa dứt. Quang mang màu tím trên nắm tay phải đại thịnh. Chân khí cường hãn đột nhiên từ trong nắm tay cuồng bạo tuôn ra, trùng điệp đánh vào trên một quyền của Trịnh Thánh Kiệt. Phía xa, không ít cường giả đều nhìn thấy một màn này. Dưới một quyền này của Niếp Phong, gợn sóng trong không gian xung quanh nắm tay toàn bị đều bị chấn nát. Phanh! Một tiếng trầm thấp vang vọng trong không gian, nơi hai đạo quyền ấn va chạm, quang mang bắn ra tứ phía, kinh khí cường hãn khuếch tán. Trong lúc đó, Trịnh Thánh Kiệt lập tức cảm giác được phía trước quyền đầu của mình có một cỗ lực lượng khổng lồ chút xuống, cảm giác đau đớn kịch liệt từ trên hai nắm tay truyền ra. Răng rắc, thanh âm xương cốt nứt vỡ vang lên, truyền vào trong tai không ít người. A! À, lập tức Trịnh Thánh Kiệt kêu thảm một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình giống như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay đi, nặng nề đập vào mặt đất phía xa. Nơi thân hình hắn đập xuống, mặt đất rạn nứt, tạo thành một cái hố nhỏ. Trong miệng lần nữa có máu tươi tràn ra, cánh tay phải rũ xuống,
toàn bộ cánh tay phải dường như dưới một quyền của Niếp Phong đã bị gãy xương. Khục khục. Đồng thời thân hình Niếp Phong không tự chủ được mà lảo đảo lui lại, chân khí trong cơ thể nhộn nhạo. Thế nhưng sau khi lui lại ba bước, chân phải đạp mạnh mặt đất, liền ổn định thân thể. Khi kinh khí tản đi, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cảnh này đã vượt quá dự kiến của mọi người. Không ngờ Niếp Phong chỉ dùng một quyền lập tức khiến cho Trịnh Thánh Kiệt bị thương, còn là trọng thương. Các đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, cường giả phi linh môn trên đài cũng không thể tưởng tượng nổi. Đây mới là thực lực chân chính của Niếp Phong a. Không ngờ trận chiến trước với Hoàng Tĩnh Ngọc Niếp Phong lại không dùng toàn lực. Hoàng Tĩnh Ngọc ở một bên lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía Niếp Phong cùng Trịnh Thánh Kiệt. Thực lực của Trịnh Thánh Kiệt nàng biết rõ, tuy rằng nàng tự tin có thể đánh bại Trịnh Thánh Kiệt, thế nhưng tuyệt đối không có cách nào có thể dễ dàng đánh bại hắn như vậy. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được, Đoan Mộc Hồng Chí cùng Trịnh Thánh Kiệt là hai kình địch mạnh nhất của mình. Mà bây giờ Niếp Phong không ngờ lại dùng một quyền đả thương Trịnh Thánh Kiệt. Ngươi đánh trọng thương sư huynh đệ đồng môn, ta vốn không muốn làm tổn thương ngươi, chỉ hy vọng cho ngươi một chút giáo huấn, về sau không nên ra tay mạnh với sư huynh đệ đồng môn như vậy. Niếp Phong nhìn qua Trịnh Thánh Kiệt đang nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt vẫn vô bình tĩnh như trước đó. Trịnh Thánh Kiệt nằm dạp trên mặt đất, khóe miệng tràn ngập máu tươi, nhuộm đỏ cả y phục. Cánh tay phải gãy xương, đau đớn kịch liệt, thế nhưng lại không đau đớn bằng nội tâm hắn lúc này. Hắn vốn đang muốn giáo huấn, trà đạp Niếp Phong này, thế nhưng thật không ngờ, dưới một quyền của Niếp Phong hắn lại chật vật như vậy. Không ngờ tiểu tử Niếp Phong lại ẩn giấu đến thế. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh sợ hãi than, Niếp Phong này khiến cho hắn liên tục nhìn lầm. Ngược lại, Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, Trịnh Thánh Kiệt quá mức cao ngạo, Niếp Phong lợi dụng sự chủ quan của hắn, phối hợp với con bài chưa lật, thúc dụng một quyền từ cánh tay phải mới tạo thành uy lực như vậy. Uy lực một quyền này mạnh hơn 10 lần bình thường, loại thực lực này đương nhiên Trịnh Thánh Kiệt không đỡ được. Thế nhưng vừa rồi dường như Niếp Phong cũng có chút lưu tình, lực lượng trên cánh tay phải còn chưa thúc dục tới cực hạn. Niếp Phong, tốt. Lúc này trong lòng 5 người vừa mới Trịnh Thánh Kiệt đả thương lập tức hả hê, bọn họ đã sớm nhìn Trịnh Thánh Kiệt này không vừa mắt. Nhìn thấy Niếp Phong giúp bọn họ trả thù cho nên cả đám lập tức lớn tiếng kêu lên. Niếp Phong, tốt. Không ít đệ tử lúc này cũng hoan hô, không ít đệ tử bình thường bị Trịnh Thánh Kiệt khi dễ lúc này đều hả giận không thôi. Thời gian đã tới, Niếp Phong thắng. Đại hán râu quai nón tuyên bố, Trịnh Thánh Kiệt nằm dạp trên mặt đất đã qua 10 tức, dựa theo quy củ, mặc dù hắn không bị đánh bay ra khỏi giới tuyến, thế nhưng cũng đã thua. Ta nghỉ ngơi một lát. Dựa theo quy tắc, Niếp Phong có thể tiếp tục khiêu chiến, nhưng mà lúc này Niếp Phong cũng không tiếp tục khiêu chiến mà lựa chọn nghỉ ngơi. Trận tiếp theo, Đoan Mộc Hồng Chí. Đại hán râu quai nón tuyên bố, Niếp Phong đã nghỉ ngơi, trận tiếp theo đương nhiên chính là Đoan Mộc Hồng Chí lên đài. Siêu. Thân ảnh Đoan Mộc Hồng Chí tung bay, quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, lập tức đáp xuống quảng trường. Ánh mắt quét qua 9 người còn lại, sau đó nhìn vào Niếp Phong cùng Hoàng Tĩnh Ngọc, không chút do dự nhìn thẳng Hoàng Tĩnh Ngọc nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn Đoan Mộc Hồng Chí. Thân thể linh lung, lồi lõm lập tức nhảy lên quảng trường, nhìn Đoan Mộc Hồng Chí rồi nói. Ta cũng rất muốn biết sốt cuộc ngươi mạnh tới mức nào. Ngươi cứ thử qua thì sẽ biết. Đoan Mộc Hồng Chí lạnh nhạt nói. Ngươi ra tay trước đi. Vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Sắc mặt Hoàng Tĩnh Ngọc khẽ đổi, quanh thân lập tức có chân khí màu đỏ tuôn ra. Một thanh trường kiếm màu đỏ cũng xuất hiện trong tay. Kiếm khí mạnh mẽ, tuy rằng không phải vũ linh khí. Thế nhưng tuyệt đối cũng là vật bất phàm. Mấy ngày hôm trước ta cũng vừa mới học một bộ kiếm quyết, tiện đây ta sẽ thử nghiệm một chút. Thủ ấn trong tay Đoan Mộc Hồng Chí được kết, một thanh trường kiếm màu trắng bạc dài nửa thước xuất hiện trong tay hắn. Trên thân kiếm, quang mang màu trắng lập lòe, một rãnh khảm dọc theo mũi kiếm, hàn mang bắn ra bốn phía. Cây kiếm này rõ ràng cũng không phải là phàm vật. Siêu! Trường kiếm Hoàng Tĩnh Ngọc tạo thành một đường vòng cung. Kiếm quang bắn ra bốn phía, cắt vỡ không khí đánh về phía Đoan Mộc Hồng Chí. Đến tốt! Đoan Mộc Hồng Chí mỉm cười, thủ ấn trong tay được kết, trường kiếm trong tay nhanh chóng xoay tròn hóa thành mấy đạo kiếm ảnh mang theo đường cong khiến cho người ta hoa mắt, giống như linh xà, cực kỳ linh hoạt cùng nham hiểm, lập tức ngăn cản kiếm ảnh của Hoàng Tĩnh Ngọc. Phanh phanh! Hai đạo kiếm ảnh va chạm trên không khiến cho người khác hoa mắt.
tia lửa nhàn nhạt bắn tứ phía, thân ảnh hai người tách ra, lần nữa lại giao thủ cùng một chỗ. Trưởng môn, người thấy trận này ai sẽ thắng? Lộc Sơn lão nhân nhìn xuống phía dưới rồi hỏi Lục Lâm Thiên. Hai người đều là người nổi bật trong đám người trẻ tuổi, khó có thể nói trước được ai thắng ai thua. Thế nhưng từ tình huống trước mắt có lẽ chư vị cũng đoán được. Lục Lâm Thiên mỉm cười, chung quanh hắn lúc này đều là cường giả. Từ tình huống hiện tại, ai thắng ai thua, trong lòng mọi người đều biết rõ. Trưởng môn, trên người Hoàng Tĩnh Ngọc này sợ rằng cũng có con bài chưa lật không kém. Thanh Hỏa lão quỷ nói với Lục Lâm Thiên, hắn biết rõ trong tay sư muội của hắn có một kiện vũ linh khí huyền cấp. Chẳng lẽ chư vị cho rằng Đoan Mộc Hồng Chí không nắm chắc sao? Không biết bài trước sao? Thế nhưng có lẽ hai người sẽ không vận dụng con bài chưa lật. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với mọi người. Quên nói cùng chư vị, hai vị tiền bối thiên địa nhị tôn đã trở thành thái thượng cung phụng của phi linh môn ta. Đoan Mộc Hồng Chí hiện tại cũng là đệ tử của hai người bọn họ. Cái gì? Mọi người nghe vậy tức thì kinh ngạc và mừng rỡ. Thiên địa nhị tôn gia nhập phi linh môn, có hai vị cường giả như vậy gia nhập, thực lực phi linh môn lần nữa tăng mạnh. Mà Đoan Mộc Hồng Chí không ngờ lại bái thiên địa nhị tôn khủng bố này làm sư phụ, tiền đồ không cần phải nghĩ a. Chư vị cứ chờ xem, ta đi trước. Lục Lâm Thiên mỉm cười, thắng bại phía dưới đã rõ. Thực lực 10 người đều vô cùng rõ ràng, cho nên ở lại xem hay đi cũng đã không còn quan trọng. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh Lục Lâm Thiên trực tiếp biến mất tại chỗ. Thực lực của trưởng môn dường như lại lần nữa tiến bộ không ít. Không ít cường giả chung quanh sợ hãi thán phục. Thi đấu dưới quảng trường vẫn được tiếp tục, dường như giống dự liệu của chúng cường giả. Hai người Đoan Mộc Hồng Chí và Hoàng Tĩnh Ngọc sau khi giao thủ trên trăm chiêu, sau đó lập tức thi triển tuyệt chiêu của bản thân. Cuối cùng người thua là Hoàng Tĩnh Ngọc. Đoan Mộc Hồng Chí lập tức khiêu chiến Dương Linh Hạo. Dương Linh Hạo cũng che giấu không ít thực lực khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ tiểu tử này tu luyện thành công linh kỹ hoàng cấp trung giai, công kích linh hồn cực kỳ cường hãn. Thế nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay Đoan Mộc Hồng Chí. Người thứ ba Đoan Mộc Hồng Chí khiêu chiến chính là Niếp Phong. Hai người mạnh mẽ giao thủ trên trăm chiêu khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Cảnh tượng hai người giao thủ, sự phối hợp vũ kỹ tinh diệu, kinh nghiệm giao thủ lão luyện khiến cho không ít cường giả cũng phải sợ hãi thán phục. Hai người này giao thủ dường như quên đang thi đấu, ngược lại giống như luận bàn, thế nhưng tới lúc cuối cùng người chiến thắng là Đoan Mộc Hồng Chí. Trịnh Thánh Kiệt đã bị trọng thương, Đoan Mộc Hồng Chí không có đối thủ. Năm người khác cũng đã có thương thế. Đoan Mộc Hồng Chí liên tiếp khiêu chiến, cuối cùng một mạch chiến thắng 9 người, vô cùng rung động trở thành đại sư huynh phi linh môn. Mà Hoàng Tĩnh Ngọc thì đánh bại Dương Linh Hạo cùng Trịnh Thánh Kiệt, trở thành nhị sư tỷ. Dương Linh Hạo kia sau khi chiến một trận cùng Niếp Phong giống như khó phân thắng bại, thế nhưng lúc cuối cùng mọi người mới phát hiện ra Dương Linh Hạo đã rơi vào cạm bẫy của Niếp Phong, cuối cùng bị Niếp Phong thừa cơ đánh bại. Cho nên Niếp Phong đương nhiên trở thành tam sư huynh. Thi đấu sau đó đã không còn bao nhiêu sức hấp dẫn, Dương Linh Hạo xếp thứ tư, Trịnh Thánh Kiệt dưới tình huống bị thương, vô cùng đơn giản thua trong tay Dương Linh Hạo, cuối cùng chỉ có thể xếp thứ năm. Hai ngày sau đó, màn đêm bao phủ trời xanh, dưới ánh trăng, trên một ngọn núi trong phi linh môn có mấy đạo thân ảnh lăng không bay tới. Người đi đầu chính là Nam Thúc, bên cạnh chính là Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Thánh Thủ Linh Tôn. Còn có Lục Lâm Thiên và Thiên Địa Nhị Tôn. Thập Phương Tụ Linh Trận, đi. Nam Thúc Lăng không đứng thẳng, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn, 10 đạo lưu quang lóe lên trong tay. Lưu quang tạo thành một đường vòng vung huyền ảo, đan xen vào nhau tạo thành một vòng tròn cực lớn, giống như sao băng rơi xuống phía dưới. Lưu quang giống như hình tròn này rơi xuống, thủ ấn trong tay Nam Thúc lần nữa được kết, ngọn núi dưới chân ầm ầm lay động. Trong giây lát trên đỉnh núi xuất hiện một cái động sâu, ngọn núi giống như bị phá vỡ. Một tảng đá lớn từ trong động sâu bắn ra, khí thế bàng bạc khiến cho không gian chung quanh chấn động, tạo thành khe nứt trong không gian. Siêu! Tảng đá lớn này xuất hiện, trong nháy mắt trong tay Nam Thúc xuất hiện một khối tinh thạch lớn bằng bàn tay trẻ con, tỏa sáng lập lòe, cả vật thể màu trắng, giống như kim cương. Vật này xuất hiện, linh khí trong cả không gian tụ tập. Năng lượng bàng bạc khiến cho sắc mặt mấy người chung quanh lập tức biến hóa. Chung quanh tinh thạch, gợn sóng trong không gian trực tiếp lắc lư giống như sắp bị đánh nát. Siêu! Năng lượng thiên địa trong không trung giống như bị dẫn dắt lập tức hội tụ tới.
nhao nhao quay chung quanh tinh thạch, cơ hồ hình thành một vòng xoáy này càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Năng lượng thật là khủng khiếp. Sát phá quân, Lục Lâm Thiên ở dưới cỗ năng lượng khủng bố này trái tim không khỏi nhảy lên. Nhìn tinh thạch kia, khuôn mặt Lục Lâm Thiên không khỏi vui mừng, đây chính là địa tâm linh ngọc mà bốn vị sư thúc của hắn tìm được trong đường hầm không gian. Khối địa tâm linh ngọc này so với khối hắn lấy trong Vân Dương Tông còn lớn hơn rất nhiều. Vốn hắn đã sớm muốn bố trí một vài biện pháp tụ tập linh khí vào trong phi linh môn. Thế nhưng hai năm qua Khổng Tước Tôn Giả cũng không có mặt trong phi linh môn. Lục Lâm Thiên lại bị hôn mê cho nên cũng không có chuẩn bị. Cho nên tới lúc này, Lục Lâm Thiên mới mời Nam Thúc ra tay bố trí đại trận. Siêu! Nam Thúc đặt địa tâm linh ngọc trong tay vào trên một lỗ thủng ở tảng đá. Từng đạo thủ ấn huyền ảo được kết, lập tức đánh vào trên địa tâm linh ngọc. Trên tảng đá lập tức có từng đường vòng cung huyền ảo bao phủ, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trong không gian có một đạo quang trụ vô hình phóng lên trời. Tiếng nổ vang vọng, phía trên không trung giống như có một tấm lụa mỏng trực tiếp phủ xuống. Năng lượng thiên địa trong không gian chung quanh lập tức hội tụ tới, cơ hồ hình thành vòng xoáy quanh quẩn trên ngọn núi này. Đi! Nam Thúc khẽ quát, ống tay áo run lên, một cỗ năng lượng vô hình áp xuống. Tảng đá cùng với địa tâm linh ngọc lập tức ẩn vào trong cái động sâu, ngọn núi lần nữa lại được sáp nhập, tất cả lại khôi phục như cũ. Xảy ra chuyện gì? Tất cả cường giả phi linh môn đã sớm nhận được tin tức này cho nên cũng không có ai bị kinh động. Thế nhưng tiếng nổ vang ầm ầm, đất rung núi chuyển này khiến cho tất cả đệ tử phi linh môn đều bị kinh động, cả đám chạy tới. Thế nhưng tất cả đệ tử này chạy ra cũng không nhìn thấy cái gì, bởi vì không trung đã khôi phục bình thường. Thập phương tụ linh trận đã thành, linh khí trong phi linh môn sẽ từ từ được hội tụ. So với những nơi khác còn mạnh hơn không ít. Một lát sau, trong một căn phòng nhỏ ở một đình viện, Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Địa tâm linh ngọc này cũng không nhỏ, cho nên hiệu quả cũng mạnh hơn rất nhiều. Vất vả cho Nam Thúc rồi. Lục Lâm Thiên nói, có Nam Thúc tự mình bày trận, hiệu quả sợ rằng cũng mạnh hơn nhiều. Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Lần này ngươi thông chi cho đám người Nhật Sát Các, Vân Dương Tông tới đây, có tính toán gì không? Đám Sơn Môn Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông dường như đã không nhịn được nữa, không thể không đề phòng. Lục Lâm Thiên nói, ba Sơn Môn này chịu thiệt lớn, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng vì trước mắt còn có uy hiếp cho nên bọn hắn cũng không có biện pháp ra tay đối phó ngươi. Lại thêm lần nữa đã bị tổn thương tới gân cốt. Cho nên tạm thời không thể nhúc nhích. Tăng thêm quan hệ của ngươi cùng với đám người Nhật Sát Các, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, trong thời gian ngắn đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, còn chưa đủ để uy hiếp được Phi Linh Môn. Thế nhưng bọn chúng lại liên thủ với những Sơn Môn khác thì khó mà nói được. Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Con cũng có ý định đề phòng, sau khi tất cả các Sơn Môn lớn, con định tiến về Tổ Yêu Lâm hoặc là Linh Hoàng Nhai một chút. Là vì chuyện của tiểu gia hỏa kia. Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên, sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Chuyện của tiểu long hắn phải đi cùng. Nam Thúc nheo mắt, nói. Thân thế của tiểu gia hỏa kia liên quan quá lớn, không phải là chuyện mà ngươi có khả năng quản được. Đây chính là chuyện nhà của Thanh Long Hoàng tộc cùng Huyền Vũ Hoàng tộc. Trên đại lục này không ai có thể quản được, ngay cả lục đại nhân hoàng tộc cũng không dám đơn giản trêu vào tứ đại thú hoàng tộc, người còn xa chưa đủ. Chuyện của tiểu long con phải quản, cho dù là không quản được thì có thể đi cùng tiểu long gặp cha mẹ nó là được rồi. Tứ đại hoàng tộc cường hãn ra sao Lục Lâm Thiên đã tiếp xúc qua, đương nhiên biết rõ bọn họ mạnh thế nào. Thế nhưng tâm tình của tiểu long, Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ. Hắn thân là lão đại, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Thiên, ý con đã quyết, có lẽ ai cũng không có cách nào thay đổi. Con đã có ý vậy vi sư cũng không tiện nói nhiều. Thế nhưng nếu con muốn đi thì nên đi tới Tổ Yêu Lâm trước một chuyến. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Đi Tổ Yêu Lâm trước sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua sư phụ, không hiểu ý tứ trong lời nói của sư phụ. Tổ Yêu Lâm là địa bàn của Huyền Vũ Hoàng tộc cùng với Bạch Hổ Hoàng tộc. Lần trước người của Huyền Vũ Hoàng tộc tới đây dường như không có ác ý với tiểu gia hỏa kia. Nguy hiểm có lẽ sẽ nhỏ hơn một chút. Thánh Thủ Linh Tôn nói.
đi tổ yêu lâm trước cũng tốt. Trên người tiểu gia hỏa kia có huyền vũ thần sắc cửu giai, vào thời điểm mấu chốt, lão nhân trong huyền vũ hoàng tộc cũng phải nể tình một chút. Ít nhất có thể giữ lại tính mạng cho tiểu gia hỏa kia. Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Đệ tử ghi nhớ. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, tiểu long ở đại điện trong vụ tinh hải đạt được huyền vũ thần sắc cửu giai, yêu thú cửu giai tương đương với tồn tại vũ đế của nhân loại. Loại thực lực này ở trong huyền vũ hoàng tộc cũng là tồn tại cao thượng. Lâm Thiên, trên người con có tử lôi huyền đỉnh, phải chú ý một chút. Huyền Thiên yêu tôn năm đó trêu vào người của huyền vũ hoàng tộc. Thánh thủ linh tôn nói. Mí mắt Lục Lâm Thiên giật giật, trong tay lập tức xuất hiện một mảnh giấy, khí tức cổ xưa lan tràn ra, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Hắn nhìn sư phụ thánh thủ linh tôn rồi nói. Sư phụ, đây là thứ đệ tử lấy được. Thế nhưng mãi không biết là thứ gì. Sư phụ đã từng nhìn thấy thứ này bao giờ chưa? Thánh thủ linh tôn tiếp nhận mảnh giấy trong tay Lục Lâm Thiên, nhìn mảnh giấy ố vàng, bên trên có không ít bí văn, sắc mặt thánh thủ linh tôn lập tức biến đổi, hỏi. Con đoạt được thứ này ở chỗ nào? Trong tử lôi huyền đỉnh, hẳn là do huyền thiên yêu tôn lưu lại. Lục Lâm Thiên trả lời, bên trong tử lôi huyền đỉnh ngoài một chiếc nhẫn chữ vật, một bản vô tự thiên thư ra còn có mảnh giấy ố vàng này. Sau khi chìm đắm trong trạng thái huyền ảo của vô tự thiên thư hắn mới phát hiện ra bản đồ này. Bên trong nhẫn chữ vật to lớn cũng chỉ có vô tự thiên thư và mảnh giấy này. Thứ này có thể cất giấu cùng một chỗ với vô tự thiên thư, Lục Lâm Thiên phán đoán, sợ rằng cũng không phải là vật bình thường. Nam Thúc nhìn địa đồ, sắc mặt có chút biến hóa. Thứ này còn cất giữ cất thật, nó là đồ tốt. Thánh thủ linh tôn nhìn qua địa đồ, lập tức trả cho Lục Lâm Thiên. Dường như hắn biết rõ một chút lai lịch của địa đồ này. Sư phụ, đây là vật gì? Lục Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi. Đây là địa đồ của một bí cảnh thượng cổ, thế nhưng chỉ có một phần tư mà thôi. Chỉ là giá trị của nó cực cao a. Thánh thủ linh tôn do dự một lát rồi nói với Lục Lâm Thiên. Bí cảnh thượng cổ. Mí mắt Lục Lâm Thiên giật giật, đang muốn hỏi tiếp, thánh thủ linh tôn lại ngắt lời hắn rồi hỏi. Lúc trước Linh Ngọc Sàng cùng với tử lôi huyền đỉnh đều là thứ được phát hiện ra trong bí cảnh thượng cổ kia. Bí cảnh kia vô biên, vô hạn, người ở bên trong nếu như không có địa đồ, đồn rằng cho dù là đế giả cũng sẽ bị nhốt cho tới chết ở bên trong. Sư phụ, bí cảnh thượng cổ này ở nơi nào? Lục Lâm Thiên lập tức có chút hứng thú. Tử lôi huyền đỉnh cùng Linh Ngọc Sàng, hai kiện thần khí này đều đoạt được ở bên trong bí cảnh thượng cổ này, bí cảnh thượng cổ này sợ rằng không đơn giản. Bí cảnh thượng cổ này có người trấn thủ, cho dù ngươi có biết cũng vô dụng. Ánh mắt Nam Thúc nhảy lên, nhìn thánh thủ linh tôn rồi nói. Đoan Mộc huynh, ý của huynh chính là bí cảnh kia đúng không? Đúng vậy, bên trên đại lục này cũng chỉ có bí cảnh kia là khó lường nhất. Thánh thủ linh tôn nói. Không ngờ trong tay huyền thiên yêu tôn lại có một phần địa đồ này. Nam Thúc chậm rãi nói. Sư phụ, Nam Thúc. Rốt cuộc bí cảnh này ở nơi nào? Hai người đừng thừa nước đục thả câu như vậy chứ. Lục Lâm Thiên hỏi hai người, ánh mắt có chút khinh bỉ, hai người này có một chút chuyện cũng không nói cho hắn biết. Nói cho ngươi biết ngươi cũng không làm được gì. Bí cảnh thượng cổ này gọi là hư không bí cảnh, chính là địa phương mà lục đại nhân hoàng tộc cùng với tứ đại thú hoàng tộc thay nhau trấn thủ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi vào sao? Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Địa phương lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc thay nhau trấn thủ. Châu bò như vậy sao? Lục Lâm Thiên giật mình. Hư không bí cảnh này cứ cách một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần, chỉ có khi đó mới có thể đi vào. Đương nhiên người đi vào đó tu vi tối thiểu cũng phải là tôn cấp nhất trọng. Vương cấp đi vào chỉ là chịu chết mà thôi. Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Bí cảnh này vô biên, vô hạn, còn chưa có ai có thể đi tới tận cùng. Quan trọng nhất chính là, trong đó khắp nơi đều là hư không, người tiến vào trong đó giống như tiến vào một mê cung cực lớn, không có địa đồ, căn bản không dám tiến vào. Mà địa đồ này tổng cộng có 13 phần, lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc đều có một phần. Ba phần còn lại đều không rõ nơi hạ lạc. Nghe vậy ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, sợ rằng bên trong bí cảnh thượng cổ này tuyệt đối có bảo vật, không ngờ lại cần lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc thay phiên trấn thủ. Nam Thúc, bí cảnh thượng cổ này rốt cuộc có lai lịch gì? Lục Lâm Thiên hỏi, Nam Thúc biết rõ ràng như vậy, có lẽ cũng hiểu một chút về bí cảnh thượng cổ này.
Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Xem ra nếu như không giải thích rõ cho ngươi, ngươi cũng không an tâm. Cũng được, hôm nay ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Thanh âm vừa dứt, Nam Thúc ngừng một lát rồi nói. Lai lịch của bí cảnh thượng cổ này, có lẽ hiện tại cũng không có mấy người có thể biết được. Chỉ là từ trước tới nay có lời đồn, hư không bí cảnh này chính là thứ do một trận đại chiến từ thời thượng cổ lưu lại. Trận đại chiến kia cơ hồ tất cả cường giả trong đại lục đều tham dự. Trong đó cường giả của lục đại nhân hoàng tộc cùng với tứ đại thú hoàng tộc cũng phải liên thủ. Hư không bí cảnh kia cũng chính là địa phương đại chiến khi đó. Trận đại chiến đó cơ hồ tất cả cường giả của lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc đều vẫn lạc ở bên trong. Rốt cuộc là cường địch dạng nào, không ngờ lại khiến cho toàn bộ cường giả trong đại lục còn có cường giả của tứ đại thú hoàng tộc và lục đại nhân hoàng tộc liên thủ. Lục Lâm Thiên khiếp sợ, thực lực của địch nhân rốt cuộc khủng bố tới trình trạng gì? Chuyện này ta cũng không được biết, chuyện thời thượng cổ còn có ai biết rõ. Bất quá khi trước toàn bộ cường giả của đại lục còn có cường giả của lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc đều vẫn lạc trong đó là đúng. Nhiều cường giả vẫn lạc như vậy, bảo vật lưu lại cũng kinh người. Cho nên những năm gần đây có không ít người muốn đi vào tầm bảo. Cũng có không ít người tìm thấy bảo vật thật, Huyền Thiên Yêu Tôn cùng sư phụ ngươi chính là ví dụ. Nhưng mà người vì bảo vật mà vẫn lạc trong đó cũng nhiều vô số. Thậm chí cường giả bị nhốt trong đó cũng có. Ví dụ như sư phụ của sát phá quân, lão hữu Hàn Băng tôn giả của ta. Nam Thúc nói. Nam Thúc, người nói sư phụ phá quân sư huynh, Hàn Băng tôn giả cũng bị nhốt ở bên trong bí cảnh thượng cổ kia sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức nhớ tới việc Nam Thúc đã từng đi vào bên trong bí cảnh thượng cổ đó. 100 năm trước, ta cùng Hàn Băng tôn giả vụng đi vào. Khi đó hư không bí cảnh còn chưa mở ra. Nhưng vì ta có một chút thủ đoạn đặc thù cho nên mới có thể đi vào. Cuối cùng gặp phải nguy hiểm cho nên ta phải chạy trốn. Hàn Băng tôn giả vì giúp ta mà bị cuốn vào trong đó, hiện tại sống chết không rõ. Cũng chỉ có thể chờ đợi lần mở ra tiếp theo của hư không bí cảnh này ta mới có thể đi vào tìm kiếm tung tích của hắn. Nam Thúc nói. Lão quái, lúc trước nếu như các ngươi chờ chúng ta trở về thì có lẽ sẽ khác, cũng giảm bớt nguy hiểm đi một chút. Thiên Tôn nói. Cũng không biết tên Hàn Băng kia hiện tại thế nào. Tính toán thời gian thì cũng sắp tới lần mở ra tiếp theo của hư không bí cảnh rồi. Đến lúc đó chúng ta đi vào, hy vọng Hàn Băng còn có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Nam Thúc thở dài. Lục đại nhân hoàng tộc cùng tứ đại thú hoàng tộc thay phiên nhau trấn thủ, chẳng lẽ tất cả mọi người tiến lên còn không được sao? Lục Lâm Thiên nói. Lúc trước vì đối phó với địch nhân, toàn bộ cường giả trong đại lục đều tham dự. Hơn nữa khi đó phân ra 13 phần địa đồ, 3 khối lưu lạc bên ngoài. Mấy đại tộc bên ngoài đều muốn đạt được 3 phần còn lại. Nghe nói sau khi ghép thành địa đồ nguyên vẹn thì có thể tìm được một ít bí mật trọng đại. Những bí mật này nghe nói có quan hệ với việc phá toái hư không, cho nên lục đại nhân hoàng tộc cùng với tứ đại thú hoàng tộc đều không buông tha. Nam Thúc nói. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Chuyện này nói đi nói lại vẫn có quan hệ với việc phá toái hư không, có liên quan tới vô tự thiên thư hay không Lục Lâm Thiên cũng không biết. Hắn suy nghĩ, bên trong hư không bí cảnh này, rốt cuộc lúc trước toàn bộ cường giả trong đại lục cùng với tứ đại thú hoàng tộc, lục đại nhân hoàng tộc liên thủ đối phó với ai, là một người hay nhiều người. Trong đó đã xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên có thể mơ hồ cảm giác được, có lẽ tất cả cường giả đều đang tìm kiếm bí mật phá toái hư không. Phá toái hư không, điều này lại đại biểu cho thứ gì, liệu có phải bên trong hư không bí cảnh này có đáp án về nó hay không? Còn có 9 bản vô tự thiên thư nữa. Hiện tại hắn đã có 3 bản vô tự thiên thư, mỗi một bản vô tự thiên thư tuyệt đối là trọng bảo, có thể làm cho tu vi của hắn xảy ra không ít biến hóa. Không biết hắn có thể tìm ra một chút đáp án ở bên trong hư không bí cảnh hay không? Lục Lâm Thiên suy nghĩ tất cả chuyện này, dường như tu vi của hắn còn chưa đủ. Muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện này, đầu tiên thực lực của hắn phải đạt tới cấp độ nhất định mới được. Hư không bí cảnh này ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều về nó, việc quan trọng nhất hiện tại chính là tăng trưởng thực lực. Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu, nhìn qua Thánh Thủ Linh Tôn rồi nói. Sư phụ, kế tiếp con sẽ đi tới Tổ Yêu Lâm, con cũng giúp sư phụ tìm kiếm tin tức của nghịch mệnh hồn quả. Nghịch mệnh hồn quả này rất khó tìm kiếm bên ngoài. Nếu có thể thăm dò được một ít tin tức cũng là chuyện tốt.
có lẽ chỉ có bên trong hư không bí cảnh kia mới có loại thiên tài địa bảo như vậy. Thánh thủ Linh Tôn nói, đệ tử đã sớm phát ra tin tức cho thiên địa các, hy vọng bọn họ có thể sớm biết rõ nơi hạ lạc của nghịch mệnh hồn quả. Lục Lâm Thiên nói, hắn đã sớm thông báo cho ám đường chuyển tin tức cho thiên địa các, tin tức của thiên địa các vô cùng linh thông, có lẽ thời gian tìm kiếm so với hắn còn nhanh hơn nhiều. Tin tức thiên địa các linh thông, hy vọng tìm thấy cũng lớn hơn nhiều. Trong quần sơn, dãy núi liên miên uốn lượn, lúc này đã tới cuối xuân, đầu hạ, cây cối trong sơn mạch xanh ngắt, bạt ngàn, xen lẫn bên trong là không ít loài hoa dại không biết tên. Nhược Lan sư tỷ, sao sớm như vậy mà tỷ đã ở đây rồi? Một thiếu nữ mười mấy tuổi, thân đeo một thanh trường kiếm, chân khí tràn ra, qua mấy lần lắc mình, mũi chân điểm nhẹ lên trên mấy tảng đá, nhẹ nhàng đáp xuống một sườn đá. Nàng đáp xuống không tạo nên một chút cho bụi nào, tuổi như vậy mà đó có tu vi như thế quả thực không kém. Sư muội, tu vi của muội lại tiến bộ không ít, chúc mừng. Lúc này trước mỏm đá, một nữ tử mặc bộ váy tím quay đầu, dung nhan tuy rằng không được tính là cực kỳ tuyệt mỹ, thế nhưng cũng tuyệt đối bất phàm. Mái tóc như mây, ngũ quan tinh xảo, giống như điêu khắc. Mắt ngọc mày ngài, bộ y phục máu tím trên người bao phủ đường cong mềm mại, thước tha. Nhìn vào lại thêm vài phần thanh nhã, mà hai hàng lông mày, mơ hồ mang theo khí tức lạnh lùng, đúng là Nguyên Nhược Lan. Nhưng so với sư tỷ, muội còn kém xa. Thiếu nữ này mỉm cười, làn da trắng nõn như ngọc, dường như có chút óng ánh. Thân thể được bộ váy màu xanh lá bao phủ, dáng người mềm mại, tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân. Muội cũng không kém, trải qua một đoạn thời gian nữa, dùng thực lực của muội, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, muội muốn đoạt quán quân cũng không phải là việc khó. Nguyên Nhược Lan nói, những đệ tử của các sơn môn khác cũng không yếu, một điểm nắm chắc muội cũng không có, cho dù có thể đoạt được quán quân cũng kém sư tỷ lúc đạt được vị trí thứ 7 trong thập đại cường giả trẻ tuổi ở thành Cự Giang. Vẻ mặt thiếu nữ có chút hâm mộ nói, thập đại cường giả trẻ tuổi. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan khẽ đổi, dường như đã nghe nói qua những từ này, thế nhưng nàng không thể nào nhớ tới. Sư tỷ cứ coi như muội chưa từng nói gì. Thiếu nữ nói xong mới biết mình đã lỡ lời. Sư phụ đã hạ lệnh, có một ít chuyện không thể nhắc tới với sư tỷ, đặc biệt là chuyện tại thành Cự Giang cùng với đại hội Tam Tông Tứ Môn khi trước. Về phần nguyên nhân cụ thể, không có ai biết được, và các nàng cũng không dám cãi lời sư phụ. Hạ Liên, trong khoảng thời gian này ta cảm thấy có rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Trong đầu trống rỗng, muội có thể kể một ít chuyện khi trước cho ta nghe được không? Chẳng lẽ ngay cả muội cũng muốn gạt ta sao? Nguyên Nhược Lan dùng ánh mắt chờ mong nhìn thiếu nữ trước mặt. Sư tỷ, sư phụ bảo chúng ta không được nói, nếu không sẽ bị người xử phạt. Thiếu nữ có chút sợ hãi, sư phụ nàng đã từng nghiêm cấm nói ra những chuyện này. Muội không nói, ta không nói, sư phụ sẽ không biết. Chẳng lẽ muội nhẫn tâm nhìn thấy sư tỷ muội không nhớ nổi những chuyện trước kia sao? Nguyên Nhược Lan nhìn sư muội của mình rồi nói, càng không cho nàng biết rõ chuyện trước kia, nàng càng hiếu kỳ. Sư tỷ, vậy tỷ không được nói cho sư phụ biết, bằng không muội sẽ bị trục xuất sư môn. Tỷ muốn biết chuyện gì? Thiếu nữ này nói nhỏ, tình cảm của nàng và vị sư tỷ này sâu đậm nhất, cho nên nàng cũng không muốn giấu sư tỷ. Sau khi do dự một lát, nàng quyết định nói cho sư tỷ, ít nhất nàng cảm thấy những chuyện này có nói ra cũng không có chuyện gì. Ta muốn biết chuyện trước kia. Nguyên Nhược Lan mừng rỡ nói. Sư tỷ, chuyện trước kia kỳ thực muội cũng không biết rõ cho lắm. Nghe nói sư tỷ trước kia chính là người trẻ tuổi mạnh nhất trong thiên kiếm môn, cũng từng tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn, xếp thứ 3. Người gọi là Hạ Liên này nói. Vậy thứ nhất cùng thứ hai là ai? Nguyên Nhược Lan hỏi. Nghe nói thứ nhất chính là Lục Lâm Thiên, thứ nhì là Lăng Thanh Tuyền. Hạ Liên nói. Lục Lâm Thiên. Nguyên Nhược Lan lẩm bẩm nói, danh tự này khiến cho nàng có cảm giác dường như đã từng quen biết, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hạ Liên hỏi. Lục Lâm Thiên này là người phương nào? Lục Lâm Thiên này chính là Linh Vũ Chiến Tôn, lúc trước là đệ tử Vân Dương Tông, nghe nói sau đó rời Vân Dương Tông, thành lập Phi Linh Môn trong cổ vực. Trên thành Cự Giang, sư tỷ cũng bại trong tay hắn, trong xếp hạng thập đại cường giả hắn xếp thứ nhất. Sư tỷ xếp thứ 7. Hạ Liên nói. Nói tới Lục Lâm Thiên, mắt nàng sáng lên, trong thiên kiếm môn cũng không có mấy thiếu nữ không biết tới Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên.
Lục Lâm Thiên. Nguyên Nhược Lan thì thào nói. Hạ Liên sư muội, muội có biết Lục Lâm Thiên này không? Trong mắt Hạ Liên hiện lên sự thất vọng nói. Nếu như muội biết hắn thì tốt quá, ngay cả cái bóng của hắn muội cũng chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng sư tỷ đã từng giao thủ qua với hắn, hẳn cũng có chút quen biết. Thật sao? Nguyên Nhược Lan thoáng trầm tư, danh tự này khiến cho nàng ngày càng có cảm giác quen thuộc. Được rồi, nghe nói. Nói tới Lục Lâm Thiên, thiếu nữ gọi là Hạ Liên này dường như lập tức hưng phấn, liền luyến thoáng nói, trong mắt hiện lên sự sùng bái. Lại một ngày nữa bắt đầu tới, ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt đất. Ngoài Phi Linh Môn, lúc này có vô số tiếng xé gió vang lên. Thân ảnh Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư chính là đám người La Lan Thị, Lục Kinh Vân, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tiểu Bạch từ thành Giao Hải đi về. Có đám người La Lan Thị cùng Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Vân Hồng Lăng đi cầu hôn cho Lục Tiểu Bạch, chuyện này khiến cho cả Lưu Gia cùng với thành Giao Hải khiếp sợ. Lưu Gia coi như không còn lời nào để nói. Cho dù chỉ có một mình Lục Tiểu Bạch tới để thân thì cũng được rồi, huống chi đám người La Lan Thị tự mình đi tới. Thân phận của mọi người Lưu Gia vô cùng rõ ràng. Mẫu thân của Lục Trưởng Môn, còn có đại tiểu thư của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông. Lục Tâm Đồng và Dương Quá đều có thân phận cực cao trong Phi Linh Môn. Đám người Lưu Gia lập tức có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Có nhiều người của Phi Linh Môn tới để thân như vậy. Trong thành Giao Hải lúc này đều hâm mộ Lưu Gia không thôi. Lưu Gia trèo lên cây đại thụ như Phi Linh Môn, theo gió lên cao, thương hội của gia tộc sớm muộn cũng phát triển vượt bậc. Lưu Gia không có bất kỳ một chút ý kiến nào. Chuyện hôn sự của Lưu Uyển cùng Lục Tiểu Bạch đã là nước chảy thành sông, sau khi mọi người định ngày, lập tức gấp rút trở về. Hai ngày sau đó Phi Linh Môn náo nhiệt hẳn lên, Khổng Tước Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả của Thánh Linh Giáo cùng với Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên cùng với Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành đi tới Phi Linh Môn. Mặt khác còn có các trưởng lão mang theo 20 đệ tử trẻ tuổi trong giáo đi tới Phi Linh Môn. Chờ tham gia thi đấu chọn lựa người tiến vào không gian địa tâm linh mạch. Lần này hai người Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành tới đây đều đã đột phá tôn cấp lục trọng. Từ trong miệng hai người Lục Lâm Thiên cũng biết được. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng cũng đã đột phá tới Linh Tôn Lục Trọng. Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải cũng tới Vũ Tôn Tứ Trọng. Trong giáo sau khi lấy được tài nguyên tu luyện, không ít cường giả dừng lại ở bình cảnh cũng bắt đầu đột phá. Trong đình viện phía Hậu Sơn, Lục Lâm Thiên tự mình đi bái kiến hai vị sư thúc. Từ trong miệng hai vị sư thúc hắn mới biết được chuyện bốn người hai năm trước bị hai vị cường giả thần bí vận dụng nguyên lực đế giả ngăn cản. Lai lịch của hai vị cường giả thần bí kia đám người Khổng Tước Tôn Giả cũng không có cách nào biết được. Bốn người liên thủ, thi triển toàn lực mới có thể chống lại được hai người kia. Mà hai người kia cũng chỉ muốn ngăn cản bốn người mà thôi. Sau đó lập tức rời đi, về sau cũng không có xuất hiện lần nào nữa. Động tĩnh trong Đông Hải, từ trong miệng đám người Thánh Linh Thiên Tôn Lục Lâm Thiên cũng biết được đại khái. Bề mặt thì Đông Hải nhìn như yên bình. Địa bàn Địa Viêm đảo hiện tại cũng đã bị tất cả các sơn môn lớn chia cắt hoàn tất. Thánh Linh Giáo cũng không có chịu thiệt, đạt được không ít địa bàn. Ngày hôm sau, Thiên Ưng công tử của Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Vương của Tiêu Giao Bang, Âm Dương Vương của Thánh Linh Cốc mang theo một ít trưởng lão cùng 10 đệ tử tới Phi Linh Môn. Người tới là khách, Lục Lâm Thiên cũng tự mình nghênh đón. Người đi theo hắn còn có Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến. Tu vi của Tiêu Giao Vương cùng Thiên Ưng công tử đều có tinh tiến, nhìn qua Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Nữ tử tuyệt mỹ như vậy hết lần này tới lần khác lại giả trang như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy không có cách nào tiếp nhận được. Mọi người gặp mặt không tránh khỏi việc hàn huyên đôi chút. Nhìn mọi người mang đệ tử tới, ai cũng không phải là kẻ yếu khiến cho Lục Lâm Thiên cũng có chút hơi bất ngờ. Xế chiều hôm đó, đám người Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các, hai đại sơn môn này đồng thời tiến đến. Khi Lục Lâm Thiên cảm nhận được mấy cỗ khí tức của hai cỗ thế lực này lập tức dẫn đám đông cường giả Phi Linh Môn tiến lên tiếp đón. Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tôn, Hắc Linh Vương Ô Trấn Vũ từ trên lưng yêu thú phi hành đáp xuống rồi ôm quyền hành lễ. Đối với Lục Lâm Thiên hiện tại không còn ai dám xem thường. Chúc mừng hai vị đột phá tôn cấp. Lục Lâm Thiên nhìn qua Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tôn, Hắc Linh Vương Ô Trấn Vũ, lập tức chúc mừng. Từ khí tức trên người hai người, Lục Lâm Thiên có thể nhận ra hai người đều đã đột phá tôn cấp.
Chúc mừng cái gì, người đã sớm là tôn cấp, Linh Vũ Chiến Tôn, hiện tại danh chấn thiên hạ a. Kim Sí Vương cười nói. Bái kiến Lục trưởng môn. Các trưởng lão trong Kiền Hiên đảo, Tinh Ngục Các thi lễ, Lục Lâm Thiên cũng không thất lễ mà vội ôm quyền hoàn lễ. Kim Sí Vương, Hắc Linh Vương, các ngươi đến rất nhanh a. Không đợi ta cùng tới. Trên không trung lúc này có mấy đạo thú ảnh phóng tới. Mấy đầu yêu thú phi hành hiện lên, dẫn đầu là hai đạo thân ảnh lăng không đáp xuống. Hai người mới tới này là một nam một nữ, nam thân thể cao ngất, ước chừng nam chục tuổi, trên người có một cỗ khí tức bức nhân, mặc một bộ trường bào, trong mắt hiện lên một cỗ tinh mang giống như một đầu ác điểu. Sau lưng người này là một nữ tử thanh tú, trên người mặc một bộ váy dài màu xanh bao phủ đường cong động lòng người, ngũ quan tinh xảo, tuy rằng không được coi là xinh đẹp tới mức khiến cho thiên địa thất sắc, thế nhưng tuyệt đối cũng được tính là đại mỹ nhân. Ánh mắt cực kỳ trong suốt, giống như một vũng nước trong vậy. Hai người này đáp xuống, hơn 10 đạo thân ảnh sau lưng hai người cũng đáp xuống. Có không ít người Lục Lâm Thiên cũng biết, Thiên Kiếm Tôn Giả, Vạn Linh Tôn Giả đều có mặt, còn có hai người Thiêu Trưởng Lão, Liêu Trưởng Lão của Nhật Sát Các, từ khí tức có thể nhận ra đã đột phá tới tôn cấp. Lạc Lão Ca, Lạc Cô Nương. Lục Lâm Thiên nhìn hai người, lập tức tiến lên nghênh đón. Đây chính là hai cha con Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng, còn có Lạc Dĩnh. Lục Lão Đệ, từ khi chúng ta chia tay vẫn khỏe chứ? Nghe nói Lão Đệ trà đạp Thanh Long Hoàng Tộc, Linh Vũ Giới cũng ăn quả đắng trong tay đệ. Hiện tại lại có danh xưng Linh Vũ Chiến Tôn, thanh danh vô cùng hiển hách a. Lạc Kiến Hồng khẽ mỉm cười nói. Lạc Lão Ca đừng cười tiểu đệ. Lục Lâm Thiên mở miệng cười. Lục trưởng môn khách khí rồi, cha ta hay nói thật, hiện tại không ai không biết ngươi chính là Linh Vũ Chiến Tôn a. Lạc Dĩnh hành lễ, Lục Lâm Thiên có quan hệ ngang hàng với phụ thân cho nên nàng phải hành lễ. Đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Tu vi của Lạc cô nương tiến bộ không chậm a, chúc mừng, chúc mừng. Nhìn Lạc Dĩnh, khí tức của nàng đã mạnh hơn không ít khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút hơi ngạc nhiên, lập tức nói. Chư vị vất vả rồi, Phi Linh Môn đã sắp xếp chỗ nghỉ cho các vị, xin mời. Thanh âm vừa dứt, Lục Lâm Thiên lập tức nhíu mày, nói. Chư vị chờ một lát, cường giả Thiên Vân Đảo cũng sắp tới. Nghe vậy ánh mắt mọi người không khỏi biết hóa, cường giả có mặt ở đây cũng không cảm giác được có người đến thế nhưng Lục Lâm Thiên lại cảm giác được rõ như vậy. Tâm thần cường hãn đủ để chứng minh thực lực của Lục Lâm Thiên đã hơn xa bọn họ. Hóa ra chư vị lại đến sớm như vậy, tiểu nữ có lễ. Trong giây lát ngắn ngủi, một thanh âm vũ mị vang lên trong không trung. Thời điểm thanh âm vừa dứt, giữa không trung có thú ảnh xuất hiện, đi đầu là một thân ảnh xinh đẹp. Người này mặc một bộ váy dài màu cam, da thịt như ngọc, đôi mắt như minh châu, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra sự thùy mị không nói nên lời khiến cho người khác nhìn qua không khỏi yêu thương, xinh đẹp mà không dung tục, đây chính là Huyễn Linh Mị Cơ Đạm Đài Tuyết Phi. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Lâm Thiên, thanh âm ôn nhu giống như nước vang lên. Nghe nói Lục trưởng môn đã đột phá tôn cấp, xin chúc mừng. Hẳn ta phải chúc mừng Tuyết Phi cô nương mới đúng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhìn Đạm Đài Tuyết Phi rồi nói. Cặp mắt mê người kia khiến cho người khác nhìn vào giống như không tự chủ mà bị hãm sâu vào, huyễn công so với lúc trước mạnh hơn không ít. Mà cảm nhận khí tức trên người Đạm Đài Tuyết Phi, Lục Lâm Thiên cũng không khó phán đoán ra. Khí tức trên người Đạm Đài Tuyết Phi tuy rằng đã ẩn giấu, thế nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được chút mánh khóe, sợ rằng nàng đã đột phá tới tôn cấp. Tuy rằng từ khí tức mà nhận thấy nàng mới đột phá gần đây, thế nhưng đột phá nhanh như vậy, cơ hồ vượt qua Lục Tâm Đồng và Dương Quá, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi sợ hãi, thán phục. Cùng vui, cùng vui. Đôi mắt xinh đẹp của Đạm Đài Tuyết Phi lóe lên, nhẹ nhàng mỉm cười, vô cùng hấp dẫn. Khiến cho Lạc Dĩnh ở phía xa nhìn qua chỉ có thể tự thẹn không bằng. Đạo chủ, vị này chính là Lục trưởng môn sao? Lúc này, phía xa có vài đầu yêu thú phi hành của Thiên Vân Đảo đáp xuống, lần nữa lại có mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Trong đó có hai thân ảnh xinh đẹp đáp xuống bên người Đạm Đài Tuyết Phi. Đây là hai mỹ phụ trung niên, một người mặc cung trang màu trắng, có khí chất xuất trần, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc trên đầu được búi lại làm toát ra khí chất bất phàm của nàng. Một người khác thì toàn thân mặc sa y, trên người đeo một chiếc đai lưng màu trắng. Trên vai có một tấm lụa trắng vắt ngang, gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho người ta có một loại cảm giác phiêu dật,
mái tóc tán loạn xõa xuống bờ vai khiến cho người ta có cảm giác ôn nhu. Tuy rằng khuôn mặt không trang điểm thế nhưng lại vô cùng dễ nhìn, có vẻ xinh đẹp mà ưu nhã. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua hai người, khí chất hai người này bất phàm, từ khí tức hắn có thể nhận ra hai nữ tử này đều đã đạt tới tôn cấp. Thế nhưng cũng giống như Đạm Đài Tuyết Phi, khí tức này còn chưa ổn định. Hai vị sư bá, vị này chính là trưởng môn Phi Linh Môn, Lục trưởng môn Lục Lâm Thiên. Nhìn hai vị sư bá sau lưng, Đạm Đài Tuyết Phi giới thiệu hai người với Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, hai vị này chính là hai vị sư bá của ta. Kính Hoa sư bá, Thủy Nguyệt sư bá. Bái kiến hai vị tôn giả. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu cười, sư bá của Đạm Đài Tuyết Phi, chắc hẳn là sư tỷ của Mộ Dung Lan Lan. Lục trưởng môn khách khí rồi. Kính Hoa, Thủy Nguyệt hành lễ, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ đánh giá Lục Lâm Thiên. Từ trên người Lục Lâm Thiên, hai nàng không ngờ lại không có cách nào dò xét ra được khí tức của hắn. Kính Hoa, Thủy Nguyệt, hai người các ngươi không ngờ cũng tới đây, quả thực hiếm thấy. Nhìn hai nữ tử này, Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông khẽ mỉm cười nói. Kỷ đảo chủ, đã lâu không gặp. Hai nữ tử này nói, dường như hai người cũng quen biết không ít người ở đây. Mọi người hàn huyên, sau đó đi vào trong Phi Linh Môn. Phi Linh Môn đã sớm sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho mọi người, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả đệ tử tinh anh của các sơn môn lớn tới đây khiến cho các đệ tử trong Phi Linh Môn càng thêm chờ mong thi đấu ngày mai. Nghe nói tổng cộng có 130 người, chỉ có 40 người cuối cùng mới có thể tiến vào mật địa tu luyện. Lúc chạng vạng, Lục Lâm Thiên kêu Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, La Lan Thị, Tiểu Long, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đi ra ngoài cửa Phi Linh Môn. Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường cơ hồ đồng thời tới Phi Linh Môn. Phụ thân, mẫu thân. Lữ Tiểu Linh nhìn Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi lập tức nhào tới. Nàng đã ở trong Phi Linh Môn 2 năm, cho nên đã lâu không gặp hai người. Hai tử này, cũng không trở về thăm chúng ta. Mẫu thân vô cùng nhớ con. Khâu Mỹ Vi trừng mắt nhìn Lữ Tiểu Linh, ánh mắt tràn ngập sự hòa ái, cẩn thận đánh giá con mình, nhìn xem có thay đổi gì không. Vân Hồng Lăng cũng chạy tới bên người Vân Khiếu Thiên, đã lâu nàng không gặp phụ thân mình cho nên cũng có chút tưởng niệm. Đây là lần đầu tiên La Lan Thị nhìn thấy Lữ Chính Cường và Khâu Mỹ Vi, đương nhiên muốn đích thân tiếp đón. Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi cũng không dám thất lễ, tuy rằng thực lực của La Lan Thị yếu ớt, thế nhưng thiên phú của ba người con nàng đều vô cùng khủng bố, đã sớm truyền ra xa bên ngoài. Hừ! Ngược lại, hai người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường vừa mới gặp mặt đã hừ lạnh một tiếng. Hai người này không hòa thuận khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng khó hiểu. Cũng không hiểu nguyên do bên trong, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Đêm tới, không gian vô cùng yên tĩnh, ánh mặt trăng chiếu xuống mặt đất giống như phủ một tầng lụa mỏng. Ánh trăng chiếu xuống rừng cây, ngàn vạn ngôi sao trên trời giống như ngàn vạn khỏa dạ minh châu le lói. Trong đại điện Phi Linh Môn, một đạo cấm chế được bố trí. Tất cả cường giả của các sơn môn lớn đều có mặt ở trong đại điện. Trong Phi Linh Môn, có không ít tôn sứ hộ môn đêm nay cũng xuất hiện. Tất cả cường giả tôn cấp trong các sơn môn nhìn thấy Hỏa Sĩ tôn giả, Phích Lịch tôn giả, Song Tuyệt tôn giả lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Số lượng cùng thực lực cường giả Phi Linh Môn hiện tại trực tiếp khiến cho tất cả các sơn môn lớn sợ hãi than, còn có tiếng chào hỏi, dường như có chút quen biết. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, Thanh Hỏa Lão Quỷ đều có mặt trong đại điện. Lúc này người ở trong đại điện đều là cường giả một phương. Trong đại điện, đệ tử Phi Linh Môn đã sớm chuẩn bị điểm tâm, rượu ngon và các đồ ăn khác. Mọi người hàn huyên một phen rồi mới ngồi xuống, Lữ Chính Cường nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo Liên Minh cùng đám Sơn Môn Nguyệt Long Các, Huyễn Hồn Môn, có lẽ con cũng biết rồi đúng không? Tiểu tế quả thực đã biết, 10 Sơn Môn này Liên Minh là muốn nhằm vào tiểu tế. Xa hơn chính là những Sơn Môn như chúng ta. Đối với việc mấy sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Liên Minh cùng Huyễn Hồn Môn, Địa Linh Tông, Nguyệt Long các Lục Lâm Thiên không cần nghĩ cũng biết mấy sơn môn này muốn làm gì. Ba sơn môn như Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo đương nhiên muốn báo thù hắn. Chỉ sợ bọn chúng không bao giờ không hết hy vọng với chuyện này. Mà đám sơn môn như Huyễn Hồn Môn, Địa Linh Tông là vì Vân Dương Tông cùng Phi Linh Môn và các sơn môn liên minh, tạo thành không ít uy hiếp cho bọn họ. Lục lão đệ,
hai năm qua lão đệ đều bế quan, hiện tại lão đệ có ý kiến gì không? Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi, trong hai năm qua tất cả các sơn môn lớn đều phái người tới Phi Linh Môn, thế nhưng đều nhận được câu trả lời đó là Lục Lâm Thiên đang bế quan. Lần này tin tức Lục Lâm Thiên mời được truyền ra, mọi người lập tức gấp rút tới đây. Bọn họ kết minh cũng không có gì đáng ngại, bất quá chúng ta cũng không thể không đề phòng. Ta hiện giờ có một đề nghị. Lục Lâm Thiên nhìn chúng cường giả có mặt. Giờ phút này, trong lúc quay mắt nhìn tất cả chúng cường giả của các sơn môn lớn, trên người Lục Lâm Thiên có một cỗ khí tức thượng vị giả không kém bất luận kẻ nào. Trường bào vung lên, Lục Lâm Thiên nói. Thứ cho ta nói thẳng, đám người Lan Lăng Sơn Trang cùng các sơn môn khác kết minh, chúng ta cũng có thể kết minh chống lại, không biết ý tứ của chư vị thế nào. Ý tứ của ta khi đến đây cũng như vậy. Lạc Kiến Hồng gật đầu, nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn còn lại cũng nhao nhao gật đầu, bởi vì mọi người đều có ý này. Nếu như tất cả mọi người đều có ý tứ như vậy thì tốt rồi. Kỷ Diệu Tông nói, lời nói của ta tuy rằng không dễ nghe, thế nhưng vẫn phải nói. Thực lực của chúng ta sau khi kết minh dường như yếu hơn đám người Lan Lăng Sơn Trang, Nguyệt Long Các một chút. Ô Trấn Vũ nói, mọi người khẽ gật đầu, bởi vì chuyện này là thật. Đám người Lan Lăng Sơn Trang liên minh với nhau, 10 sơn môn siêu nhất lưu, mà mọi người cho dù có liên minh, tăng thêm Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn còn có Phi Linh Môn, tính cả Thánh Linh Giáo mới chỉ có 8. Ba thế lực như Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang thì yếu hơn không ít. Ta nhận được tin tức, Lan Lăng Sơn Trang cùng mấy sơn môn kia đang toàn lực lôi kéo Thiên Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông, nếu như tăng thêm Thiên Kiếm Môn cùng với Vạn Thú Tông kia, thực lực của bọn chúng sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn nữa. Vân Khiếu Thiên nói, Nhạc Phụ, người có từng tiếp xúc qua Thiên Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông hay không? Lục Lâm Thiên cúi đầu trầm tư rồi mở miệng hỏi Vân Khiếu Thiên. Nếu như Thiên Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông kết minh cùng đám sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, hơn kém thực lực sẽ càng lớn hơn một chút. Ta đã từng lén tiếp xúc qua, thế nhưng Thiên Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông đều không trả lời thuyết phục mà chỉ nói hàm hồ. Dường như bọn chúng định bảo trì trung lập, dường như cũng muốn đạt được một ít chỗ tốt nào đó. Vân Khiếu Thiên nói, nếu như Thiên Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông kết minh cùng bọn họ, hoàn cảnh khi đó đối với chúng ta mà nói có chút khó khăn, hay nói cách khác là vô cùng xấu. Đạm Đài Tuyết Phi ngẩng đầu nói, chư vị, Thiên Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông chúng ta có thể thương nghị sau, có lẽ Thiên Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông cũng đang xem động tác của chúng ta. Lục Lâm Thiên nói, Lục lão đệ nói có lý, bất luận như thế nào chúng ta cần kết minh trước thì hơn. Lạc Kiến Hồng nói. Mọi người gật đầu, đã có chung ý kiến, bất luận như thế nào bọn họ phải kết minh trước. Hiện tại đám người Lan Lăng Sơn Trang đã kết minh với các sơn môn khác. Điều này đối với bọn họ mà nói đã là một loại uy hiếp. Mọi người sau đó lại thương nghị một ít chi tiết bên trong, nói chung cũng không có chuyện gì lớn, thế nhưng sau khi nhất trí đồng ý. Mọi người đều muốn bầu ra một minh chủ, phụ trách việc liên lạc, thông báo cho tất cả các sơn môn. Mà nói tới vị trí minh chủ này mọi người nhìn nhau, đương nhiên phải tìm một người mà tất cả mọi người đều phải đồng ý mới được. Vì công bằng để đạt được mục đích cuối cùng, vị trí minh chủ này mỗi 10 năm đổi một lần. Minh chủ phải do tất cả các sơn môn nhất trí lựa chọn, tất cả nhất môn chi chủ viết tên một người vào trong giấy, ai đạt được nhiều người tán thành nhất thì sẽ đảm nhiệm chức vị minh chủ. Mà quyết định của minh chủ chính là quyết định của tất cả các sơn môn lớn, đến lúc nó nếu có hơn phân nửa sơn môn không đồng ý thì quyết định này cũng không có hiệu quả. Mà nếu có hơn một nửa sơn môn đồng ý thì cũng có thể bãi nhiệm minh chủ hiện tại. Minh chủ đầu tiên mọi người chọn ra đều được ghi trên một tờ giấy. Lục Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ, bản thân hắn cũng không thể ghi tên bản thân mình vào, mà có hai vị nhạc phụ ở đây, hắn ghi tên ai vào cũng không được. Rơi vào đường cùng, Lục Lâm Thiên trực tiếp bỏ quyền trống. Mà kết quả cuối cùng lại khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy hơi bất ngờ. Kết quả chính là toàn bộ nhất môn chi chủ của 9 sơn môn đều ghi tên Lục Lâm Thiên. Lý do chọn Lục Lâm Thiên, tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu như là người khác, trong lòng mọi người ít nhiều sẽ không đồng ý. Thịnh tình của chư vị tiểu tử sợ rằng không có cách nào chối cãi. Lời này của Lục Lâm Thiên cũng không phải là khách khí. Tất cả các sơn môn lớn kết minh, hắn trở thành minh chủ đầu tiên, áp lực không nhỏ. Lâm Thiên, tất cả mọi người đã tín nhiệm con thì con cũng không nên từ chối. Lữ Chính Cường nói với Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn,
tất cả các sơn môn lớn đều đồng ý, ngươi không nên từ chối. Ngươi có thể đảm nhiệm được chức vị này hay không, ta tin trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cho nên ngươi không được từ chối. Đạm Đài Tuyết Vi nói. Những người còn lại đều tỏ vẻ ủng hộ, Lục Lâm Thiên đứng dậy, nhìn mọi người rồi thi lễ nói. Nếu như chư vị đã tín nhiệm tiểu tử như vậy, vậy thì tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ chư vị đã tin tưởng. Ha ha, Lục lão đệ, Lan Lăng Sơn Trang, Nguyệt Long các cùng các sơn môn khác như Huyễn Hồn môn kết minh gọi là Thiên Địa Minh, chúng ta cũng không thể không có tên a. Lạc Kiến Hồng khẽ mỉm cười nói. Thiên Địa Minh sao, khẩu khí thật lớn. Lục Lâm Thiên mở miệng cười cười, lập tức nói. Chư vị cảm thấy cái tên Đế Đạo Minh thế nào? Đế Đạo Minh, không tệ. Vậy thì lấy tên là Đế Đạo Minh đi. Ô Trấn Vũ cười nói, mọi người cũng không có ý kiến gì. Đế Đạo Minh đã được thành lập như vậy. Tất cả các sơn môn lớn kết minh, cử hành nghi thức kết minh trong Phi Linh Môn. Đế Đạo Minh được thành lập, tin tức trong đêm nhanh chóng được ám đường của Phi Linh Môn truyền ra bên ngoài. Đệ tử Phi Linh Môn biết được trưởng môn trở thành minh chủ Đế Đạo Minh đều cao hứng không thôi, bởi vì điều này vô hình chung cũng làm tăng địa vị của Phi Linh Môn. Mà trong một đêm, đối với rất nhiều đệ tử trẻ tuổi trong Phi Linh Môn mà nói, tất cả đều vô cùng khẩn trương. Suốt đêm có không ít đệ tử Phi Linh Môn tiến về quảng trường trên thành Hoa Môn. Hôm nay tất cả đệ tử thân truyền của các sơn môn lớn thi đấu, lần thi đấu này được cử hành trên quảng trường thành Hoa Môn. Nếu như đi chậm, đến lúc đó sẽ không còn chỗ ngồi. Sáng sớm hôm sau, khi sắc trời vừa sáng, mặt đất còn được phủ bởi một làn sương như tấm lụa mỏng. Cả Phi Linh Sơn mạch lúc này tràn ngập trong sương mù mông lung, giống như tiên cảnh. Sắc trời vừa mới hơi sáng thì trên quảng trường Phi Linh Môn đã có dòng người tấp nập. Liếc mắt nhìn xuống phía dưới cũng có 35 vạn người. Già trẻ, nam nữ đều có, cũng có không ít người còn đang chạy tới. Phù! Niếp Phong thở ra một ngụm chọc khí, thủ ấn được thu lại, hai mắt mở ra. Ánh mắt lập lòe, cảm nhận chân khí trong cơ thể, hắn thấp giọng nói. Hôm nay nhất định phải cố gắng tiến vào top 40. Niếp Phong, ngươi cần phải cố gắng hơn nữa. Bảo Nhi nói với Niếp Phong. Được được, ta sẽ cố gắng. Niếp Phong nói. Siêu siêu. Một lát sau, trong Phi Linh Môn có không ít yêu thú phi hành vỗ cánh bay lên, tiến về phía thành Hoa Môn. Trên lưng yêu thú phi hành đều là đệ tử thân truyền trong các sơn môn lớn. Từng thân ảnh thiếu nam, thiếu nữ, khí chất bất phàm. Những người có thể tới đây đều là người nổi bật trong sơn môn của mình. Hồng Chí, hôm nay phải cẩn thận một chút, trước mặt đệ chính là đệ tử của những sơn môn lớn đó. Trên lưng yêu thú phi hành, Đoan Mộc Y Y nói với Đoan Mộc Hồng Chí. Yên tâm đi tỷ tỷ, hiện tại đệ chính là đại sư huynh của Phi Linh Môn, đệ sẽ không làm cho Lục đại ca mất mặt. Đoan Mộc Hồng Chí kiên nghị nói. Trong thành Hoa Môn, thời gian chậm rãi trôi qua. Bầu trời xanh thẳm, thời tiết không tệ, ánh mặt trời ôn hòa chiếu rọi mặt đất, thi thoảng có gió nhẹ thổi qua. Chung quanh quảng trường tấp nập, thế nhưng cũng không tạo thành tiếng động lớn. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong lần thi đấu giữa các đệ tử trẻ tuổi trong các sơn môn lớn. Lần thi đấu giữa các sơn môn này Phi Linh Môn đã sớm phát ra tin tức, mà đây cũng là ý tứ của Lục Lâm Thiên. Mỗi một lần đại hội tam tông tứ môn đều danh chấn một phương, cực kỳ náo nhiệt. Phi Linh Môn mượn cơ hội này cũng có thể làm cho thành Hoa Môn náo nhiệt hơn một chút. Về sau mỗi một lần chọn lựa đệ tử trẻ tuổi đều là đại sự trong thành Hoa Môn. Tất cả đệ tử của các sơn môn lớn dưới ánh mắt chăm chú của mọi người cũng cưỡi yêu thú phi hành từ trên không trung mà lộ diện, cảnh này khiến cho không ít các thiếu nữ ở phía dưới lập tức chăm chú nhìn vào. Sau khi tới quảng trường trong thành Hoa Môn, tất cả đệ tử các sơn môn lớn nối đuôi nhau đi ra. Chung quanh cửa vào lúc này chật ních. Chúng đệ tử phải chen chúc mới có thể tiến vào quảng trường. Dòng người tiến về quảng trường ngày càng nhiều. Một lát sau bên trong đã có hơn 100 vạn người. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ chính là hình ảnh náo nhiệt nhất trong thành Hoa Môn từ trước tới nay. Rất nhiều người đều là người ở bên ngoài chạy tới, quan sát sự kiện náo nhiệt lần này. Quảng trường này đã sớm được đệ tử Phi Linh Môn sắp xếp, quây thành hình tròn, hai bên còn có mấy ngàn ghế ngồi. Hiện giờ đã có hơn phân nửa người ngồi vào bên trên. Những người này đều là một ít nhân vật có chút uy tín, danh tiếng bên trong thành Hoa Môn. Còn lại đều là những người có quan hệ với bọn họ,
người bình thường cũng không có tư cách ngồi vào chỗ này. Phía sau quảng trường còn có một bệ đá, bên trên có trăm chiếc ghế, nhìn qua có thể thấy được những hàng ghế này so với những chiếc ghế xung quanh còn xa hoa hơn nhiều, đương nhiên đây chính là chỗ ngồi của những sơn môn lớn. Khi 130 đệ tử trẻ tuổi tới dự thi đứng trên quảng trường, thanh âm xôn xao rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh. Không ngờ lại có không ít người biết rõ thân phận của những đệ tử trẻ tuổi này. Kỳ thật cũng không có gì là kỳ quái. Tất cả các đệ tử sơn môn lớn đi về phía Phi Linh Môn, tư liệu rõ ràng cùng với thực lực đã bị Lưu Nhất Thủ cùng với Hoàng Đan thu được. Trong Thành Hoa Môn cũng xuất hiện không ít cửa hàng đặt cược, những nơi này đều do Phi Linh Thương Hội chống lưng. Thế nhưng vì mặt mũi cũng chỉ có thể lén lút làm một chút mà thôi. Lần này tất cả các đệ tử sơn môn lớn luận bàn là một việc trọng đại, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Về phần Lục Tiểu Bạch, trong khoảng thời gian này hắn đang bận chuẩn bị hôn sự của chính mình. Nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn lập tức cưỡi yêu thú phi hành tiến về Thành Hoa Môn, đệ tử thân truyền trong môn thi đấu, tất cả nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn cũng cảm thấy hứng thú. Không biết lần thi đấu này thực lực của đệ tử sơn môn mình và các sơn môn khác có chênh lệch gì không? Những cường giả này đi tới quảng trường, chúng đệ tử hành lễ, đám người vây xem hoan hô. Mà trong đó, tiếng hô Linh Vũ Chiến Tôn là lớn nhất. Trong phạm vi thế lực của Phi Linh Môn, danh tiếng Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên không cần phải nói cũng biết, điều này khiến cho nhất môn chi chủ mấy sơn môn còn lại bất đắc dĩ không thôi. Mọi người ngồi xuống. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào những đệ tử thân truyền của mấy sơn môn còn lại. Hơn phân nửa mọi người đều có tu vi vũ sư, không ít người là vũ sư cao trọng, mà cũng có vài vũ phách, tuổi đời đều còn rất trẻ, không thể nghi ngờ đều là người có thiên phú rất tốt. Thi đấu như thế này đối với đám người Lục Lâm Thiên mà nói đương nhiên không có gì rung động. Bọn họ đều muốn xem biểu hiện của đệ tử trong sơn môn mình cùng với thực lực của đám người trẻ tuổi trong mấy sơn môn khác mà thôi. Không gian địa tâm linh mạch cứ 2 năm mở ra một lần. Mỗi lần Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn, Nhị Các Nhị Đảo, tất cả đều lựa chọn 20 đệ tử. Về phần Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu thì lựa chọn 10 đệ tử, tổng cộng 130 người, cuối cùng cũng chỉ có 40 người mới có thể tiến vào bên trong tu luyện. Trên quảng trường lúc này tổng cộng có 130 người, thế nhưng phải đào thảo 90 người, cạnh tranh cực lớn. Mà sau khi Đế Minh Đạo thành lập tối qua, tất cả cường giả trong các sơn môn lớn đã thương nghị, lần thi đấu này cũng chỉ là kích thích một chút mà thôi. Trừ 40 đệ tử tiến vào không gian địa tâm linh mạch ra thì trong top 3, người thứ nhất được thưởng một kiện linh khí hoàng cấp, một bộ vũ khí huyền cấp hoặc là linh khí, còn có đan dược ngũ phẩm. Mà người xếp thứ 3 thì chỉ được một khỏa đan dược ngũ phẩm mà thôi. Bên trong tất cả các sơn môn lớn, đều dựa theo đại hội tam tông tứ môn. Nếu như 5 lần thi đấu liên tiếp mà một trong 9 sơn môn không có đệ tử tiến vào top 3 thì phải giao cho sơn môn khác 10 bộ vũ khí huyền cấp cùng 10 khỏa đan dược thất phẩm. Nếu như là đám người Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc thì chỉ thua một nửa mà thôi. Từ tối hôm qua, Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn biết rõ mấy sơn môn lớn này có không gian địa tâm linh mạch để tôi luyện đệ tử thì Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường đều yêu cầu Lục Lâm Thiên cho Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn được gia nhập. Vì muốn đệ tử tham gia thi đấu, đội oan gia này không ngờ không thể ở yên được một chỗ, cơ hồ là khẩu chiến không ngừng. Mọi người kỳ thật cũng không có ý kiến, đều nhìn ý tứ của Lục Lâm Thiên, bởi vì không gian này là Phi Linh Môn phát hiện ra. Hai vị nhạc phụ muốn gia nhập đương nhiên Lục Lâm Thiên không thể nói không được. Thế nhưng đương nhiên cũng không thể để cho hai sơn môn này cứ thế gia nhập. Trải qua thương lượng, Vân Dương Tông muốn gia nhập vào bên trong cũng được. Nhưng chỉ với tư cách khách mời. Về sau đệ tử top 3 trong thi đấu giữa các sơn môn lớn sẽ được tiến vào mật địa của Vân Dương Tông, bằng không sẽ không bàn nữa. Trong mật địa của Vân Dương Tông có Linh Vũ Thánh Quả, Vân Khiếu Thiên đương nhiên không nỡ, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không thỏa hiệp, tăng thêm tất cả các sơn môn lớn đều thèm muốn Vũ Linh Thánh Quả trong mật địa của Vân Dương Tông, cho nên lập tức ồn ào lên tiếng. Rơi vào đường cùng. Sau khi Vân Khiếu Thiên thương nghị với trưởng lão trong môn cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Mà Linh Thiên Môn muốn tham dự thì phải cho tất cả các sơn môn lớn một kiện vũ linh khí huyền cấp, còn có hai khỏa chú nhan đan. Tất cả các sơn môn lớn đều có thu hoạch, tuy rằng thu hoạch đối với bọn họ mà nói cũng không tính là cái gì. Thế nhưng tâm tình lại tốt hơn, còn đối với Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông, trả giá như vậy cũng không ảnh hưởng cái gì cho nên mọi người đều vui vẻ đồng ý.
Lúc này đại hán râu quai nón của Vũ Đường lại tiến lên tuyên bố quy tắc thi đấu. 150 người phân tổ thi đấu, quy tắc chung chính là đào thải 110 đệ tử, cuối cùng giữ lại 40 người tiến hành thi đấu chọn ra top 3. Nói xong quy tắc thi đấu, đại hán râu quai nón nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, thanh âm không lớn thế nhưng lại hóa thành sóng âm quanh quẩn trong không gian. Hiện tại, ta tuyên bố, đại hội lần đầu của đế đạo minh chính thức bắt đầu. Oanh! Sau khi đại hán râu quai nón tuyên bố bắt đầu, cả không gian lập tức vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Từng tiếng gầm truyền tới, đây chính là thi đấu giữa đệ tử các sơn môn lớn, thanh âm vô cùng náo nhiệt. Siêu siêu! Ngay khi thanh âm của đại hán râu quai nón vừa dứt, tất cả đệ tử sơn môn lớn dự thi đều từ bên trên nhảy xuống. Chân khí, linh lực dưới chân tràn ra, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình giống như một chiếc lá rụng từ trên không trung nhảy xuống. Các đệ tử đều thể hiện thực lực bất phàm, khiến cho không ít tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở chung quanh vang lên. Nhìn biểu hiện của đệ tử trong môn, cường giả trong các sơn môn lớn không khỏi âm thầm gật đầu, có chút hứng thú quan sát. Thi đấu tổng cộng chia ra làm 2 ngày, ngày đầu tiên các đệ tử chọn ra 40 người tiến vào không gian địa tâm linh mạch, về phần ngày hôm sau thì thi đấu chọn ra top 3. Trong thi đấu kịch liệt, chung quanh liên tục vang lên tiếng hô ầm ĩ. Trong đó có không ít đệ tử biểu hiện không tồi khiến cho tất cả mọi người có mặt đều phải âm thầm gật đầu. Mà phi linh môn lúc này xuất hiện 2 vũ giả tam hệ, còn có 1 vũ giả tứ hệ khiến cho tất cả các sơn môn lớn cực kỳ kinh ngạc. Trong lúc quan sát, Vân Khiếu Thiên cũng không chịu ngồi yên, kéo tất cả nhất môn chi chủ các sơn môn lớn đánh cược, tiền cược không giới hạn. Tất cả nhất môn chi chủ các sơn môn lớn đều có chút hứng thú, bắt đầu đặt cược. Lục Lâm Thiên cũng có hứng thú. Tiền đặt cược đương nhiên đặt ở trên người Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chí còn có Niếp Phong, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt. Ngày đầu tiên cá cược, Lục Lâm Thiên thắng 30 bộ vũ khí huyền cấp đặt trên người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo. Thế nhưng lại thua trên người Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong 20 bộ vũ khí huyền cấp. Tính toán ra còn lãi 10 bộ vũ khí huyền cấp. Lục Lâm Thiên cũng không có đau lòng, lúc này trong tất cả các sơn môn lớn như Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Thánh Linh Cốc, Thánh Linh Giáo đều có hắc mã, thực lực đều không kém. Mà Đoan Mộc Hồng Chí cùng với Niếp Phong vô cùng chật vật tiến vào top 40, không thể tiến vào được top đầu. Thế nhưng bản thân Lục Lâm Thiên cũng rõ, hai người này đều đang ẩn giấu thực lực, sợ rằng đang chuẩn bị vì top 3 ngày mai. Đoan Mộc Hồng Chí không biết từ nơi nào thậm chí còn học được một bộ công pháp che giấu tu vi khiến cho không ít cường giả không thể phán đoán ra được thực lực của hắn, chỉ có mấy cường giả có chút nghi hoặc mà thôi. Mà Vân Khiếu Thiên lại là người thắng nhiều nhất trong ngày đầu tiên này, Ô Trấn Vũ thua nặng nhất, Đạm Đài Tuyết Vi cũng thắng một chút. Lữ Chính Cường cũng vậy, Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông tuy rằng không có đệ tử tham gia, thế nhưng Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường đều có hứng thú nhìn thực lực đệ tử trẻ tuổi trong những sơn môn khác. Ngày thi đấu đầu tiên chấm dứt, bên trong phi linh môn, đám người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí cùng với 1 vũ sư lục trọng của phi linh môn tiến vào top 40, thành tích bực này khiến cho tất cả các sơn môn lớn phải lau mắt mà nhìn. Thiên Ưng Lâu cùng Tiêu Giao Bang chỉ có 2 đệ tử tiến vào bên trong, Thánh Linh Cốc thì nhiều hơn 1 người. Ngày thi đấu đầu tiên chấm dứt, không ít đệ tử tạo dựng được thanh danh của mình, cửa hàng đặt cược lúc này càng thêm nhộn nhịp. Đêm đến, những đệ tử trong top 40 cũng không thoải mái, ai bị thương thì chữa thương, người cần điều tức thì điều tức. Bởi vì thi đấu ngày mai vô cùng quan trọng, ai cũng muốn tiến vào top 3 để dương danh thiên hạ. Hôm sau, thi đấu lần nữa bắt đầu, quảng trường càng thêm náo nhiệt, đám người vây chung quanh tăng lên, tiếng xôn xao vang vọng, náo nhiệt vô cùng. Trong ngày thi đấu này Vân Khiếu Thiên lại giật dây mọi người đặt cược. Người hôm qua bị thua đã sớm muốn báo thù, bắt đầu nhao nhao đặt cược. Từng trận thi đấu đều có người đặt cược. Khi chỉ còn 10 người trong quảng trường. Trong 10 người này Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí lại gian nan tiến vào bên trong, xếp ở kế cuối. Hoàng Tĩnh Ngọc cũng ở bên trong, Trịnh Thánh Kiệt thì có chút thương thế cho nên cùng với Dương Linh Hạo dừng chân ở top 10 năm, vô cùng tiếc nuối. Trong lúc thi đấu cũng khiến cho tất cả đệ tử phi linh môn biết được thực lực của các sơn môn lớn tham dự lần này, tất cả các sơn môn lớn đều có cường giả bất phàm. Trong lúc thi đấu 10 chọn ra 5, Niếp Phong đấu với một thiếu nữ xinh đẹp của Thiên Vân Đảo. Người này cũng có tu vi linh phách nhất trọng, biểu hiện ban đầu không tầm thường, liên tục quá quan trảm tướng. Mà Niếp Phong thì mỗi lần đều chật vật tấn cấp,
cực kỳ miễn cưỡng, đánh đi đánh lại cũng chỉ có hai bộ vũ khí cấp thấp, tuy rằng không tồi, thế nhưng so với thiếu nữ mặc y phục màu đỏ của Thiên Vân Đảo thì có vẻ yếu hơn một chút. Vân Khiếu Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cho nên lần nữa kêu gọi mọi người. Nhất môn chi chủ các sơn môn lớn sau khi do dự một lát, chỉ có Lạc Kiến Hồng cùng Âm Dương Vương Dạ Vị Ương không có đặt cược vào thiếu nữ mặc y phục màu đỏ của Thiên Vân Đảo, còn lại những người khác đều đặt vào thiếu nữ của Thiên Vân Đảo kia. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đệ tử của hắn đương nhiên hắn phải ủng hộ, cho nên trực tiếp đặt cược 40 bộ vũ khí huyền cấp, Vân Khiếu Thiên do dự một lát, mới gật đầu tiếp nhận. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên dường như nắm chắc, Lạc Kiến Hồng cũng không khách khí, đặt 30 bộ vũ khí huyền cấp, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương cũng cắn răng đặt cược 20 bộ vũ khí. Vân Khiếu Thiên cũng không có cách nào, đành phải tiếp nhận đặt cược. Tất cả các sơn môn lớn đặt thiếu nữ của Thiên Vân Đảo chỉ có 10 bộ vũ khí huyền cấp. Bất kể như thế nào, coi như là Niếp Phong chiến thắng thì hắn thua cũng không nhiều. Sau khi giao thủ, Niếp Phong bắt đầu ra tay mạnh mẽ, không ẩn giấu thực lực, thế nhưng đối mặt với công kích linh hồn của thiếu nữ Thiên Vân Đảo kia hắn cũng có chút đau đầu, không dám tiếp cận quá gần. Mà cuối cùng Niếp Phong lợi dụng kỹ xảo chiến đấu, dụ thiếu nữ áo đỏ này vào cạm bẫy mà hắn đã thiết lập sẵn. Sắc mặt thiếu nữ Thiên Vân Đảo kia đại biến, không ngờ lại thi triển bí pháp cưỡng ép tăng 2 trọng thực lực, đạt tới linh phách tam trọng. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Niếp Phong đã thua thì Niếp Phong cũng đã sớm có sự chuẩn bị, cánh tay phải toàn lực đánh ra một kích. Bao tay vũ linh khí hoàng cấp xuất hiện, phối hợp với một quyền toàn lực, quyền ấn phá vỡ không gian, đánh bại thiếu nữ mặc y phục màu đỏ kia. Lực lượng một quyền này thừa sức đánh bại vũ phách tam trọng đỉnh phong, so với một quyền khi đối phó với Trịnh Thánh Kiệt còn mạnh hơn nhiều. Niếp Phong chiến thắng, tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Niếp Phong lại có thực lực khủng bố như vậy. Vân Khiếu Thiên cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lần này hắn thua không ít. Mà Lạc Kiến Hồng cùng Âm Dương Vương Dạ Vị Ương mỉm cười, bọn họ theo chân Lục Lâm Thiên nên thắng được kha khá, và hai người cũng cảm thấy rất bất ngờ trước sợ thực lực của Niếp Phong. Sau đó Đoan Mộc Hồng Chí cũng giao thủ với một thanh niên có khí chất bất phàm của Nhật Sát Các, thanh niên kia có tu vi vũ phách nhị trọng, cũng là vũ giả tam hệ, thậm chí còn là người có khả năng đoạt được quán quân nhất. Không ít ánh mắt nhìn vào người thanh niên này, đệ tử trong môn ra trận, Lạc Kiến Hồng lập tức trở thành nhà cái, ai tới cũng không cự tuyệt. Đại đa số mọi người đều đặt cược vào trên người thanh niên của Nhật Sát Các, biểu hiện của Đoan Mộc Hồng Chí tuy rằng không tệ, nhưng một đường chật vật tấn cấp, không có quá nhiều điểm sáng. Lục Lâm Thiên không chút khách khí, trực tiếp đặt cược 50 bộ vũ khí huyền cấp trên người Đoan Mộc Hồng Chí, chỉ có Đạm Đài Tuyết Vi cùng Âm Dương Vương, Khâu Mỹ Vi theo chân Lục Lâm Thiên đặt cược mà thôi. Lữ Chính Cường vốn muốn đặt vào thanh niên của Nhật Sát Các thế nhưng lại bị Khâu Mỹ Vi ngăn cản. Khâu Mỹ Vi mỉm cười, sau đó đặt theo Lục Lâm Thiên, không ngờ lần này Lữ Tiểu Linh lại liếc mắt nhìn nàng. Thực lực của Đoan Mộc Hồng Chí, Lữ Tiểu Linh ở trong Phi Linh Môn cho nên cũng biết rõ. Kết quả cuối cùng cũng có thể đoán được, thanh niên Nhật Sát Các kia tuy rằng bất phàm, thế nhưng cũng không phải là đối thủ của Đoan Mộc Hồng Chí. Đoan Mộc Hồng Chí có tu vi vũ phách tứ trọng đỉnh phong, trong vòng 10 chiêu đã giải quyết thanh niên của Nhật Sát Các. Mà ngay cả thanh niên kia thúc giục linh khí hoàng cấp cũng không thể làm gì được Đoan Mộc Hồng Chí. Kế tiếp, Hoàng Tĩnh Ngọc cũng thi triển thủ đoạn của bản thân tiến vào top 5. Đối thủ của nàng chính là một vũ phách nhị trọng của Kiền Hiên Đảo, thực lực không dưới nàng, trên người cũng có một ít át chủ bài. Sau khi chiến đấu kịch liệt một phen, Hoàng Tĩnh Ngọc thi triển tuyệt chiêu, phối hợp với đan điền khổng lồ của vũ giả tứ hệ, còn có phối hợp với các loại thuộc tính, nguy hiểm tấn cấp ngũ cường. Hoàng Tĩnh Ngọc tấn cấp khiến cho Lục Lâm Thiên lần nữa thu được 40 bộ vũ khí huyền cấp. Trong ngũ cường thì Phi Linh Môn chiếm tới 3, chuyện này khiến cho mọi người kinh hãi. Đặc biệt là Đoan Mộc Hồng Chí cùng với Niếp Phong ngay từ đầu đã ẩn giấu thực lực, khiến cho nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn đều mất vũ khí. Bọn họ vô cùng bất đắc dĩ, Đoan Mộc Hồng Chí này với Niếp Phong đều giống như Lục Lâm Thiên năm đó, ẩn giấu thực lực giả heo ăn thịt hổ. Từ ngũ cường chọn ra tam cường, 5 người rút thăm chọn ra một người tiến vào top 3, 4 người còn lại phải đấu với nhau. Trong lúc rút thăm, vận khí của Niếp Phong không tồi, trực tiếp tiến vào top 3. Mà Đoan Mộc Hồng Chí cùng Hoàng Tĩnh Ngọc lại may mắn không giúp chúng nhau, phân biệt thi đấu với đệ tử của Nhật Sát Các và Tinh Mục Các. Ngay sau đó thi đấu lập tức diễn ra, Hoàng Tĩnh Ngọc đối chiến với một thanh niên của Nhật Sát Các,
người này có tu vi hoàn toàn không dưới nàng, đã là vũ phách tam trọng. Thế nhưng trên phương diện thực lực, Hoàng Tĩnh Ngọc là vũ giả tứ hệ cũng không kém người này bao nhiêu, khó phân thắng bại. Hoàng Tĩnh Ngọc lần nữa dựa vào bốn loại thuộc tính cùng với đan điền khổng lồ, thúc dục vũ linh khí huyền cấp cùng với vũ khí hoàng cấp trung giai, đem đối thủ đánh bại. Mà bản thân nàng cũng tiêu hao hầu gần như cạn kiệt, khiến cho sắc mặt trắng bệch. Đối thủ của Đoan Mộc Hồng Chí chính là một linh giả linh phách nhị trọng đỉnh. Dùng tu vi linh phách tứ trọng đỉnh phong của Đoan Mộc Hồng Chí, thắng bại đã định. Sau hơn 30 chiêu, Đoan Mộc Hồng Chí bố trí khải giáp hộ thân, ngạnh kháng chống lại một chưởng của đối phương, nắm lấy cơ hội liên tiếp tấn công mạnh đối thủ, đánh bại đối thủ dưới kiếm của mình. Đoan Mộc Hồng Chí cùng với Hoàng Tĩnh Ngọc không giống nhau. Hoàng Tĩnh Ngọc trực tiếp tỏ vẻ không địch lại. Mấy ngày trước hai người đã đọ sức qua, Hoàng Tĩnh Ngọc tự biết bản thân yếu hơn Đoan Mộc Hồng Chí. Hiện tại bản thân nàng lại tiêu hao hầu như không còn, cũng không thể tái chiến. Top 3 Đại hội Đế Đạo Minh lần đầu tiên lu mờ dưới ánh sáng của Phi Linh Môn, chuyện này khiến cho tất cả các sơn môn lớn im lặng, trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cười hắc hắc, lần này xem như Phi Linh Môn lần nữa nổi danh. Tất cả mọi người trong Phi Linh Môn sau khi biết được kết vậy đều kích động không thôi. Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Niếp Phong, ba người hiện tại đều có thanh danh cực cao trong đám đệ tử trẻ tuổi đồng lứa, trở thành nhân vật phong vân tuyệt đối. Đoan Mộc Hồng Chí thì không cần nói, mà người ngây ngốc như Niếp Phong cũng trở thành đối tượng ngưỡng mộ của không ít thiếu nữ trong Phi Linh Môn. Đương nhiên, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Niếp Phong, tên ba người nhanh chóng từ trong thành Hoa Môn truyền ra khắp đại lục. Thi đấu chấm dứt, trưởng lão trong các sơn môn lớn lập tức mang theo đệ tử trong môn cùng với cường giả Phi Linh Môn tiến vào không gian trong sơn mạch Vũ Đô. Mà thời điểm này, nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn cũng có ý định rời đi. Đệ tử trong môn phải tu luyện trong không gian nửa năm, phái trưởng lão trong sơn môn ở lại cổ vực là được rồi. Dù sao tất cả các sơn môn lớn hiện tại đều có phân đà trong cổ vực. Nhưng mà khi tất cả nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn muốn rời đi đều nhận được hai cái thiệp cưới, một ám, một minh, sau khi mọi người nhìn thấy thiệp cưới lúc này mới hiểu ý, nhao nhao hợp tác. Trong Phi Linh Môn lúc này đã răng đèn kết hoa, khắp nơi một màu đỏ hồng, không khí vui vẻ, bởi vì ngày mai chính là đại hôn của Lục Đường Chủ. Trong Phi Linh Môn, thân ảnh quỷ tiên tử Bạch Oánh xuất hiện, thi thoảng chỉ điểm đệ tử trang trí. Không khí vui vẻ khắp nơi. Sáng sớm hôm sau, tất cả các thế lực lớn nhỏ chung quanh đều phái người tới, mang theo lễ trọng. Những thế lực lớn nhỏ thu được thiệp mời cũng cảm thấy trên mặt có ánh sáng. Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Vân Dương Tông cùng mọi người đều biết Lục Tiểu Bạch có quan hệ bất phàm với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tự mình đưa thiệp cưới, lại đưa ra hậu lễ bất phàm khiến cho Lục Tiểu Bạch cười không dứt miệng. Sáng sớm Lục Tiểu Bạch đã ăn mặc chỉnh chu, mặc y phục chú rể màu đỏ. Chào hỏi các thế lực lớn nhỏ tới Phi Linh Môn, vẻ mặt cao hứng không thôi. Tất cả mọi người trong Phi Linh Môn đều sống trong cảm giác vui vẻ, kể cả các cường giả trong tất cả các sơn môn lớn cũng không quan tâm tới chuyện bên ngoài, thanh âm vui vẻ từ sáng sớm đã vang vọng trong Phi Linh Môn. Thời gian trôi qua, thanh âm vui mừng kia càng thêm nồng đậm. Trong một đình viện ở Hậu Sơn, trong phòng lúc này có Lục Lâm Thiên, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, La Lan Thị, Lục Tiểu Bạch, Tiểu Long, Dương Quá. Lục Lâm Thiên vỗ vai Lục Tiểu Bạch, nhìn Lục Tiểu Bạch rồi mỉm cười nói. Lục Tiểu Bạch, rốt cuộc ngươi đã lập gia đình, về sau đã là người có gia đình, chúc mừng ngươi. Đa tạ công tử chăm sóc. Lục Tiểu Bạch kích động hành lễ, hắn biết, tất cả những thứ mà mình có hôm nay đều là của công tử ban cho. Hắn có thể danh chấn một phương, có được địa vị như ngày hôm nay, đường chủ kim đường Phi Linh Môn, cường giả Vũ Vương, nếu không có công tử. Sợ rằng cả đời này hắn chỉ là một người hầu trong Lục gia mà thôi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được hành lễ như vậy nữa. Nhìn thấy ngươi thành gia lập thất, công tử ta cũng vui mừng thay cho ngươi. Lục Lâm Thiên nâng Lục Tiểu Bạch dậy, nhìn ra phó trước mặt, người này từ trước tới nay hắn đều coi như huynh đệ trong nhà. Tiểu Bạch, đã lập gia đình rồi, Uyển Nhi là một cô nương tốt, về sau phải đối xử với nó cho tốt. Không nên bắt nạt nó, bằng không phu nhân cũng không tha cho ngươi. La Lan Thị nói với Lục Tiểu Bạch, hôm nay La Lan Thị cũng cười không dứt miệng, Lục Tiểu Bạch giống như là nhi tử của nàng vậy. Nhìn Lục Tiểu Bạch thành gia lập thất, trong lòng nàng cũng vô cùng cao hứng. Phu nhân cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ đối tốt với nàng,
không để cho nàng chịu ủy khuất. Lục Tiểu Bạch gật đầu đáp. Con thỏ con, hôm nay thành hôn sao? Lúc này một thanh âm trầm thấp mang theo cảm giác già nua truyền đến. Thân ảnh Nam Thúc vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng nhỏ. Bái kiến Nam Thúc. Nhìn thấy Nam Thúc xuất hiện, Lục Tiểu Bạch lập tức hành lễ, thế nhưng lại bị Nam Thúc vung tay, dùng một cỗ lực lượng vô hình nâng hắn dậy, Nam Thúc nói. Ta không có gì tặng ngươi, vật bình thường bằng vào thân phận hiện tại của ngươi cũng không thiếu. Ta có một khối ngọc bối, sau này nếu như gặp phải tình huống không ổn, chỉ cần bóp nát ngọc giản, trong thời gian ngắn nhất ta sẽ chạy tới ứng cứu. Thanh âm vừa dứt, Nam Thúc lập tức ném một khối ngọc giản cho Lục Tiểu Bạch, lời nói tuy rằng không quá ôn nhu, thế nhưng cho dù là ai cũng có thể nhìn thấy, ánh mắt Nam Thúc nhìn Lục Tiểu Bạch vô cùng hiền từ. Lục Tiểu Bạch cũng là hắn dạy bảo qua, tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, thế nhưng trong lòng hắn, tiểu tử này cũng là một nửa đệ tử. Đa tạ Nam Thúc, bản thân lập gia đình, Nam Thúc tự mình tới, Lục Tiểu Bạch kích động không nói nên lời. Tiểu tử, thứ này cho ngươi. Nếu như gặp phải nguy cơ thì nhanh chóng bóp nát. Nam Thúc cũng đem một khối ngọc ném cho Lục Lâm Thiên, sau đó thân ảnh vô thanh vô tức biến mất không thấy đâu nữa. Dường như cường giả đều thích lên giọng kiểu như vậy nha. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười, lập tức nhìn khối ngọc giản trong tay. Trong lòng không khỏi có cảm giác ấm áp, lão gia hỏa này không nói một lời cảm động nào, thậm chí cũng không nói lời có ích với hắn, thế nhưng sự quan tâm trong nội tâm kia Lục Lâm Thiên lại hiểu rõ. Hắn nắm ngọc giản trong tay, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đông lão, hôm nay Tiểu Bạch thành hôn, Đông lão cũng nên nói một câu dứt khoát, oánh tỷ đã chờ người vài thập niên, rốt cuộc người có cưới hay không? Thu hồi ngọc giản, Lục Lâm Thiên nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói. Đi đi, ngươi quan tâm tới bản thân ngươi đi, loại chuyện như thế này ngươi đừng có quan tâm. Đông lão, không phải là ta quan tâm. Hôm qua ta vừa nhận được tin Lộc Sơn cung phụng cầu hôn oánh tỷ. Lục Lâm Thiên nở nụ cười ta nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói. Cái gì, lão gia hỏa Lộc Sơn lão nhân kia dám, ta liều mạng với hắn. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lớn tiếng quát, lập tức ân cần nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Tiểu tử, Bạch Oánh có đáp ứng không? Dù sao Đông lão cũng không cưới, Đông lão quan tâm làm cái gì? Lại nói. Chuyện này cũng không liên quan tới người. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, xem ra Đông Vô Mệnh cùng với quỷ tiên tử Bạch Oánh đều có tình cảm với nhau. Có lẽ hai người đều ngại mở miệng, hắn cũng nên xuất một ít lực. Tiểu tử ngươi định âm ta. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lập tức hồi phục tinh thần lại, cẩn thận suy nghĩ, dường như bản thân hắn đang bị tiểu tử này che mắt. Đông lão, ta hỏi người một lần. Rốt cuộc người có lấy oánh tỷ hay không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, lập tức nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Ta không nói cho ngươi. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cũng không phải là loại người lương thiện, liền trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Bảo hắn chém chém giết giết thì hắn chỉ nhăn mặt một chút mà thôi. Thế nhưng chuyện như thế này, cái mặt già này của hắn làm sao có thể trơ ra được? Huống chi lại nói ra những lời này trước mặt hậu bối. Ồ. Không nói cho ta vậy thì đừng trách ta. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh khinh bỉ nhìn Lục Lâm Thiên, bộ dáng như lợn chết không sợ nước sôi nói. Chẳng lẽ ngươi còn định trói ta sao? Ồ, ngươi cho rằng ta không dám sao? Lục Lâm Thiên phất tay, miệng quát lớn một tiếng. Lão gia hỏa này quả thực chết vì sĩ diện, không cứng rắn một chút thì không được. Ngươi dám? Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh còn chưa dứt lời. Thân thể đột nhiên run lên, trên người bị cấm chế, toàn thân đập xuống mặt đất, linh lực không có cách nào vận chuyển, toàn thân bị cấm chế. Đông lão, đắc tội, hôm nay quả thực tiểu tử ta phải trói người lại. Chân khí trên người dương quá thu lại, người vừa mới ra tay là hắn, mọi người đã sớm thương lượng qua chuyện này. Tiểu tử, các ngươi muốn làm cái gì? Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh bị bố trí cấm chế quá nhanh. Hắn thật không ngờ mấy tiểu gia hỏa này lại dám trói hắn lại. Làm cái gì đợi một lát nữa người sẽ biết rõ. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, lập tức nói. Đến đây, lột hết y phục trên người lão gia hỏa này xuống. Tiểu tử, ta cầu xin ngươi, rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì? Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nghe thấy lời Lục Lâm Thiên nói như vậy, lập tức cầu xin. Hắn hiểu rõ Lục Lâm Thiên nhất, tiểu tử này không có chuyện gì không làm được.
hiện giờ có cầu xin cũng vô dụng. Lục Lâm Thiên mặc kệ thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh cầu xin, cười hắc hắc nói. Đổi y phục tân lang cho người mà thôi. Dừng tay, các ngươi dám cởi y phục trên người ta. Cứu mạng, đừng cởi y phục của ta, mấy tiểu gia hỏa không biết lớn nhỏ các ngươi. Một lát sau, trong phòng thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, Lục Lâm Thiên nhìn thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh ta ẩn ta upsilon ông, miệng nở nụ cười tà dị nói. Đông lão, làn da cũng không tệ a, càng già càng dẻo dai, rất hồng hào, bảo dưỡng không tệ. Tiểu tử, không phải ngươi có sở thích biến thái như vậy đó chứ? Ta cho ngươi biết, ta là người bình thường. Nhìn ánh mắt tà dị của Lục Lâm Thiên, thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh lập tức dùng mình, mở miệng nói. Ngươi mới không bình thường, ta đang nghĩ xem hôm nay động phòng liệu có vấn đề gì hay không. Lục Lâm Thiên liếc nhìn thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, nói. Đến đây, đổi hỷ phục, trang trí lại căn phòng này. Trong một đình viện tinh xảo lúc này cũng vô cùng náo nhiệt, đám người Lưu gia đã sớm tới Phi Linh Môn. Lúc này trong đình viện này trừ mấy phụ nhân của Lưu gia ra còn có quỷ tiên tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, mà ngay cả Hoa Mãn Ngọc, An Cát Tú Na, Khấu Phi Yến cũng ở bên trong. Nhân vật chính ngày hôm nay chính là tiểu thư Lưu Uyển của Lưu gia. Trên người mặc một bộ hỷ phục màu đỏ chót, thân thể linh lung, bay bổng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, vô cùng động lòng người. Thật xinh đẹp, đây là lần đầu tiên Phi Linh Môn có việc vui như vậy. Nhìn qua Lưu Uyển, quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Lục Tâm Đồng nhẹ giọng nói. Oánh tỷ, việc giữ sư phụ ta và tỷ cũng nên làm thôi chứ. Tiểu nha đầu nhà ngươi từ lúc nào đã biết nói những lời này vậy? Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Tâm Đồng nói. Ta và sư phụ ngươi thì có chuyện gì cơ chứ? Oánh tỷ. Nếu không có gì thì tỷ xấu hổ làm gì? Lục Tâm Đồng cười hắc hắc nói. Oánh tỷ, tỷ cũng đừng tưởng rằng đám hậu bối như chúng ta không biết gì, chuyện của hai người chúng ta đều thấy, có lẽ hai người cũng nên tính chuyện đó thôi, để chúng ta lại lần nữa được náo nhiệt. Đi đi! Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Tâm Đồng, trên mặt ửng đỏ nói. Các ngươi còn nhỏ, không hiểu được những thứ này đâu. Sư phụ, con cảm thấy Đông lão cũng không tệ. Diệp Phi mỉm cười nói. Chỉ bằng vào lão gia hỏa tính tình thối, trơ ra như hòn đá kia sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói xong, dường như cảm thấy mình nói hơi nhiều cho nên trừng mắt nhìn Diệp Phi nói. Còn đứng đó xem náo nhiệt cái gì? Nhanh đi sắp xếp đi. Bị sư phụ trừng mắt, có thân phận sư phụ đứng đầu, Diệp Phi không dám nói gì nữa. Oánh tỷ, Đông lão không tệ, bằng không chúng ta đi nói với Đông lão nha. Vân Hồng Lăng cười nói, hai năm qua ở trong Phi Linh Môn, nàng cũng đã bắt đầu quen thuộc với đám người quỷ tiên tử Bạch Oánh. Ta nói này Oánh tỷ, lão gia hỏa Đông Vô Mệnh có lẽ cũng có ý mà không dám nói, nếu không chúng ta đi trước hỏi ý tứ hắn vậy. Khâu Mỹ Vi hôm nay cũng có mặt cùng với Lữ Tiểu Linh, đôi mắt xinh đẹp nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh, vui vẻ nói. Oánh tỷ, đắc tội. Lục Tâm Đồng nhìn mọi người, thanh âm vừa dứt. Trong nháy mắt đánh ra mấy đạo cấm chế lên người quỷ tiên tử Bạch Oánh. Tâm Đồng, ngươi muốn làm gì? Vốn thực lực của quỷ tiên tử Bạch Oánh đã chênh lệch với Lục Tâm Đồng quá nhiều, dưới tình huống bất ngờ, đương nhiên lập tức bị cấm chế. Oánh tỷ, chuyện này không liên quan tới ta, tất cả đều là chủ ý của ca ca. Lục Tâm Đồng mỉm cười, lập tức nói với những người chung quanh. Nhanh trợ giúp Oánh tỷ đổi hỷ phục. Các ngươi muốn làm gì? Nhanh thả ta ra. Quỷ tiên tử Bạch Oánh không có cách nào dãy dụa, bị chúng nữ trực tiếp thay hỷ phục. Có Lục Tâm Đồng, Khâu Mỹ Vi, Vân Hồng Lăng dẫn đầu, đám người Diệp Phi, Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ cũng không sợ, lập tức náo nhiệt hẳn lên. Quỷ tiên tử Bạch Oánh thấy dãy dụa cũng không được, chỉ có thể tùy ý để cho mọi người thay y phục cho mình. Tới trưa, náo nhiệt trong Phi Linh Môn rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh điểm. Tiếng chúc mừng, hoan hô hội tụ lại cùng một chỗ. Một đệ tử xuyên qua đại điện Phi Linh Môn, cả Phi Linh Môn lúc này tràn ngập trong không khí vui mừng, không ít đệ tử mặc hồng bào đi qua đi lại giống như thủy triều. Trong đại điện lúc này có không ít người tới chúc mừng có mặt, mà ở vị trí đầu não là tất cả nhất môn chi chủ các sơn môn lớn. Phía dưới là một ít thế lực lớn trong phạm vi Phi Linh Môn được mời tới. Trà rượu trên bàn đầy đủ, phía dưới còn được tơ lụa màu đỏ cuốn quanh, cực kỳ đẹp rẽ.
Lục Tiểu Bạch ở trong đại điện, vẻ mặt vui mừng, không ngừng đáp lại lời chúc tụng của mọi người chung quanh. Nhân số trong đại điện xem ra đã đạt tới mức tối đa. Không ít đệ tử Phi Linh Môn không có tư cách tiến vào đại điện cũng túm năm tụm ba vây xem bên ngoài. Thời điểm vui mừng như vậy chấp sự cũng không trách phạt bọn họ. Tân nương tới. Lúc này một thanh âm thanh thúy vang lên. Một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng bên ngoài đại điện. Người này chính là Hoa Mãn Ngọc. Thanh âm của Hoa Mãn Ngọc vừa truyền ra, tiếng ồn ào trong đại điện lập tức chấm dứt, tức thì yên tĩnh. Từng ánh mắt nhìn về phía đại điện, đám đệ tử xuống lại nhường đường, nhìn người đang tiến vào đại điện, không ít người cảm thấy nghi hoặc. Lúc này xuất hiện trong mắt mọi người có hai người đang mặc hỷ phục, trên đầu cũng được một cái khăn hồng bao phủ. Hai tân nương tử, chung quanh có không ít nữ tử xinh đẹp nâng đỡ giống như vô số ngôi sao vây quanh vầng trăng. Thế nhưng lúc này không có ai chú ý tới, một người trong hai người mặc hỷ phục kia bị người khác mang đi. Tân nương xuất hiện, Lục Tiểu Bạch mỉm cười, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ sự sắp xếp của công tử. Chư vị, cảm ơn chư vị tới dự hôn lễ của ta. Hôm nay ta thành gia lập thất, còn có hai người khác cũng thành gia lập thất, chính là hai vị cung phụng của bổn môn, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Hoa Tiên Tử Bạch Oánh, hiện tại mời Đông cung phụng xuất hiện. Lục Tiểu Bạch không chút lúng túng lên tiếng. Nghe vậy, trong đại điện cũng không có bao nhiêu người rung động, dù sao trong này cũng có không ít người biết sự sắp xếp của Lục Lâm Thiên. Người có thể tiến vào trong này, trong lòng đều biết rõ hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Mà cường giả trong tất cả các sơn môn lớn đã sớm biết rõ tin này, cho nên cả đám đều mở miệng cười. Trong lúc rối loạn nhỏ, trước đại điện lần nữa có người xuất hiện. Người tới chính là Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Tiểu Long, còn có La Lan Thị ở phía sau, mặt khác còn có Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên vui vẻ, cùng với Dương Quá một trái một phải nắm tay Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh mặt hỉ phục đi vào đại điện. Trước đó do Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh không chút khách khí chửi bới cho nên Lục Lâm Thiên lập tức đem thanh âm của hắn cấm chế lại. Vì vậy cho nên trên đường đi Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Mà khi Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đi tới đại điện cũng nghe thấy lời nói của Lục Tiểu Bạch, lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu được mục đích của Lục Lâm Thiên. Tiến vào đại điện, vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào, trên khuôn mặt dày của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh không biết đã chuyển thành màu gì. Hận không thể tìm lỗ dưới mặt đất mà chui xuống, thế nhưng bản thân hắn cũng không có cách nào nhúc nhích. Đông Vô Mệnh, chúc mừng. Lão Độc Vật, chúc mừng. Trong tất cả các sơn môn lớn cũng có không ít người quen Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, trong Phi Linh Môn, đám người Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Linh Tôn Giả, Hổ Viêm Thiên Vương cũng chúc mừng. Nhìn thấy bộ dáng của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, cả đám lập tức ngây người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Lục Lâm Thiên liên tục nói lời cảm tạ, giống như bản thân hắn là chú rể vậy, sau đó trực tiếp đặt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trên đại điện, truyền âm nói với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Đông lão, ta cũng chỉ có thể làm được tới mức như vậy. Ta sẽ giải cấm chế cho người, kế tiếp phải nhìn xem người xử lý thế nào. Người đừng có mà chạy trốn, trước mặt thiên hạ quần hùng, nếu như người chạy trốn, đến lúc đó Oánh tỷ sẽ mất mặt, đồng thời Lộc Sơn lão nhân sẽ nhân cơ hội mà nhảy vào. Lục Lâm Thiên truyền âm xong, lặng lẽ giải cấm chế trên người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Toàn thân Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh run lên, cấm chế được giải, hắn cũng không dám rời khỏi, hung hăng nhìn Lục Lâm Thiên, nghe không ít thanh âm chúc mừng chung quanh, không khỏi cười khổ rồi gật đầu. Oánh tỷ, ta sẽ giải cấm chế cho tỷ. Tỷ không nên chạy trốn, nếu như tỷ chạy trốn, trước mặt thiên hạ quần hùng, mặt mũi sư phụ ta sẽ mất hết. Cùng một lúc, Lục Tâm Đồng nhận được ánh mắt của Lục Lâm Thiên, lặng lẽ kết thủ ẩn, giải cấm chế trên người Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Đông lão, Oánh tỷ, đại hôn của các người ta cũng không dám làm chủ hôn. Bất quá, ta đã mời chủ hôn cho hai vị. Lục Lâm Thiên mỉm cười, thanh âm vừa dứt, bên ngoài đại điện đã có hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hai người chậm rãi đi vào, bước chân xúc địa thành thốn, lập tức xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Kim Lang Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả. Nhìn hai người xuất hiện, tuy rằng khí tức trên người đều được thu liếm, thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến trong lòng mọi người có mặt chịu áp lực vô cùng lớn, giống như có một tảng đá trong nội tâm vậy. Bái kiến Kim Lang Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả tiền bối. Nhìn hai người, tất cả cường giả trong các sơn môn lớn lập tức đứng dậy ôm quyền hành lễ.
Trước mặt cường giả bực này, mọi người đều muốn giao hảo. Không cần đa lễ. Khổng Tước Tôn giả mặc một bộ cẩm bào, ung dung mà cao quý, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt giống như biển cả bao la. Không khí náo nhiệt trong Phi Linh Môn hôm nay khiến cho nàng dường như cũng trẻ lại. Ha ha, cả đời này thứ gì ta cũng đã làm, chỉ có chưa làm chủ hôn mà thôi. Kim Lang Tôn giả hào sảng nói, mắt nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lại nói. Không biết bản tôn có tư cách làm chủ hôn cho ngươi hay không? Tiền bối hạ mình làm chủ hôn cho ta, thịnh tình này Vô Mệnh xin nhận. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh xoay người hành lễ, lúc này hắn cũng có chút kích động. Hắn hiểu rõ, cường giả bực này như Kim Lang Tôn giả có thể hạ mình làm chủ hôn cho hắn là bởi vì cho Lục Lâm Thiên mặt mũi, bằng không coi như hắn là Thôi Hồn Độc Vương thì cũng không có tư cách này. Bạch Oánh tiểu thư, không biết hai người chúng ta có tư cách làm chủ hôn cho hai người hay không? Khổng Tước Tôn giả nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh rồi nói. Mặc dù có một lớp vải hồng che mặt, thế nhưng khí tức trên người vô cùng rõ ràng khiến cho Khổng Tước Tôn giả chỉ đơn giản đã biết rõ ai là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Tiền bối chịu tới, chúng ta cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, nào dám chê không được. Quỷ tiên tử Bạch Oánh xoay người hành lễ, dùng thân phận của hai người Kim Lang Tôn giả cùng Khổng Tước Tôn giả, đương nhiên nàng phải có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Lúc này trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy bất ổn, trước đó nàng hoàn toàn không biết một tí gì. Vậy là tốt rồi, bắt đầu. Khổng Tước Tôn giả mỉm cười. Không khí vui vẻ như thế này khiến cho áp lực của mọi người trong lúc vô hình giảm đi không ít. Đông Vô Mệnh, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng lấy Bạch Oách hay không? Kim Lang Tôn giả nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, nghiêm túc hỏi. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh tuy rằng đã có tuổi, thế nhưng ở trước mặt hắn vẫn chỉ là một vãn bối mà thôi. Cái này, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh có chút khó xử. Chuyện không trâu bắt chó đi cày, trước mặt bao nhiêu thế lực lớn trong thiên hạ, trước mắt bao nhiêu người, hắn không biết trả lời như thế nào. Huống chi hắn cũng không biết quỷ tiên tử Bạch Oánh có đồng ý lấy hắn hay không. Đông Vô Mệnh, ngươi là nam nhân hay nữ nhân vậy? Sảng khoái trả lời cho ta một câu, nếu như không lấy thì ta lấy nàng. Trong đám người phía dưới, Lộc Sơn lão nhân không nhịn được mà đứng lên. Hiện tại hắn vô cùng đau lòng, mà bản thân cũng đã lớn tuổi. Những năm này ở trong Phi Linh Môn, quan hệ của quỷ tiên tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, tầng ngăn cách như tờ giấy mỏng kia hắn cũng biết. Có một ít chuyện cho dù cưỡng cầu cũng không được. Ai nói ta không lấy? Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân. Muốn lấy thì sao không nói? Một đại nam nhân còn lề mề như vậy. Kim Lang Tôn giả cũng không có khách khí mà quát Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh một tiếng. Lão độc vật, nói đi. Không ít cường giả quen thuộc với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cung quanh lập tức ồn ào. Bạch Oánh, ngươi có đồng ý thành gia lập thất hay không? Đông Vô Mệnh đỏ mặt, cố lấy dũng khí, đánh bạc với mặt mũi của mình mà đi tới bên người quỷ tiên tử Bạch Oánh rồi hỏi. Đông Vô Mệnh, không được, ngươi chỉ hỏi một câu vậy mà muốn Oánh tỷ gả cho ngươi, cho dù tỷ ấy đồng ý ta cũng không đồng ý. Ngươi nên nói lời từ tận đáy lòng mình mới được, hôm nay ta đại diện cho nhà gái. Khâu Mỹ Vi tung người ngăn trước người quỷ tiên tử Bạch Oánh. Đúng vậy, lão độc vật, chỉ ít ngươi cũng phải nói lời trong lòng của mình chứ. Chỉ bằng một câu nói như vậy mà muốn Bạch Oánh tiểu thư gả cho ngươi, như vậy Bạch Oánh tiểu thư quá mất giá a. Trong đại điện lập tức có tiếng ồn ào vang lên. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đỏ bừng mặt, đám người này muốn mạng già của hắn sao? Hắn nghẹn họng cả buổi, cũng không nói ra được lời nào. Dưới mảnh vải hồng, quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng vô cùng chờ mong. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc nàng cũng đợi được tới ngày hôm nay. Tâm ý của lão gia hỏa kia nàng làm sao không biết. Thế nhưng nàng vẫn chờ một câu nói của hắn, chỉ là đợi vài thập niên cũng không nghe được từ trong miệng hắn nói ra. Lão độc vật, nói đi. Nói mau, không thì ta sẽ nói. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Lộc Sơn lão nhân cũng lớn tiếng nói. Hắn đã không có cơ hội. Thế nhưng phải hối thúc Đông Vô Mệnh mới được, cũng không thể để Đông Vô Mệnh dễ dàng nắm Bạch Oánh vào trong tay như vậy. Đông lão, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Chỉ cần gần đầu, ta nói một câu, người nói một câu. Thế nào, ta đảm bảo người sẽ vượt qua. Lục Lâm Thiên truyền âm nói với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Đông Vô Mệnh nghẹn đỏ mặt, gật đầu với Lục Lâm Thiên.
hắn không nói ra được nửa lời, loại trường hợp này chính là lấy mạng già của hắn. Hiện tại có người hỗ trợ, hắn không còn lựa chọn nào khác. Tuy rằng đang giận tiểu tử kia, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng tiểu tử này mà thôi. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống hay chết, mà là việc ta đứng trước mặt nàng, thế nhưng nàng lại không biết ta. Đông Vô Mệnh chậm rãi nói ra, mà khi nói tới đoạn này, lại có cảm giác buồn nôn nói không ra, lén lút trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn mà thì thầm nói. Yêu nàng, khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là ta đứng trước mặt nàng mà nàng không biết ta yêu nàng, không những yêu mà còn yêu rất sâu. Thế nhưng lại không bỏ được cái mặt mo này mà nói ra câu ta yêu nàng. Lời nói của Đông Vô Mệnh khiến cho toàn bộ đại điện yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ Đông Vô Mệnh lại có một mặt nho nhã như vậy, lời nói êm tai không thôi, khiến cho không ít thiếu nữ động tâm. Khâu Mỹ Vi cùng quỷ tiên tử Bạch Oánh dưới mảnh vải hồng đều cảm thấy bất ngờ, người bất ngờ nhất chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh, khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ hoài nghi. Dùng hiểu biết của nàng với lão gia hỏa kia mà nói, lão gia hỏa này không phải là loại người như vậy. Ta yêu nàng giống như... Đông Vô Mệnh tiếp tục nói. Mà nói tới một nửa, khi mọi người vẫn đang động dung thì đột nhiên đổi giọng nói. Ta nhổ vào, quá buồn nôn, ta không nói ra được. Mọi người sửng sốt, Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vừa rồi, tất cả những lời nói buồn nôn kia không phải là do ta nói mà là tiểu tử kia lừa để ta nói. Nhìn theo ánh mắt của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên, không ngờ những lời nói êm tai như vậy lại là Lục Lâm Thiên nói. Sau khi Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, hắn lập tức đi nhanh về phía quỷ tiên tử Bạch Oánh, Khâu Mỹ Vi cũng không có ý tứ ngăn cản mà lui về phía sau. Đông Vô Mệnh đứng bên người quỷ tiên tử Bạch Oánh, sau khi hít sâu một hơi rồi nói. Những lời vừa rồi là tiểu tử kia dạy ta nói, hôm nay ta đến đại điện này, mặc hỷ phục cũng bị tiểu tử kia trói tới. Nghe lời nói của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, mọi người lần nữa nhìn vào Lục Lâm Thiên. Thế nhưng tiểu tử kia nói đúng, ta không thể buông bỏ được cái mặt mo này, bỏ qua thời gian vài thập niên. Vài thập niên nay ta trốn tránh nàng, hiện tại ta có mấy lời nên nói, tình ý của nàng đối với ta, ta cũng biết. Ta cảm thấy ta không xứng với nàng, từ trước cho tới bây giờ ta không thể nói ra được lời nói dễ nghe như tiểu tử kia. Ta chỉ nói một câu, nàng có thành gia lập thất hay không? Cuộc đời này nàng đối với ta như vậy là may mắn của Đông Vô Mệnh ta. Là số mệnh của Đông Vô Mệnh ta tốt. Về sau nàng chính là tính mạng của ta. Đông Vô Mệnh nói xong, nhìn vào quỷ tiên tử Bạch Oánh. Trong đại điện lần nữa yên tĩnh, những lời nói này chính thức khiến cho không ít người động dung. Không có ai chú ý tới, phía dưới mảnh vải hồng, thân thể mềm mại của quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ run lên, nhiều năm như vậy rốt cuộc nàng cũng đợi được những lời này. Tốt! Lục Lâm Thiên là người trầm trồ khen ngợi đầu tiên. Lão gia hỏa này rốt cuộc cũng nói ra, lúc này nhiệm vụ của hắn mới chính thức hoàn thành. Lục Lâm Thiên nói xong, trong đại điện vang lên tiếng vỗ tay. Cũng coi như quá quan, Oánh tỷ, kế tiếp phải xem chính tỷ rồi. Bạch Oánh tiểu thư, Đông Vô Mệnh đã mở miệng, người cũng nên nói một lời, có gả hay không? Khổng Tước Tôn giả không làm lỡ thời gian, lập tức mỉm cười hỏi quỷ tiên tử Bạch Oánh. Có. Dưới mảnh vải hồng. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ gật đầu. Có vải hồng che mặt cho nên không có ai nhìn thấy, khuôn mặt của quỷ tiên tử Bạch Oánh so với tấm vải hồng này còn đỏ hơn. Mọi người thấy quỷ tiên tử Bạch Oánh đồng ý, trong đại điện lập tức vang lên thanh âm chúc mừng giống như thủy triều. Coi như nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại ta tuyên bố, hai người Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh chính thức là phu thê. Kim Lang Tôn giả lớn tiếng nói, cánh tay cũng móc ra một vật, đây chính là một hộp gấm lớn bằng bàn tay. Hắn giao cho Đông Vô Mệnh rồi nói. Với tư cách người chủ hôn, một cặp huyết thủ ô vạn năm này ta tặng cho ngươi. Coi như là lễ vật. Đa tạ tiền bối. Đông Vô Mệnh run lên, cao hứng nhếch môi. Một cặp huyết thủ ô vạn năm, thiên tài địa bảo bực này đối với hắn mà nói, tuy rằng không bằng diễn linh thánh quả, thế nhưng giá trị cũng bất phàm. Sau khi dùng, đủ để khiến cho thực lực của hắn và Bạch Oánh tăng lên không ít. Kim Lang Tôn giả tặng lễ như vậy khiến cho các cường giả không ngừng hâm mộ. Trong đại điện lần nữa vang lên tiếng hoan hô, vô số tiếng chúc mừng tân lang, tân nương Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh. Lục Lâm Thiên cũng thở dài một hơi,
hai người này vốn đã có tình, hắn cũng chỉ trợ giúp một chút mà thôi. Dưới sự náo nhiệt, Kim Lang Tôn giả cũng xung phong nhận làm chủ hôn của Lục Tiểu Bạch cùng với Lưu Uyển. Đây vốn là chuyện Lục Lâm Thiên định làm, và Khổng Tước Tôn giả cũng đưa cho Lục Tiểu Bạch không ít thứ tốt. Hai hôn lễ được cử hành, Đông Cung Phụng cùng Bạch Cung Phụng thành ra lập thất khiến cho không ít đệ tử Phi Linh Môn kinh ngạc. Diệp Phi, Diệp Mỹ, Bạch Toa Toa, Lục Tâm Đồng cùng Nhan Kỳ nhìn thấy Bạch Oánh lập gia đình, trong lòng giống như chút được một bầu tâm sự. Khuôn mặt vui vẻ, nhất là hai tỷ muội Diệp Phi, Diệp Mỹ càng xinh đẹp động lòng người khiến cho một ít trưởng lão, hộ pháp trong các sơn môn lớn khác ngây ngốc không thôi. Hôn lễ tiếp tục tiến hành, náo nhiệt không thôi. Đông Vô Mệnh, Lục Tiểu Bạch cũng nhao nhao mời rượu khách khứa, trong lòng cực kỳ cao hứng. Cái mặt mo của Đông Vô Mệnh rốt cuộc cũng hạ xuống được. Tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân cũng có mặt trong đại điện. Hôm nay tiểu gia hỏa này vô cùng vui vẻ, ăn rất nhiều bánh kẹo, mấy cái túi trên người căng phồng. Ngay khi tiểu gia hỏa mang theo một túi kẹo đầy định rời đi, hai đạo thân ảnh xinh đẹp lặng lẽ đi tới trước mặt tiểu gia hỏa. Hai người này chính là nhị nữ Kính Hoa, Thủy Nguyệt của Thiên Vân Đảo. Nhìn Lục Kinh Vân, Kính Hoa, Thủy Nguyệt nhìn nhau, ánh mắt có chút biến hóa, ngồi xổm xuống, nhìn Lục Kinh Vân rồi hỏi. Tiểu gia hỏa, con tên gì? Lục Kinh Vân nhìn nhị nữ, đôi mắt đen lúng liếc nhìn chăm chú vào nhị nữ, dường như có cảm giác đã từng quen biết, nó do dự một lát rồi nói. Ta gọi là Lục Kinh Vân, các ngươi là ai? Chúng ta là người Thiên Vân Đảo. Thủy Nguyệt nhìn Lục Kinh Vân rồi hỏi. Cha mẹ con đâu? Ta chỉ có sư phụ cùng với nãi nãi. Lục Kinh Vân chăm chú đánh giá hai người. Sư phụ con là ai? Kính Hoa, Thủy Nguyệt nghe vậy, ánh mắt khẽ đổi, lần nữa hỏi Lục Kinh Vân. Bé trai lúc trước sư muội bỏ lại được đám người Vân Dương Tông đưa tới Phi Linh Môn. Mục đích hai người tới Phi Linh Môn lần này chính là tìm kiếm tung tích của bé trai trong Phi Linh Môn theo sự khẩn cầu của sư muội. Nhìn Lục Kinh Vân, hai người mơ hồ đã biết được chút ít. Sư phụ ta là trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên. Lục Kinh Vân chống nạng, vô cùng uy vũ nói. Kinh Vân, lại đang nghịch ngợm sao? Lúc này, La Lan Thị đi tới bên người Lục Kinh Vân, mỉm cười với Kính Hoa, Thủ Nguyệt rồi ôm Lục Kinh Vân vào lòng, nói. Sao con lại lấy nhiều kẹo như vậy? Nhìn La Lan Thị, hai người Kính Hoa, Thủy Nguyệt cũng biết thân phận của La Lan Thị cho nên khẽ gật đầu đứng lên. Nãi nãi, con lấy cho bối nhi ăn. Lục Kinh Vân nói. Tốt, nhanh đi chơi cùng bối nhi đi. Cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị ngã. La Lan Thị yêu thương nói, sau đó lập tức buông Lục Kinh Vân ra. Tiểu gia hỏa nhanh chóng chạy ra khỏi đại điện. Kính Hoa, Thủy Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Lục Kinh Vân, mãi cho đến khi Lục Kinh Vân chạy ra khỏi đại điện. Trưởng môn. Trong lúc náo nhiệt, Hoàng Bác Nhiên đi tới bên người Lục Lâm Thiên, trong tay mang theo không ít ngọc giản nói. Trưởng môn, vừa rồi có người của Vạn Thú Tông tới đây, nói là cho mời trưởng môn cùng với nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, Vạn Thú Tông này không ngờ lại phái người đem thiệp tới. Không biết sẽ có chuyện gì, dường như đám người này cũng biết rõ tất cả các sơn môn lớn hiện tại đều ở Phi Linh Môn, không ngờ lại đem tất cả các thiếp mời chuyển tới đây. Hôn lễ đã tới khâu cuối cùng, Lục Lâm Thiên cũng không mở ngọc giản ra, ánh mắt ý bảo Hoàng Bác Nhiên không nên để cho mọi người chú ý. Khi đại điện chấm dứt náo nhiệt thì trời đã chạng vạng tối. Trong Phi Linh Môn cũng sắp xếp các loại hoạt động náo nhiệt, mãi đến khi mọi người tiễn hai tân lang, tân nương về động phòng thì Lục Lâm Thiên mới truyền âm mời tất cả nhất môn chi chủ các sơn môn lớn tiến vào đại sảnh. Vạn Thú Tông cũng phát ra rất nhiều thiếp mời, mà ngay cả Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Giáo cũng có mặt ở bên trong. Lục Lâm Thiên đem thiếp mời của Vạn Thú Tông giao cho nhất môn chi chủ các sơn môn, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Xem ra nhất cử nhất động của Đế Đạo Minh đều nằm trong ánh mắt của người khác. Thiếp mời này không ngờ lại vừa vặn đưa tới đây, không thiếu một khối ngọc giản nào. Thế nhưng mọi người cũng không lo lắng. Lần này mọi người kết minh vốn làm cao điệu cho nên Vạn Thú Tông không biết mới là lạ. Tất cả các thế lực lớn, trong sơn môn đều có một ít thám tử của các thế lực khác chen vào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không thể nói thành lời mà thôi. Siêu! Lục Lâm Thiên mở ngọc giản. Thanh âm lập tức truyền vào trong đầu. Lục trưởng môn, ngày 19 tháng 4, tân nhiệm tông chủ của Vạn Thú Tông, đại đệ tử Lam Linh đảm nhiệm chức vị, mời Lục trưởng môn tới xem lễ. Doãn Ngạc đề bút.
Thanh âm vừa dứt, ngọc giản nứt nẻ hóa thành cho bụi. Mà thanh âm này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, chính là thanh âm của Vạn Thú Vương Doãn Ngạc của Vạn Thú Tông. Mời chúng ta tới xem đại lễ. Lúc này mọi người đều đã mở ra ngọc giản, nhanh chóng nghe được thanh âm của Doãn Ngạc. Sắc mặt cả đám nhất môn chi chủ không khỏi biến hóa, chủ yếu là vì, ở thời điểm này đối với tất cả các thế lực lớn mà nói đều là một thời điểm tương đối đặc biệt. Vạn Thú Tông cùng Thiên Kiếm Môn ở giữa Thiên Đạo Minh cùng Đế Đạo Minh mà bảo trì trung lập. Cho nên bất luận quyết định gì của hai sơn môn này sẽ khiến cho tất cả mọi người phỏng đoán. Lục Lão Đệ, để xem Vạn Thú Tông này có thâm ý gì khác không? Lạc Kiến Hồng trầm tư một lát rồi nói với Lục Lâm Thiên. Nhạc phụ, theo người thì sao? Lục Lâm Thiên nhìn về phía Vân Khiếu Thiên, trong mọi người có mặt lúc này, người hiểu về Vạn Thú Tông nhất có lẽ chính là Lục Lâm Thiên. Nếu như ta suy đoán không sai, sợ rằng Vạn Thú Tông cũng mời đám người Lan Lăng Sơn Trang, Nguyệt Long Các. Tân nhiệm tông chủ mới lại xuất hiện vào thời điểm này, Doãn Ngạc không ngờ lại thoái vị, ý vị trong này không khỏi khiến cho chúng ta phải cân nhắc một phen. Dùng tâm trí của Vân Khiếu Thiên, chỉ bằng một câu nói đã nói ra quan hệ ở bên trong khiến cho mọi người gật đầu. Thời điểm này Vạn Thú Tông có tông chủ mới, có lẽ là thời điểm mà Vạn Thú Tông quyết định. Đạm Đài Tuyết Vi nói với mọi người. Thiếp mời này đã nhận được, mặc kệ ý tứ của Vạn Thú Tông ra sao, chúng ta cứ đi tới thì biết. Ô Trấn Vũ nói. Ngày 19 tháng 4, hiện tại vẫn còn 20 ngày, chúng ta phải mau chóng khởi hành. Kỷ Diệu Tông nói. Lữ Chính Cường do dự một lát rồi nói. Đi tới Vạn Thú Tông tuy rằng không có nguy hiểm quá lớn. Bất quá chúng ta vẫn nên phòng bị một chút. Đám người Lan Lăng Sơn Trang cùng các sơn môn khác cũng tới, dù sao mọi người vẫn nên đề phòng. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, lập tức nói. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ lên đường tiến về Vạn Thú Tông. Mặc kệ Vạn Thú Tông này có mục đích gì, đến Vạn Thú Tông thì chúng ta sẽ biết rõ. Có nhiều sơn môn tới Vạn Thú Tông như vậy, có lẽ Vạn Thú Tông sẽ rất náo nhiệt. Lạc Kiến Hồng cười nói. Trong màn đêm, vô số ngôi sao xuất hiện trong bầu trời. Ánh trăng chiếu xuống, đêm nay là một đêm vô cùng thích hợp cho việc động phòng. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuyên qua màn đêm, lập tức xuất hiện trong đình viện của đám người Nam Thúc. Gặp mặt Nam Thúc cùng sư phụ, Lục Lâm Thiên đem chuyện ngày mai đi tới Vạn Thú Tông nói ra một lần. Sau khi rời khỏi Vạn Thú Tông cũng thuận tiện đi về phía Tổ Yêu Lâm. Trên Vạn Thú Tông có lẽ không có việc gì quá lớn. Vạn Thú Tông gióng trống khua chiêng mời các ngươi tới dự điển lễ như vậy thì có lẽ cũng không có động tác gì. Thế nhưng bên trong Tổ Yêu Lâm thì không giống như vậy, phải cẩn thận một chút. Nam Thúc nói. Sau khi nghe sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói vài câu, lúc này Lục Lâm Thiên mới rời khỏi đình viện. Trong Phi Linh Môn hiện tại có Nam Thúc cùng hai vị Tạ Thiên Tạ Địa trấn thủ, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng quá nhiều. Việc dạy bảo Lục Kinh Vân, Lục Lâm Thiên cũng ném cho Nam Thúc. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuất hiện từ phía chân trời, ngoài đình viện ở hậu sơn Phi Linh Môn, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh mặc một bộ y phục màu đen, khuôn mặt hồng nhuận, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh thì mặc một bộ y phục màu trắng, giống như tiên tử. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người không gì sánh được. Đông lão, Oánh tỷ, nghỉ ngơi tốt không? Lục Lâm Thiên cười hắc hắc đi tới bên người Đông Vô Mệnh. Nhìn bộ dáng hai người, dường như hai người làm không ít chuyện đêm hôm qua a. Thù ngày hôm qua lần sau ta sẽ tính toán với ngươi. Lần này đi về phía Vạn Thú Tông phải cẩn thận một chút. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.